Đối mặt với câu hỏi của Tần Tranh thì Tần Đông Tuyết cũng không có giấu giếm, đem Bùi Võ Phu, Bùi Đông Lai, Miêu Thần Ý nói ra, kể cả việc Nạp Lan Trường Sinh ra mặt giúp Bùi Đông Lai, tất cả nói hết cho Tần Tranh nghe. Ta nói Nạp Lan Trường Sinh như thế nào chạy đến Trầm Thành, thì ra là thế. Thân là nhân vật số một của Liêu Ninh thì Tần Tranh đương nhiên không xa lạ gì đối với Nạp Lan Trường Sinh, ngược lại hắn cũng không ít lần qua lại với Nạp Lan Trường Sinh, thậm chí hắn còn biết được chút ít chuyện tình của Nạp Lan lão gia tử. Hiện giờ nghe Tần Đông Tuyết kể ra thì hắn liền hiểu được, nhiều lão gia tử đến Trầm Thành là bởi vì Bùi Võ Phu mà Nạp Lan Trường Sinh đến Trầm Thành lại là vì Miêu lão gia tử. Cha, nếu như lúc đó Bùi Võ Phu có thể từ trong tay của tứ đại công tử mà cướp đi Vãn Tình thì một người như vậy không phải là người đơn giản rồi. Lòng hiếu kỳ của Tần Đông Tuyết càng đậm, lại hỏi. Như vậy thì tại sao giờ đây hắn chỉ là một tài xế xe taxi? Còn nữa, con cũng chưa từng gặp qua mẫu thân của Bùi Đông Lai là Vãn Tình, hiện giờ bà ấy ở đâu? 18 năm trước, Vãn Tình đã rời bỏ thế giới này rồi. Lúc này mở miệng không phải là Tần Tranh mà là Tiếu Ái Linh, giọng nói của nàng làm cho người khác cảm thấy được vẻ thổn thức bên trong, đồng thời còn có thêm vẻ bội phục Diệp Vãn Tình. 18 năm trước, Tần Đông Tuyết trong lòng chợt động, mơ hồ đoán được cái gì? Tạo hóa trêu ngươi à? Tần Tranh cười khổ cảm thán một câu, lại nói. Đông Tuyết, nhưng điều ấy là chuyện cũ năm xưa, trong nhất thời cũng nói không rõ ràng, con cũng không nên hỏi nữa. Nói xong thì Tần Tranh theo bản năng liếc nhìn Tiểu Ái Linh một cái. Lúc này đây, Tiểu Ái Linh cũng không có làm trái lại ý của Tần Tranh. Nga! Tần Đông Tuyết tuy có chút thất vọng nhưng nàng cũng đã biết được nhiều tin tức, đang cần thời gian để tiêu hóa đây. Lúc Tần Đông Tuyết đang cùng người nhà nói chuyện của Bùi Võ Phu thì Bùi Võ Phu cùng Bùi Đông Lai đang đi vào phòng thuê mới. Nguyên bản! Sau khi Trịnh Kim Sơn giải quyết xong mọi chuyện trong khu dân nghèo thì muốn cấp cho cha con Bùi Đông Lai một chỗ ở mới, nhưng mà Bùi Đông Lai lại từ chối. Vì sao lại không tới chỗ của bọn hắn chuẩn bị? Mắt thấy mọi việc đã bố trí một cách thỏa đáng thì Bùi Võ Phu cười ngây ngô hỏi Bùi Đông Lai. Con đã lợi dụng Nạp Lan Trường Sinh để dọa nạt Trịnh Kim Sơn, làm cho Phúc Sinh thúc được một ít lợi ích, như vậy là đủ rồi. Nếu như còn lợi dụng Nạp Lan Trường Sinh để là lấy ưu đã cho chúng ta, coi như Trịnh Kim Sơn biết được chân tướng của sự việc cũng sẽ không làm gì chúng ta nhưng Nạp Lan Trường Sinh bên kia khẳng định sẽ khinh thường chúng ta. Bùi Đông Lai xoa xoa mồ hôi trên đầu, vẻ mặt cơ trí nói. Huống gì, Nạp Lan Trường Sinh lại rất nghiêu bức, chúng ta mượn tên của hắn để đi lừa đảo cũng không thể lấy một cái lợi ích nhỏ như thế này à. Bùi Võ Phu như cũng ngây ngô cười, nhưng mà trong lòng tươi cười mang theo vài phần vui mừng. Bùi Đông Lai lại nói thêm. Quả tử, ngươi yên tâm, không bao lâu nữa thì con của ngươi ta sẽ có tiền đồ. Thật sự ngươi rất muốn vượt trội sao? So với thường ngày thì có chút bất đồng, lúc này đây thì Bùi Võ Phu lại hỏi han. Quả tử ngốc, thật sự càng ngày ngươi càng u mê, con không vượt trội thì làm sao mua được nhà to cửa rộng ở Yến Kinh ở Đông Hải, làm sao cưới được vợ đẹp cho ngươi làm vợ a? Bùi Đông Lai tức giận mắng. Ta không cần những như đó. Bùi Võ Phu cười ngây ngô lắc đầu. Không được, nếu con đáp ứng rồi người, thì nhất định phải làm được. Bùi Đông Lai nhéo ánh mắt lại, giọng nói vô cùng kiên định. Vãn Tình, con đường này là do nó tự chọn. Thấy được vẻ kiên định trên khuôn mặt của Bùi Đông Lai thì Bùi Võ Phu cũng có chút động dung, hắn thầm nói trong lòng. Vào lúc mùa đông 20 năm trước, gió tuyết tràn đầy kinh thành, Bùi Võ Phu đột nhiên nổi tiếng. 20 năm sau, Bùi Đông Lai sẽ như thế nào đây? Hổ phụ vô khuyển tử. Sáng sớm khi ánh mặt trời vừa lên cao thì Bùi Đông Lai đã luyện công xong, lúc nãy hắn đang lau mồ hôi rồi quay trở lại nhà. Tối hôm qua ngươi ngủ trễ như vậy, sáng sớm nay lại đi ra tập luyện, thân thể có chịu đựng nổi không? Mắt thấy Bùi Đông Lai vào nhà thì lúc này Bùi Vũ Phu đang làm bữa sáng liền mở miệng hỏi. Yên tâm đi qua tử, ta không sao đâu. Bùi Đông Lai cười lắc lắc đầu. Từ sau khi hắn dung hợp với linh hồn của Tiêu Phi thì tinh lực vô cùng dồi dào, mỗi ngày hắn chỉ cần ngủ khoảng 4 tiếng là cảm thấy đủ rồi. Mau ăn đi. Nghe được Bùi Đông Lai trả lời như thế thì Bùi Vũ Phu suy nghĩ một chút rồi cũng không nói thêm gì nữa. Mặc dù chỗ ở mới của hai cha con Bùi Đông Lai cách Trầm Thành nhất trung không tính là xa lắm nhưng mà mỗi sáng Bùi Vũ Phu cũng nhất quyết đưa Bùi Đông Lai đến trường.
Vốn Bùi Đông Lai muốn phản đối nhưng kết quả lại nghe Bùi Vũ Phu nói trước khi đi thì Miêu lão gia tử đã để lại một khoản tiền cho nên hắn không cần phải lo lắng về vấn đề tiền bạc. Đối với việc này thì Bùi Đông Lai cũng đành phải đáp ứng. Giống như mọi lần, khi Bùi Đông Lai mở cửa xe ra rồi tiến vào trường thì không ít học sinh nhìn về phía hai cha con bọn hắn. Khác với lúc trước, những ánh mắt kia cũng không còn vẻ xem thường nữa. Sau khi vẫy tay chào từ biệt Bùi Vũ Phu thì Bùi Đông Lai đeo cặp sách đi vào trong trường, không ít học sinh liền chuyển rời ánh mắt đi nhưng mà cũng vẫn còn có một số ít học sinh nhìn chăm chú vào thân ảnh của Bùi Đông Lai, một bên nói nhỏ không biết là bọn hắn đang bàn luận về cái gì nữa. Các ngươi nói phụ thân của Bùi Đông Lai quen biết với Nạp Lan Vương gia, vì sao lại còn phải lái xe taxi nữa chứ? Ta cũng đang tò mò về vấn đề này đây. Theo lý thuyết thì phụ thân của Bùi Đông Lai có quen biết với một nhân vật ngưu bức như là Nạp Lan Vương gia, thì bản thân của hắn cũng phải nên ngưu bức mới đúng. Khiêm tốn, cái đó người ta gọi là khiêm tốn, biết chưa? Khiêm tốn cái mụ nội nhà ngươi chứ khiêm tốn. Lại nói so với một năm trước thì Bùi Đông Lai lúc này quả thực lại càng ngưu bức hơn. Nữ thần đã rơi vào tay của hắn, có thể không ngưu sao? Ngưu bức là ngưu bức. Bất quá cũng không ít người muốn xem chuyện cười của Bùi Đông Lai đâu. Chuyện cười gì? Thi vào đại học A, các người nghĩ lại đi, hiện giờ Bùi Đông Lai đã nổi bật như vậy, nếu như hắn xếp từ dưới đếm lên trong kỳ thi đại học thì các người nghĩ sẽ như thế nào? Bởi vì nguyên nhân bước đầu dung hợp với linh hồn của Tiêu Phi cho nên thính lực của Bùi Đông Lai vượt xa người thường, những học sinh kia mặc dù cách xa hắn hơn nữa lại cố ý nói nhỏ nhưng mà hắn vẫn có thể nghe được, hắn chỉ cười cười. Không để ý đến. Ngay trong lúc đám học sinh kia nói nhỏ thì chiếc Cayenne của Trịnh Phi chạy thẳng vào trường, chẳng qua là ở bên tay lái phụ không thấy bóng dáng của Cố Mỹ Mỹ đâu cả, ngày hôm ấy sau khi ra trường hội chấm dứt thì Cố Mỹ Mỹ liền chuyển trường. Két! Sau dưới ánh mắt nhìn chăm chú của đám học sinh thì chiếc Cayenne liền đi đến trước mặt Bùi Đông Lai rồi dừng lại, Trịnh Phi cũng từ trong chiếc Cayenne đi xuống. Chào ngươi, Bùi Đông Lai! So với mấy ngày trước khi Trịnh Phi chở theo Cố Mỹ Mỹ đến gặp Bùi Đông Lai thì có chút khác biết, lúc này đây sau khi Trịnh Phi xuống xe thì chẳng những hắn không có châm chọc Bùi Đông Lai, mà thay vào đó là lộ ra bộ dạng tươi cười ân cần. Đối mặt với lời lấy lòng của Trịnh Phi thì Bùi Đông Lai biết rõ Trịnh Phi đã bị Trịnh Kim Sơn giáo huấn cho nên hắn mới chạy tới đây giải thích. Dường như là đã biết Bùi Đông Lai suy nghĩ cái gì, lúc này đây mắt thấy Bùi Đông Lai không mở miệng nói gì thì Trịnh Phi liền lên tiếng. Vẻ mặt lấy lòng tươi cười. Bùi Đông Lai, trước kia là do ta lấy ta mắt chó xem người thấp, đối với ngươi vô cùng không tốt, hy vọng ngươi có thể đại nhân đại lượng, không nên để ở trong lòng. Lời nói tuy là như vậy nhưng mà từ trong con mắt của Trịnh Phi thì Bùi Đông Lai có thể biết được hắn không tình nguyện chút nào. Hiển nhiên là nếu không phải là Trịnh Kim Sơn tạo áp lực thì lấy với tính cách cao ngạo của Trịnh Phi thì sẽ không bao giờ cúi đầu xin lỗi Bùi Đông Lai. Trịnh Phi, ta thấy rằng giữa chúng ta không có gì để nói cả. Bùi Đông Lai thản nhiên nói. Bá, Trịnh Phi không phải là lão cáo già như Trịnh Kim Sơn, có thể để hỉ nộ ở trong lòng không hiện lên trên mặt. Thái độ lãnh đạm của Bùi Đông Lai đã lập tức làm cho sắc mặt của hắn thay đổi, trong đôi mắt lại hiện lên vẻ không cam tâm. Trong lòng khó chịu nhưng Trịnh Phi cũng không tiếp tục ra vẻ đáng thương nữa mà là tựa tiếu phi tiếu cười như không cười, hỏi. Bùi Đông Lai nghe cha ta nói thì người có quen biết với Miêu Thần Y sao? Lông mày của Bùi Đông Lai hơi nhướng lên. Mặc dù hắn đoán được Trịnh Kim Sơn sẽ điều tra rõ chân tướng của sự tình này nhưng lại không ngờ hắn lại điều tra nhanh đến thế. Trịnh Phi đã nói như vậy thì chắc chắn Trịnh Kim Sơn đã biết được Nạp Lan Trường Sinh ra mặt dù mình hoàn toàn là bởi vì Miêu lão gia tử. Sự thật cũng đúng là như thế, trong 2 năm qua Trịnh Kim Sơn tặng cho Nạp Lan Ngũ Khải không ít quà. Trịnh Kim Sơn mặt dày đi tìm hiểu chân tướng mà Nạp Lan Ngũ Khải cũng không muốn trở mặt hoàn toàn với Trịnh Kim Sơn cho nên chắc hẳn Nạp Lan Ngũ Khải đã đem toàn bộ chân tướng nói cho Trịnh Kim Sơn biết, chỉ có điều hắn chỉ nói Nạp Lan gia có điều cầu xin Miêu lão gia tử mà Bùi Vũ Phu lại quen biết với Miêu lão gia tử. Lúc đó, Trịnh Kim Sơn đã hỏi một câu. Nếu như Bùi Vũ Phu đã quen biết với Miêu thần y, một nhân vật như thế thì làm sao lại nghèo rất mồng tơi được? Đối với câu hỏi này thì Nạp Lan Ngũ Khải cũng tùy tiện trả lời một câu rồi đuổi Trịnh Kim Sơn đi. Lúc trước Miêu lão gia tử còn thiếu Bùi Vũ Phu một cái nhân tình. Câu trả lời này đã làm cho Trịnh Kim Sơn thầm thở phào một hơi, đồng thời hắn cũng có suy nghĩ là không nên đi tìm cha con Bùi Đông Lai để gây thêm phiền phức,
mà ngược lại hắn lại biểu Trịnh Phi đi giải thích với Bùi Đông Lai. Sở dĩ như thế là bởi vì Trịnh Kim Sơn không biết được phần nhân tình kia. Chuyện nhỏ như vậy thì hắn có thể không cần, nhưng mà hắn lại không thể coi thường được, dù sao thì hắn đã nghe Nạp Lan Ngũ Khải nói là Miêu lão gia tử có thể trị được quái bệnh cho Nạp Lan lão gia. Trịnh Phi cũng không có hiểu sâu xa như Trịnh Kim Sơn, bởi vì áp lực của Trịnh Kim Sơn cho nên hắn mới đi tìm Bùi Đông Lai để giải thích. Ta nghe cha của ta nói thì Miêu Thần Y là người lợi hại nhất trong giới Đông Y hiện nay, ngày sau nếu như có Miêu Thần Y bồi dưỡng thì chắc hẳn tiền đô của người sẽ vô cùng tươi sáng a. Trịnh Phi cười cười nói. Cảm ơn lời nhắc nhở của ngươi. Không có gì. Trịnh Phi định nói gì thêm thì Bùi Đông Lai đã bước đi, kết quả không để cho hắn nói được câu kế tiếp. Bùi Đông Lai à Bùi Đông Lai, ta cho ngươi cuồng, chờ sau khi Tần Đông Tuyết biết rõ được chân tướng sự tình, thêm vào đó là kỳ thi đại học sắp đến rồi, nếu như lúc đó ngươi mất mặt thì ta sẽ thử Tần Đông Tuyết có còn sẽ ở chung một chỗ với ngươi nữa không. Nhìn bóng lưng của Bùi Đông Lai thì trong lòng Trịnh Phi thầm nghĩ, sau đó hắn trừng mắt liếc đám học sinh xung quanh rồi đi vào chiếc Cayenne. Ta còn đang buồn bức là vì sao Bùi Đông Lai lại nhận viết được vị vương gia của Nạp Lan gia trong truyền nữa đây a. Các ngươi khoan hãy nói, ngày đó cha của Bùi Đông Lai còn tỏ ra như không có việc gì. Ha, ha. Đúng rồi, theo ta thấy, Tần Đông Tuyết cùng ở chung một chỗ với Bùi Đông Lai là bởi vì thân phận của Bùi Đông Lai đột nhiên trở nên thần bí, hiện giờ chân tướng đã rõ ràng thì Tần Đông Tuyết có nên ở cùng một chỗ với Bùi Đông Lai không nhỉ? Dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được a, người ta là Tần Đông Tuyết chính là người luôn luôn đứng nhất, nhất định sẽ thi vào Yến Đại, Thanh Hoa. Chuyện đó chỉ là sớm hay muộn thôi, bây giờ Bùi Đông Lai lại đứng nhất từ dưới đếm lên, bằng vào cái gọi là nhân tình thì còn có thể nhảy được bao lâu. Trong phòng học lớp 12 phần 1, một số học sinh đang đọc sách, làm bài, cũng có một số tên lợi dụng lúc được giải lao này mà ngồi lại, nhỏ giọng bàn luận chuyện tình của Bùi Đông Lai, đồng thời ánh mắt lại quét về phía Bùi Đông Lai cùng Tần Đông Tuyết. Nếu như bọn hắn biết được cha của Bùi Đông Lai trên tình trường đã đánh bại tứ đại công tử ở kinh thành, sau đó cưới mỹ nhân đệ nhất ở kinh thành làm vợ, thì bọn hắn sẽ lộ ra bộ mặt nào đây? Bên tai vang lên lời bàn luận kia thì Tần Đông Tuyết không nhịn được mà nói thầm trong lòng một câu, đồng thời nàng liếc qua nhìn Bùi Đông Lai nhưng phát hiện Bùi Đông Lai vẫn không tỏ ra gì cả, hắn vẫn giống như ngày thường, vẫn tỏ ra bộ dạng nghiêm túc mà đọc sách. Bùi Đông Lai, em thật sự chờ mong cái ngày công bố thành tích thi vào đại học a. Thấy được bộ dạng học tập của Bùi Đông Lai, nghĩ đến lúc ấy Bùi Đông Lai tỏ rõ sự tự tin muốn cướp lấy cái chức trạng nguyên kia thì trên mặt Tần Đông Tuyết lộ ra vẻ chờ mong. Đồng thời, còn kèm theo một chút cảm xúc khác thường. Bởi vì, nàng đang nhớ lại lời ước định giữa mình và Bùi Đông Lai. Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ hiện lên, những ngọn đèn bao phủ cả thành Yến Kinh. Trong màn đêm, một chiếc Maybach sau khi đi qua hơn nửa thành Yến Kinh thì dừng lại trước một tiểu khu cực kỳ xa hoa. Khi xe dừng lại, cửa kính xe mở ra, một thanh niên tuấn mỹ, khí độ bất phàm xuất hiện. Xin hỏi, ngài muốn tìm ai? Mặc dù thấy được thân phận của người thanh niên này không tâm thường, nhưng bất quá những người bảo an ở đây vẫn dựa vào quy định, tiến lên hỏi, giọng nói vô cùng khách khí. Nạp Lan Minh Châu. Người thanh niên chậm rãi nói ra một cái tên, hắn còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ Nạp Lan. Nạp Lan Minh Châu. Bên tai vang lên câu trả lời của người thanh niên thì trong đầu của tên bảo an liền hiện lên hình ảnh của một người phụ nữ. Một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Nữ nhân đó có thói quen lái chiếc BMW S740, có được khí chất xuất chúng, dáng người lại thon cao, khuôn mặt tinh xảo, làm cho người khó có thể quên được. Mời vào. Tên bảo an liền để người thanh niên kia đi vào. Ở hắn xem ra thì người thanh niên này chắc cũng là mốt phú nhị đại hay quan nhị đại đây, đều là người theo đuổi cô gái xinh xắn kia. Trong hai năm qua, hắn đã từng thấy nhiều người như thế. Thanh niên cũng không nói gì. Trực tiếp đi vào ô tô rồi lái thẳng vào tiểu khu. Sau khi xe dừng lại thì trước tiên hắn tìm địa chỉ của Nạp Lan Minh Châu rồi sau đó bước tới thang máy đi thẳng lên tầng 18. Đứng trước cửa phòng số 1805, thanh niên cố gắng điều chỉnh lại hô hấp, rồi ấn vào chuông cửa. Vài giây sau, cửa phòng được mở ra, một cô gái liền xuất hiện trước mặt của người thanh niên này, bất luận đi tới đâu thì cô gái này đều hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nạp Lan Minh Châu. Đêm nay, mái tóc nàng búi cao,
trên người mặc một bộ lễ phục dạ hội bó sát người, nhờ thế mà làm tôn lên được đường nét thon cao trên thân thể của nàng, đặc biệt là cặp bánh bao trên ngực nàng không biết là vô tình hay cố ý hay bộ lễ phục ấy có một đường khoét chữ V khá sâu, khiến cho một phần nhỏ của cặp bánh bao ấy lòi ra ngoài. Mà hai chiếc đùi ở phía dưới lại lộ ra hơn một nửa, mà nàng lại đi thêm một đôi giày cao gót, điều đó đã khiến cho khí chất của nàng. Tối nay nàng bới tóc cao, mặc một bộ lễ phục dạ hội thời thượng bó sát người làm cho vóc người cao gầy của nàng hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn, không biết vô tình hay cố ý mà nhờ thế sự quyến rũ lại được nâng lên một bậc thang mới. Một phần ngực của nàng lộ ra bên ngoài, thêm vào khe hở rất sâu, hết sức hấp dẫn, thân hình mảnh càng làm nổi bật bộ ngực cao vút. Cặp đùi thon thả ở dưới lộ ra một nữa, dưới chân mang đôi giày cao gót tinh xảo làm cho nàng có vẻ cao hơn, đôi chân càng nóng bỏng. Tỷ. Thấy được cách ăn mặc tỉ mỉ ấy thì thanh niên vốn là một trận kinh ngạc, sau đó cung kính chào. Vào đi. Nạp Lan Minh Châu chậm rãi mở miệng, giọng nói vô cùng dịu dàng. Tiểu Hiên, tài liệu đâu rồi? Vừa vào đến phòng khách, Nạp Lan Minh Châu liền thản nhiên liếc nhìn người thanh niên kia hỏi. Tất cả đều nằm trong này. Thân là đường đệ của Nạp Lan Minh Châu, trước hết thì Nạp Lan Hiên đã chuẩn bị tốt cặp tài liệu kia, hắn cũng không dám nhìn thẳng vào cặp mắt mê người của Nạp Lan Minh Châu, trong lòng hắn âm thầm cảm thán, khí chất của Nạp Lan Minh Châu càng ngày càng lớn mạnh. Nhìn vào đống tài liệu của Nạp Lan Hiên, chân mày của Nạp Lan Minh Châu khẽ nhíu lại, ánh mắt cũng toát ra vài phần suy nghĩ, sau đó liền đưa tay ra lấy. Mắt thấy Nạp Lan Minh Châu cầm tài liệu lên thì Nạp Lan Hiên liền cung kính đứng ở một bên, cũng không dám ngồi xuống. Ngồi xuống đi Tiểu Hiên. Nạp Lan Minh Châu hờ hững nói một câu. Nạp Lan Hiên nha một tiếng rồi ngồi vào vị trí đối diện với Nạp Lan Minh Châu. Nạp Lan Minh Châu nhẹ nhàng mở tài liệu ra. Bùi Đông Lai, nam. Tuổi, 18. Chiều cao, 178. Thể trọng, 65kg. Sở trường, bóng rổ, thành tích học tập xuất sắc nhất đó là chuyện của một năm trước kia, hiện giờ thì thành tích tụt xuống dốc không phanh. Tình trạng thân thể, thân thế xuất sắc. Thành viên chủ yếu trong gia đình, cha Bùi Võ Phu, mẹ Vãn Tình đã mất. Nhìn tài liệu mà Nạp Lan Hiên cung cấp thì vẻ xem thường trong mắt của Nạp Lan Minh Châu càng đậm, tốc độ xem cũng nhanh hơn, cuối cùng rồi khép lại. Tỷ, xem xong rồi sao? Nạp Lan Hiên Hiên biết rõ còn cố hỏi, hắn nhìn ra được là căn bản Nạp Lan Minh Châu căn bản cũng không nhìn vào đó. Nạp Lan Minh Châu cũng không trả lời, trầm ngâm một lát rồi hỏi. Tiểu Hiên, người cảm thấy hắn thế nào? Rác rưởi. Nạp Lan Hiên trả lời một cách dứt khoát. Với điều kiện của hắn thì căn bản là không xứng là hôn phu với tỷ, ngay cả tư cách sách giày cho tỷ cũng không có. Khanh khách. Nghe được câu trả lời của Nạp Lan Hiên thì Nạp Lan Minh Châu liền cười nhẹ hai tiếng. Ta cũng hiểu được, ngoại trừ vẻ phong quang của cha mẹ hắn khi xưa thì hắn cũng không đáng giá một đồng đâu. Tỷ, tỷ định làm như thế nào? Nạp Lan Hiên do dự một lát rồi hỏi. Không tính cái ước định khi xưa, sở dĩ nhị bá muốn tỷ lấy tên rác rưởi kia một phần chính là muốn trả lại phần nhân tình cho Bùi Võ Phu. Nếu Bùi Võ Phu không có luân lạc tới mức độ này thì ta còn có thể suy nghĩ lại một chút. Nạp Lan Minh Châu cười lạnh một tiếng. Nhưng mà, hiện tại nha, điều đó không có khả năng xảy ra. Bên tai vang lên lời nói cay nghiệt của Nạp Lan Minh Châu thì Nạp Lan Hiên cũng không cảm thấy có chút khiếp sợ nào. Ngược lại hắn cảm thấy được, nếu Nạp Lan Minh Châu không nói như vậy thì mới là kỳ quái a. Bởi vì hắn biết rõ từ sau khi Nạp Lan Minh Châu vào Yến Kinh thì đã được bầu là một đóa hoa của Yến Đại, hơn nữa người theo đuổi Nạp Lan Minh Châu nhiều vô số kể, trong đó quan nhị đại, siêu cấp đại phú gia, thậm chí là người của đại gia tộc trong Yến Kinh cũng có trong số đó. Mà đối mặt với những người theo đuổi này thì Nạp Lan Minh Châu cũng chưa từng đáp ứng một kẻ nào. Bao gồm cả Lâm Phong, con cháu của Lâm gia trong Yến Kinh. Dưới tình hình như thế thì làm sao Nạp Lan Minh Châu lại có thể nhìn chúng tên phế vật như Bùi Đông Lai được? Tỷ, Miêu Thần Y đối với ông nội đã có ơn cứu mạng, mà ông nội cũng biết Miêu Thần Y bởi vì nể mặt của Bùi Võ Phu cho nên mới xuất thủ cứu chữa. Nạp Lan Hiên nhíu mày, có chút lo lắng nói. Ông nội cũng cực kỳ coi trọng hôn ước của tỷ đối với tên phế vật ấy, thậm chí ông nội còn tính toán muốn cùng nhị bá đi gặp tên phế vật kia. Tất nhiên ta sẽ không làm trái ý nguyện của phụ thân và ông nội. Nạp Lan Minh Châu lại nở nụ cười, cười đến rất lạnh. Nạp Lan Hiên cả kinh. Tỷ,
người. Kết hôn là chuyện của hai người, một mình ta đồng ý thì có được không? Nạp Lan Minh Châu mỉm cười, nói. Nếu như tên phế vật kia hoặc là Bùi Võ Phu không đồng ý thì hôn ước sẽ được giải trừ, hơn nữa phụ thân cùng với ông nội cũng sẽ không trách tội ta. Tỷ, tỷ đang tính toán để cho bọn hắn biết khó mà rút lui sao? Nạp Lan Hiên bừng tỉnh. Là người phải biết mình là ai, năng lực có nhiều thì sẽ làm được nhiều chuyện lớn hơn. Giọng nói của Nạp Lan Minh Châu dần dần lạnh xuống. Không chỉ là tên phế vật kia mà ngay cả tên Bùi Võ Phu, người từng phong quang vô hạn kia ngay bây giờ cũng không có tư cách trèo cao vào Nạp Lan gia. Tỷ, thật cao minh. Nạp Lan Hiên liền vuốt mông ngựa, mặc dù hắn là người đàn ông lớn nhất đời này của Nạp Lan gia, nhưng mà bởi vì do Nạp Lan Trường Sinh một mình trưởng quản Nạp Lan gia, thêm vào đó thì Nạp Lan Minh Châu vô cùng xuất sắc, ưu tú, cho nên địa vị trong Nạp Lan gia của hắn cũng không bằng Nạp Lan Minh Châu. Tiểu Hiên, không phải là ngươi muốn dung nhập vào đám hoàn khố ở Yến Kinh này sao? Vẻ mặt của Nạp Lan Minh Châu dần dần dịu xuống, khóe miệng nở ra một nụ cười rồi nói. Đêm nay, Lâm Phong sẽ tổ chức dạ hội tư nhân, ngươi hãy đi cùng với ta. Cảm ơn tỷ. Nạp Lan Hiên liền kích động, hắn liền đứng lên khỏi ghế salon, hơn nữa giọng nói lại lắp bắp. Tiểu Hiên, kỳ thật thì một người như Lâm Phong cũng không cần phải làm cho ngươi kích động đến thế. Nạp Lan Minh Châu thấy dáng vẻ kích động của Nạp Lan Hiên như vậy thì liền mỉm cười nói, sau đó nàng dùng ngữ khí của kẻ ngồi ở trên cao nói. Bởi vì sau này, chung quy sẽ có một ngày Nạp Lan gia của chúng ta sẽ vượt qua Sơn Hải Quan. Bên tai vang lên lời nói cuồng vọng mà tự tin của Nạp Lan Minh Châu thì Nạp Lan Hiên liền trợn mắt há mồm. Đột nhiên hắn có cảm giác được, vị Lâm đại thiếu gia, người có thanh danh cực cao ở kinh thành, chỉ sợ cũng không lọt vào mắt của vị Đường tỷ này. Lúc nào cũng vậy, miễn bận rộn thì thời gian lúc nào cũng trôi qua thật nhanh, giống như là hạt cát chảy xuống bàn tay vậy, vô thanh vô tức. Chớp mắt đã đến cuối tháng tư, thời tiết bắt đầu vào hè. Mùa hè đây là mùa nữ nhân thích nhân, bởi vì các nàng có thể tận tình lộ thịt, phơi bày ra dáng người để hấp dẫn ánh mắt của các nam nhân, thỏa mãn lòng hư vinh đặc biệt của nữ nhân. Mùa hè cũng là mùa mà cánh đàn ông thích nhất. Bởi vì bọn hắn có thể thấy được dáng người của các nữ nhân có thể làm bọn hắn mở rộng tầm mắt. Trong hai tháng vừa qua thì tất cả tinh lực Bùi Đông Lai đều dồn vào việc học tập, trừ lúc ăn cơm và đi vệ sinh ra thì hắn đều ở trong phòng học. Làm bài xong rồi đọc sách rồi tiếp tục làm bài. Dưới cách nhìn của đám học sinh lớp 12 phần 1 thì bọn hắn xem ra Bùi Đông Lai điên rồi, hắn đây không phải là học tập mà căn bản chính là liều mạng. Theo một ý nào đó mà nói, thì mỗi ngày hắn chỉ ngủ 4 giờ, rèn luyện 1 giờ, ăn cơm hết 2 giờ, còn 17 giờ còn lại thì Bùi Đông Lai đều dồn vào việc học tập, hắn quả thật điên rồi. Đối với phương thức học tập liều mạng này của Bùi Đông Lai thì trong lòng của Tần Đông Tuyết vừa cao hứng lại vừa lo lắng. Nàng cao hứng chính là nàng không có nhìn lầm, một nam hài đi từ trong núi ra lại có được nghị lực mà các học sinh ở thành phố không có, nàng lo lắng chính là Bùi Đông Lai cứ liều mạng như vậy. Vạn nhất trước kỳ thi tốt nghiệp trung học không chịu đựng nổi thì sẽ xảy ra phiền toái. Reng, reng. Tiếng chuông vang lên không bao lâu sau dưới sân trường liền trở nên sôi nổi hẳn lên. Học sinh lớp 10, lớp 11 sớm đã cầm túi sách, hoan hô chạy ra khỏi phòng học. Cùng lúc đó, học sinh lớp 12 giữ trật tự đem bài thi anh văn giao cho thầy cô giáo giám thị. Đây là thi kết thúc học kỳ 2. Sau khi giao bài xong thì học sinh theo thứ tự rồi khỏi phòng học. Vẻ mặt của mọi người không giống nhau, có người có biểu tình thong thả, có người là lại hiện ra bộ mặt ủ mày chau. Bùi Đông Lai. Tần Đông Tuyết đang thu thập đồ đạc của mình thấy được Bùi Đông Lai đi ra ngoài thì lập tức hô to lên. Có lẽ các học sinh đều cho rằng Bùi Đông Lai đang cùng hẹn hò với Tần Đông Tuyết, vì thế khi thấy Tần Đông Tuyết chủ động kêu tên của Bùi Đông Lai thì bọn hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Bên tai vang lên tiếng kêu gọi của Tần Đông Tuyết thì Bùi Đông Lai liền dừng bước lại. Hắn cũng không có đi về phía Tần Đông Tuyết mà đứng nguyên tại chỗ để chờ. Nửa phút sau, Tần Đông Tuyết thu thập xong đồ đạc thì đi đến trước người của Tần Đông Tuyết rồi mở miệng cười hỏi. Thi như thế nào rồi? Tạm được. Bùi Đông Lai cười cười nói. Còn em thì sao? Cũng giống như lần trước, không có gì khác nhau cả. Tần Đông Tuyết bình tĩnh trả lời một câu, sau đó chợt nhớ đến điều gì đó, vừa đi vừa hỏi. Lần này có lòng tin vượt qua em không? Không. Bùi Đông Lai trả lời rất kiên quyết. Trong hai tháng nay tuy rằng học cố gắng học tập,
cũng dần dần củng cố lại kiến thức, nhưng lần thi này thì khó lòng mà vượt qua được Tần Đông Tuyết. Tần Đông Tuyết vốn là học sinh giỏi nhất cả khối 12, trước Trạng Nguyên thì khó có người nào có thể vượt qua được nàng, hơn nữa ở trong hai tháng này nàng lại vô cùng cố gắng học tập. Không sao, dù gì cũng còn một tháng nữa mà. Tần Đông Tuyết mỉm cười cổ vũ, sau đó lại hỏi. Sau khi tan học có rảnh không? Có a. Bùi Đông Lai thuận miệng trả lời một câu, sau đó mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, trong lòng vừa động thì hắn liền quay đầu sang, chỉ thấy Bùi Đông Lai đang cười dài nhìn mình. Dưới ánh mặt trời, nụ cười của nàng vô cùng mê người, giống như một đóa hoa mẫu đơn nở rộ vậy. Khó khăn lắm thì ngày mai chúng ta mới có được một ngày nghỉ ngơi. Tần Đông Tuyết trừng to hai mắt, nói. Nếu như anh đã có thời gian thì chúng ta cùng đi ăn cơm đi, em mời. Để anh mời cho. Bùi Đông Lai xấu hổ gãi gãi đầu, hắn biết rõ ràng trong trường học này có nhiều nam sinh muốn mời Tần Đông Tuyết đi ăn cơm nhưng mà nàng đều từ chối. Mà hiện giờ Tần Đông Tuyết lại chủ động mời hắn đi ăn cơm, hơn nữa nàng còn lại muốn trả tiền, điều này có thể làm cho hắn không biết xấu hổ sao? Không nhìn ra à, thì ra anh vẫn có chủ nghĩa đàn ông lớn như thế. Tần Đông Tuyết mỉm cười nói. Lần trước anh đã mời em, lần này em mời, có qua có lại mới toại lòng nhau, quyết định như vậy đi, nửa giờ sau sẽ gặp nhau trước cổng trường. Ừ, Bùi Đông Lai bất đắc dĩ gật gật đầu. Nhưng trong lòng là thập phần vui vẻ. Bùi Đông Lai không biết, lý do Tần Đông Tuyết nói câu qua có lại mới toại lòng nhau chính là nàng muốn thông qua lần dùng cơm này để có thể nói cho Bùi Đông Lai biết, hắn không cần phải cố gắng như thế, không thể liều mạng học tập như thế, nếu không thì có thể sẽ ngã xuống trước kỳ thi tốt nghiệp trung học bắt đầu. 5 giờ 20. Sau khi Bùi Đông Lai tắm rửa sạch sẽ, thay đồ xong thì tính toán đến chỗ hẹn thì một chiếc BMW S740 có giấy phép của Yến Kinh đang đi trên đường cao tốc, tiến vào nội thành Trầm Thành. Tỷ, trước hết chúng ta kiếm một chỗ nào để giải quyết cái bụng hay là đi làm việc trước đây? Trong ô tô, đảm đương lái xe là Nạp Lan Hiên, hắn vội hỏi Nạp Lan Minh Châu một câu. Hai tháng trước sau khi hắn đem tài liệu của Bùi Đông Lai giao cho Nạp Lan Minh Châu thì Nạp Lan Minh Châu cũng không có nói gì thêm. Mà tự dưng vào ngày hôm qua Nạp Lan Minh Châu lại kêu hắn qua, muốn quay về Trầm Thành một chuyến, nói là quay về để giải quyết một việc quan trọng. Vì Nạp Lan Minh Châu đã đem Nạp Lan Hiên vào cái vòng luẩn quẩn của đám hoàn khố trong Yến Kinh cho nên Nạp Lan Hiên rất cảm kích, đối mặt với yêu cầu nho nhỏ này của Nạp Lan Minh Châu thì hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nạp Lan Minh Châu ngồi ở phía sau, hôm nay mang một bộ lễ phục thời thượng màu trắng, bộ lễ phục này trước đó không lâu đã từng xuất hiện ở Milan. Phía dưới chân đi một đôi giày cao gót màu hồng, móng tay được sơn màu đen, làm cho người khác cảm thấy có một loại cảm giác hấp dẫn. Nghe được Nạp Lan Hiên hỏi như vậy thì Nạp Lan Minh Châu ngồi dậy, sửa sang lại đồ trên người một phen, sau đó nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ Patek Philippe, sao ở trên tay rồi nói. Bây giờ vẫn chưa đến 6 giờ, chúng ta hãy đi tới chỗ ở của Bùi Vũ Phu trước. Tỷ, vì sao trước hết là phải tìm Bùi Đông Lai đây? Nạp Lan Hiên không hiểu. Thế nào, ngươi sợ Bùi Võ Phu sao? Khóe miệng Nạp Lan Minh Châu nở ra nụ cười trào phúng. Nạp Lan Hiên hơi chần chờ một chút, hắn cũng không có hé răng, coi như đã chấp nhận. Dù sao thì người có tên, cây có bóng. Tiểu Hiên, ngươi nhớ kỹ, một người có quá khứ huy hoàng đi thế nào đi nữa cũng không quan trọng, quan trọng là bây giờ và tương lai. Nạp Lan Minh Châu thản nhiên nói. Ta biết trong lòng ngươi rất sợ Bùi Võ Phu, bởi vì quá khứ của hắn quả thật rất huy hoàng. Nhưng mà, bây giờ hắn chỉ là một tên tài xế xe taxi mà thôi. Ngay cả những tên hoàn khố ở Yến Kinh ngươi cũng không sợ thì sợ hắn làm gì. Hô! Nghe được Nạp Lan Minh Châu nói như vậy thì cả người Nạp Lan Hiên liền thả lòng. Còn về phần ta đi tìm Bùi Võ Phu là có nguyên nhân, hắc, Tiểu Hiên, trong tài liệu không phải đã viết sao? Tên phế vật kia chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng, hắn không những mượn danh tiếng của ba ta ở trong trường mà sau đó còn đem ra hù dọa Trịnh lão bản mọt phen, để cho Trịnh lão bản phải bồi thường thêm tiền cho người trong khu dân nghèo đó. Nạp Lan Minh Châu cười lạnh. Một tên phế vật gian trá như thế, hắn có một vị hôn thê như ta đây thì hắn sẽ cảm thấy như thế nào? Con cóc mà có cơ hội ăn thịt thiên Nga thì làm sao có chuyện ra? Không đợi Nạp Lan Hiên trả lời thì Nạp Lan Minh Châu đã nói ra câu trả lời thuyết phục. Nói xong thì đột nhiên đổi đề tài khác. Nhưng mà Bùi Đông Lai lại bất đồng, nghe nói hắn là một người vô cùng kiêu ngạo tự phụ,
đối phó với một người như vậy thì dễ dàng hơn đối phó với một con cóc quấn chặt lấy. Tỷ thật cao minh. Nạp Lan Hiên vội vàng vuốt mông ngựa. Nạp Lan Minh Châu cũng không nói gì nữa, mà nhìn ra ngoài cửa sổ xe, vừa hay nhìn thấy một công trường đang thi công. Một tên phế vật nằm ở dưới đáy của xã hội muốn làm hôn phu của Nạp Lan Minh Châu ta đây, ngươi xứng sao? Nhìn tên dân công có làn da ngâm đen đang uốn lưng lên thì Nạp Lan Minh Châu có cảm giác được bóng dáng Bùi Đông Lai đang ở phía trước. Theo tin tức nhân viên tình báo Nạp gia cung cấp, Nạp Lan Hiên dễ dàng tìm được Bùi Vũ Phu, ở gần nơi ở của Bùi Đông Lai. Lúc này bọn họ ở trong tiểu khu tên Hòa Bình, tiểu khu này xây dựng những năm giữa của thập niên 90, nhà lầu sớm đã cũ nát ọp ẹp, được coi là khu bỏ đi của Trầm Thành. Có lẽ vì vậy mà tiểu khu rất tàn tạ. Người ở đây hoặc là tầng lớp lương còm hoặc là những người buôn bán nhỏ. Lúc này, chiếc BMW 740 của Nạp Lan Minh Châu chạy vào tiểu khu thu hút rất nhiều ánh mắt. Hiển nhiên bọn họ không hiểu, kẻ có tiền sử dụng BMW 740 tại sao lại chạy vào tiểu khu rách nát này. Thấy ánh mắt hâm mộ, kinh ngạc của người chung quanh, Nạp Lan Minh Châu cảm thấy rất phê. Nàng thích cảm giác được người khác ngưỡng mộ. Dừng xe lại. Nạp Lan Hiên nhảy xuống trước mở cửa cho Nạp Lan Minh Châu. Nàng thấy mặt đất bẩn thỉu, dường như sợ làm dơ giày của mình, khẽ nhíu mày cuối cùng không muốn xuống xe. Xem ra tình báo chính xác, chẳng hiểu tại sao thời gian này buổi chiều Bùi Vũ Phu không hề đưa xe taxi ra ngoài mà lại cất ở nhà, biển số xe không sai. Đón Nạp Lan Minh Châu xuống, Nạp Lan Hiên chỉ chiếc taxi cũ kỹ cách đó không xa. Lên lầu, biết Bùi Vũ Phu ở nhà. Nạp Lan Minh Châu cảm thấy phấn chấn, vội vàng đi lên lầu. Trong căn phòng ở mé phía đông lầu 2, Bùi Vũ Phu đeo tạp dề tựa như một đầu bếp bận bịu nấu nướng. Bởi gần thi vào trường cao đẳng, Bùi Vũ Phu sợ Bùi Đông Lai thiếu dinh dưỡng nên khoảng thời gian này buổi chiều không lái taxi đi mà ở nhà nấu đồ ăn cho Đông Lai, chờ hắn về ăn xong lại trở đến trường học. Rầm, rầm. Bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, Bùi Vũ Phu dừng tay, khẽ nhíu mày. Nạp Lan Minh Châu cùng Nạp Lan Hiên vừa lên lầu hắn đã nghe tiếng bước chân hai người, lúc này tiếng gõ cửa truyền tới cùng tiếng bước chân, Bùi Vũ Phu dễ dàng đoán ra. Cảm thấy nghi ngờ, Bùi Vũ Phu không cởi tạp dề, đi ra ngoài mở cửa. Hắt xì. Âm thanh khẽ vang lên, cửa phòng Bùi Vũ Phu bị giật ra, Nạp Lan Minh Châu cùng Nạp Lan Hiên xuất hiện trước mặt Bùi Vũ Phu, Nạp Lan Minh Châu đứng trước, Nạp Lan Hiên đứng lùi phía sau nửa bước tựa như người hầu vậy. Hả? Hai người Nạp Lan Minh Châu cùng Nạp Lan Hiên thấy sự lôi thôi của Bùi Vũ Phu, còn đang đeo tạp dề dường như đang vào bếp khiến họ ngẩn người ra. Bọn họ cũng không ngờ Bùi Vũ Phu lại có bộ dạng này. Xin hỏi hai người tìm ai? Thấy vẻ kinh ngạc của hai người, Bùi Vũ Phu liền hỏi. Lúc này trên mặt hắn không còn nụ cười hiền hậu chất phác nữa, thay vào đó là sự bình tĩnh. Giọng Bùi Vũ Phu vang lên, Nạp Lan Minh Châu cũng tỉnh ra. Sự tôn kinh với hình tượng Bùi Vũ Phu trong lòng cũng biến mất sạch trơn, đổi lại là sự xem thường. Nhưng nàng vẫn giữ nét mặt bình thường, tươi cười nói. Người khỏe chứ, Bùi thúc thúc, cháu là Minh Châu. Cháu là Minh Châu. Sự thay đổi của Nạp Lan Minh Châu lọt vào mắt Bùi Vũ Phu, hắn hỏi. Bùi thúc thúc, là cháu. Nạp Lan Minh Châu vẫn tươi cười nói. Cháu nghe cha nói người cùng Đông Lai đệ đệ ở Trầm Thành nên thừa dịp mùng 1 tháng 5 được nghỉ tới thăm. Vào đi. Nghe Nạp Lan Minh Châu nói vậy, Bùi Vũ Phu cười ngây ngô. Đây là Bùi Vũ Phu sao? Nhìn bộ dáng lôi thôi cùng gương mặt ngô ngố của hắn, Nạp Lan Hinh cũng không tin vào mắt mình. Nạp Lan Minh Châu lại không hề nghi ngờ, nàng cố nén cảm xúc khó chịu, bước vào căn phòng. Trong phòng khách chỉ có một chiếc sofa cũ nát cùng cái bàn gỗ chóc hết sơn, không còn gì thêm. Ngồi đi. Bùi Vũ Phu chỉ chiếc ghế bảo hai người ngồi. Nạp Lan Hiên xốc lại tinh thần, ngồi xuống ghế, Nạp Lan Minh Châu khẽ nhíu mày, vẫn ngồi xuống nhưng trong lòng không hề tình nguyện. Tuy rằng sofa hơi rách nhưng ngày nào ta cũng lau, không bẩn đâu. Bùi Vũ Phu cũng nhận ra biểu hiện của Nạp Lan Minh Châu, nói xong liền châm điếu thuốc rẻ tiền. Rít một hơi rồi phả khỏi nghi ngút. Bùi thúc thúc, hoàn cảnh nơi này hình như không tốt lắm, nếu người không để ý, cháu sẽ gọi người trong nhà ra chợ mua vài bộ đồ dùng mới. Nạp Lan Minh Châu nhìn Bùi Vũ Phu hút thuốc, suy nghĩ một chút liền nói. Bùi Vũ Phu lắc đầu cười. Không cần, nơi này khá đầy đủ,
mà cũng gần Trường Đông Lai, nếu tiền thuê nhà đắt thằng bé sẽ không vui. Nghèo vẫn hoàn nghèo, chút tiền con mà cũng tiếc rẻ. Bị dội gáo nước lạnh khiến Nạp Lan Minh Châu khó chịu, thầm mắng vài câu nhưng không hề phát hiện nụ cười trên mặt Bùi Vũ Phu khi nhắc tới Bùi Đông Lai khác trước đó. Bùi thúc thúc, Đông Lai đệ đệ không có nhà sao? Thấy Nạp Lan Minh Châu không nói gì, không khí trở nên trầm mặc, Nạp Lan Hiên liền tươi cười hỏi. Bùi Vũ Phu lắc đầu. Sắp về rồi. À, Nạp Lan Hiên cũng không biết nên nói gì thêm, liếc trộm Nạp Lan Minh Châu ngầm xin chỉ thị xem có cần làm theo kế hoạch làm việc, hắn là người nghe điện để lộ ra hôn ước. Minh Châu, hôm nay hai đứa tới đây chủ yếu là vì hôn ước của cháu cùng Đông Lai đúng không? Thấy hai người im lặng, Bùi Vũ Phu lại châm thêm một điếu thuốc. À, Nạp Lan Minh Châu đang suy tư nghe thấy liền giật mình, nhìn Bùi Vũ Phu bằng ánh mắt kinh hãi. Sửng sốt một chút, Nạp Lan Minh Châu nhìn sang Nạp Lan Hiên cũng đang kinh ngạc ra hiệu bảo hắn làm theo kế hoạch. Được nhắc nhở, Nạp Lan Hiên liền hiểu ra vội lên dây cót tinh thần nói. Bùi thúc thúc, hôm nay Minh Châu tỷ tới đây ngoài gặp người, thực ra là còn muốn gặp Đông Lai, xem hai bên có hợp hay không. Minh Châu tỷ hơn Đông Lai đệ 3 tuổi, nàng sợ Đông Lai sẽ ghét mình. Ha ha, Minh Châu, Đông Lai xuất thân bần hàn, cháu lại là đại tiểu thư Nạp Lan gia. Nói ghét bỏ phải là cháu ghét nó làm sao ghét bỏ cháu được. Chưa đợi Nạp Lan Hiên nói xong Bùi Vũ Phu đã mỉm cười cắt ngang. Nạp Lan Minh Châu sửng sốt nhưng vẫn cười nói. Bùi thúc thúc nói quá lời, hôn sự này là do người cùng cháu tự định đoạt, người hai lần có ân với Nạp Lan gia chúng cháu nên cháu sẽ không ghét bỏ Đông Lai đệ đệ. Chẳng lẽ bởi vì nguyên nhân này mà không chê? Bùi Vũ Phu vẫn cười ngây ngô. Nạp Lan Minh Châu trầm ngâm một lát, nghiêm giọng nói. Bùi thúc thúc, bởi ông nội cùng cha cháu rất coi trọng việc tương lai cháu phụ trách sự vụ trong Nạp Lan gia. Nếu cháu kết hôn với Đông Lai đệ đệ thì hắn cũng phải làm việc cho Nạp Lan gia, chia sẻ gánh nặng của Nạp Lan gia. Vốn dĩ cháu không ghét bỏ Đông Lai đệ đệ, nhưng cháu nghe nói gần đây thành tích học tập của hắn xuống dốc, dường như không có chí tiền thủ. Cháu gặp cũng là để cổ vũ hắn, để cho hắn có ý chí phấn đấu. Minh Châu, thực chúc mừng cháu được ra ra cùng cha dạy bảo, sau này xem ra gánh nặng Trấn Hưng Nạp Lan gia sẽ đặt lên vai cháu rồi. Bùi Vũ Phu mỉm cười. Nhưng phải thất lễ rồi, Đông Lai sẽ không vào Nạp Lan gia. Bùi thúc thúc. Nạp Lan Minh Châu muốn nói thêm. Minh Châu, cháu không cần lo ông cùng cha trách móc, cháu cứ về nói đây là quyết định của ta. Bùi Vũ Phu thản nhiên nói. Dạ. Ngạc nhiên vì lời Bùi Vũ Phu nói. Nạp Lan Minh Châu cùng Nạp Lan Hiên ngẩn người nhưng lại cảm thấy vui vẻ. Tin mừng, Nạp Lan Hiên cũng bội phục sự cao minh của Nạp Lan Minh Châu, hiểu việc nắm tình hình, dựa vào tính kiêu ngạo của Bùi Vũ Phu làm điểm đột phá. Nắm bắt tình hình? Không, là ghét bỏ. Nhưng mà, ai ghét ai mới là vấn đề. Mỗi thành thị đều có phố buôn bán của mình, phố bán đồ bình dân, phố quán bar, Trầm Thành cũng không ngoại lệ. Khi màn đêm buông xuống, quán ăn bình dân ở gần công viên Trung Sơn đã đông nghịt người, ngã tư hai bên quán ăn đã chật ních, hàng quán buôn bán tấp nập xếp thành hàng dài. Bởi thời tiết nóng nên mọi người mặc cực kỳ mát mẻ, nhất là phụ nữ, trên đường dễ dàng thấy được những cô gái mặc váy ngắn hay trang phục nóng bỏng. Chân dài tới nách, bờ eo mảnh mai, cặp mông đánh võng. Tất cả đều thu hút tầm mắt của cánh đàn ông. Bùi Đông Lai lại không để ý tới những cô gái này. Cũng không phải là hắn không hứng thú hay bị gay, đơn giản là vì toàn bộ sự chú ý của hắn đều đặt lên người Tần Đông Tuyết. Hôm nay Tần Đông Tuyết thoát khỏi hình tượng đồng phục vốn có, thay vào đó là một chiếc váy liền thân trắng tinh, để lộ ra đôi chân mảnh khảnh, hoàn mỹ đến cực điểm. Ngoài ra, mái tóc đuôi ngựa trước kia của nàng cũng biến mất, thay vào đó là mái tóc dài óng mượt xõa xuống bờ vai. Tóc dài, chân dài, eo thon, ngực mẩy. Đường cong lả lướt, một là người mẫu, hai là gà, chả phải ghẹ. Tất cả mọi thứ, Tần Đông Tuyết chỉ hơi thay đổi cách ăn mặc một chút liền khiến lòng người say đắm. Nhất là khí chất thanh cao, tao nhã trên người nàng khiến những người con gái khác không thể bắt chước. Trên đường tới quán ăn, Bùi Đông Lai có thể cảm nhận rõ ràng, Tần Đông Tuyết thu hút mọi sự chú ý khiến hắn cũng kinh hãi. Dù bao nhiêu cô gái xinh đẹp, chỉ cần nhìn nàng liền cảm thấy tự si. Ánh mắt cánh đàn ông khi nhìn Tần Đông Tuyết đều lộ ra sự si mê, tựa như cảm thán tạo hóa thần kỳ khi tạo ra dung mạo,
dáng người, khí chất hoàn mỹ tụ hội lại một chỗ như vậy, không kẻ nào dám có ý khinh nhờn vưu vật như vậy. Quán ăn vỉa hè phần lớn là người trẻ tuổi, rất nhiều cặp đôi tới lui nên khi thấy bạn trai mình nhìn Tần Đông Tuyết, các cô gái khác đều cảm thấy tức giận. Những nữ sinh này thấy Tần Đông Tuyết đã đủ đả kích, bạn trai còn nhìn đến lọt tròng mắt ra làm sao mà nhịn được chứ? Đau đớn, cánh đàn ông đành rời mắt đi một cách không tình nguyện, nhưng cũng không ít kẻ nhìn Bùi Đông Lai, trong ánh mắt lộ rõ sự hâm mộ cùng ghen tị, cảm giác như chỉ hận không thể tẩn cho hắn một trận, một đóa hoa mỹ lệ như vậy sao lại cắm vào bãi phân châu chứ? Bùi Đông Lai không thèm quan tâm những ánh mắt đố kỵ này, vẫn đi bên cạnh Tần Đông Tuyết vui vẻ nói chuyện. Cơn gió thoảng qua, hương thơm trên cơ thể Tần Đông Tuyết tản mạn trong không khí, kích thích thính giác của Bùi Đông Lai, mà hai người tiếp xúc thân mật khiến cho phần thú vật của Bùi Đông Lai bắt đầu vọng động, ngóc đầu nổi loạn. Nơi này bán ma lạt hấp rất ngon, hay mình ăn ma lạt hấp nhá? Tần Đông Tuyết đi tới quán ma lạt hấp đông kín người thì dừng lại, quay sang hỏi Bùi Đông Lai. Chưa đợi hắn trả lời nàng đã, một kẻ nắm tay bạn gái đi về phía Tần Đông Tuyết, suýt chút nữa ngã trên mặt đất. Trong mắt hắn, Bùi Đông Lai cưa được vưu vật như Tần Đông Tuyết đã đủ kinh thế hãi tục, kết quả ni mã thoạt nhìn còn như là cấp lại. Tên mặt trắng này cũng thực tốt số. Thấy kẻ kia đi đứng loạng choạng, Bùi Đông Lai sợ đụng phải Tần Đông Tuyết nên vội vàng kéo nàng vào lòng mình. Tần Đông Tuyết đang chờ Bùi Đông Lai trả lời, bất ngờ bị hắn kéo không kịp đề phòng, thân thể cứng đờ ra, nhẹ nhàng dán chặt vào thân thể Bùi Đông Lai. Ngay sau đó, ánh mắt ghen tị của cánh đàn ông đã lóe lên sát khí, Tần Đông Tuyết đã bị Bùi Đông Lai kéo vào lòng. Cảm nhận được thân thể mềm mại của Tần Đông Tuyết, nhận ra những ánh mắt sắc nhọn chĩa vào mình Bùi Đông Lai mới ý thức được tầm ảnh hưởng của hành động vừa rồi, hắn vỗ bờ vai cứng đờ của Tần Đông Tuyết, không biết nên làm gì. So với Bùi Đông Lai, Tần Đông Tuyết càng khẩn trương, tuy nàng từng nắm tay Bùi Đông Lai, nhưng bất ngờ như vậy nàng chưa chuẩn bị tinh thần, lúc này, hơi thở mãnh liệt của hắn truyền tới, cảm nhận được thân thể nóng bỏng của Bùi Đông Lai, gương mặt tuyệt mỹ của nàng thoáng ửng đỏ, chống ngực nện dồn dập. A, à, Tần Đông Tuyết cực kỳ lo lắng, Bùi Đông Lai buông nàng ra, xấu hổ cười. Vừa rồi người kia suýt nữa bị ngã, anh sợ em bị rụng phải. Còn chưa trả lời em, có ăn ma lạt hấp không? Rất nhanh Tần Đông Tuyết đã bình tĩnh lại nhưng gương mặt vẫn hơi ửng dưới ánh đèn làm say lòng cánh đàn ông. Mời khách, đương nhiên là theo em rồi. Nhìn gương mặt tuyệt mỹ khiến lòng người mê đắm, Bùi Đông Lai ngẩn ra, sốc lại tinh thần rồi cười nói. Bên kia có chỗ. Bùi Đông Lai vừa nói thì Tần Đông Tuyết đã chỉ phương hướng, chưa đợi hắn trả lời đã kéo tay Bùi Đông Lai chạy sang. Đây là lần đầu Tần Đông Tuyết chủ động nắm tay hắn. Nhất thời, Bùi Đông Lai đứng như trời trồng, từ nhỏ hắn vô cùng hiếu động nhưng lúc này như mọc rễ tại chỗ, không hề nhúc nhích. Tần Đông Tuyết thấy vậy liền lo lắng hỏi. Còn đứng ngây ra nữa là mất chỗ đấy. Hiển nhiên Tần Đông Tuyết không xa lạ gì với quán ma lạt hấp, kiếm một chỗ không dễ dàng gì. Vẫn không nói gì. Tần Đông Tuyết cảm thấy lo lắng, cũng có chút tức giận, Bùi Đông Lai phản khách phi chủ, nắm bàn tay mềm mại của nàng đi về phía chỗ ngồi. Bị Bùi Đông Lai nắm tay, thân thể Tần Đông Tuyết cũng cứng đờ ra, trong lòng tràn ngập cảm giác mới lạ, khó tả. Tê tê, ngứa ngứa tựa như bị điện giật. Cảm giác nhộn nhạo khó tả, Tần Đông Tuyết không hề phản kháng, để Bùi Đông Lai nắm tay đi tới. Lúc này Bùi Đông Lai mới thả tay ra, cầm giấy ăn lau mặt bàn dính dầu mỡ trước mặt nàng. Thấy vậy Tần Đông Tuyết cảm thấy ngọt ngào, nụ cười lộ rõ sự hạnh phúc. Gió đêm hiu hiu, dưới ánh đèn, nàng vẫn lẳng lặng ngồi nhìn. Tựa như si ngốc, bàn này là của chúng tôi, hai người tìm chỗ khác đi. Lúc Tần Đông Tuyết đang nhìn Bùi Đông Lai lai bàn, vài kẻ xuất hiện bên cạnh, một người dùng giọng điệu ngạo mạn nói, ánh mắt giống hệt đồng bạn, lộ rõ vẻ dâm tà. Nhìn chằm chằm vào Tần Đông Tuyết. Ánh mắt kia tựa như chỉ hận không thể lột trần Tần Đông Tuyết ra. Phụ nữ luôn dễ xúc động vì những điều nhỏ bé. Tất nhiên nữ sinh cũng đồng dạng. Tần Đông Tuyết vốn xuất thân Tần gia, xuất phát điểm của nàng cao hơn so với đại bộ phận bạn đồng lứa. Bởi có ánh hào quang Tần gia che chở, với nàng, biệt thự, xe hơi, châu báu hay quần áo xa xỉ, có thể khiến những cô gái ham giàu mơ ước mà sẵn sàng trả mọi giá, nhưng trong mắt nàng nó không đáng một xu. Ngược lại, trong lúc vô tình Bùi Đông Lai đã khiến nội tâm nàng rung động,
khiến lòng nàng tràn ngập cảm giác hạnh phúc khiến nàng trở nên ngây ngốc. Chỗ này tôi dành trước, từ lúc nào lại biến thành của các người? Có lẽ bất mãn với hành vi của mấy gã thanh niên hoặc bực mình với việc họ cắt đứt cảm xúc kỳ diệu của mình, cũng có thể là cả hai nên nụ cười hạnh phúc trên gương mặt Tần Đông Tuyết đã biến mất, khôi phục lại sự bình tĩnh. Nàng nói chuyện không hề sợ hãi đám người kia, nhìn đám thanh niên một lượt cuối cùng dừng lại trên người một kẻ tóc bù xù đeo dây xích vàng đi di, nghe xích lại liên tưởng đến con bốn chân. Chẳng hiểu vì sao ngoài gã tóc bù xù, cả đám người trước đó bị nàng liếc qua đều cảm thấy áp lực vô hình đến nghẹt thở, cảm giác rất khó chịu. Cảm giác áp bách. Tần Đông Tuyết vừa mở miệng đã khiến chúng cảm thấy áp lực. Thực ra đây mới là chân diện mục của Tần Tiểu Thư. Hình tượng ngại ngùng đáng yêu của nàng chỉ biểu lộ trước mặt một mình Bùi Đông Lai. Cảm nhận được áp lực vô hình từ Tần Đông Tuyết, ánh mắt người chung quanh đổ dồn về phía mình khiến gã tóc bù xù cảm thấy mất mặt liền làm trò hèn hạ. Cười xấu xa. Mỹ nữ, nếu em cảm thấy bọn anh đủ đẹp trai, người anh em ở dưới cũng khá lớn mà không nỡ rời đi thì anh sẽ ở lại bồi tiếp. Nói xong liền chỉ tay vào Bùi Đông Lai tỏ vẻ khinh thường. Còn thằng mặt trắng này thì nên để cho nó lăn ra xa một chút. Hoa ca nói rất đúng. Kẻ được gọi là Hoa ca vừa mở miệng thì đồng bọn đã phụ họa, gương mặt khó coi cũng biến mất tăm. Lời lẽ dâm ô của Hoa ca khiến Tần Đông Tuyết nhíu mày. Cách đó không xa, một kẻ tóc húi cua lẫn trong đám người nhanh chóng bước tới. Cùng lúc đó, Bùi Đông Lai ung dung vứt giấy ăn trong tay, chưa đợi Tần Đông Tuyết nói liền kéo nàng ra sau mình, tựa như ngọn núi che chắn trước người nàng. Ái chà, thằng mặt trắng này thích làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Thấy Bùi Đông Lai bảo vệ Tần Đông Tuyết, Hoa ca cười đều châm chọc, vài tên đồng bọn cũng tới gần tựa như chuẩn bị tẩn cho Bùi Đông Lai một trận. Không thèm nói gì, đột nhiên Bùi Đông Lai vung tay, năm ngón tay hóa thành chảo chụp vào yết hầu Hoa ca, tốc độ cực nhanh mơ hồ truyền tới tiếng rít trong không khí. Bùi Đông Lai ra tay bất ngờ khiến Hoa ca không kịp phản ứng. Bốp! Rất nhanh năm ngón tay Bùi Đông Lai đã bóp chặt yết hầu Hoa ca, nụ cười trên mặt hắn cứng lại, sắc mặt trở nên tái nhợt. Thằng danh, mày muốn chết! Thấy Hoa ca bị Bùi Đông Lai tím cổ, đồng bọn đang ngẩn ra liền lao tới theo bản năng. Dầm! Bùi Đông Lai phát lực, dùng sức nhấc Hoa ca ra. Hoa ca lơ lửng giữa không trung, thở không ra hơi tựa như con vịt bị bóp cổ, không ngừng kêu gào, cố gắng đánh về phía Bùi Đông Lai nhưng lại thể cử đụng. Thấy cảnh này đám đồng bọn của Hoa ca cả kinh, vội vàng dừng lại. Trong mắt chúng, Bùi Đông Lai nhấc Hoa ca lên không đáng nói, nhưng khiến hắn mất đi năng lực phản kháng thì cần sức mạnh đến cỡ nào đây? Phút, tựa như cho chúng đáp án. Bùi Đông Lai vung tay ném Hoa ca ra ngoài như ném đi một thứ rác rưởi. Dầm! Hoa ca bay theo quỹ đạo đẹp mắt rồi nện xuống đất, cả người co quắp run rẩy. Bùi Đông Lai ra tay nhanh gọn khiến gã trung niên đang lao vào dừng lại, thấy Bùi Đông Lai ném Hoa ca ra liền hiểu được mấy kẻ kia không phải đối thủ của hắn, dù không tới thì đám người kia cũng sẽ bỏ chạy. Cút! Lúc này Bùi Đông Lai quay về phía đám đồng bọn của Hoa ca quát, âm thanh không lớn nhưng đủ để chúng nghe rõ ràng. Đã thấy được thủ đoạn của Bùi Đông Lai, bốn kẻ kia mất hết dũng khí vội vàng đỡ Hoa ca rồi vác gương mặt như chó nhà tang chạy đi. Hoa ca, anh không sao chứ? Một kẻ vội hỏi. Hoa ca đau khóc không ra nước mắt. Còn không sao à, sắp chết đến nơi rồi. Hoa ca, thân thủ thằng kia quá lợi hại, chúng ta không phải đối thủ, hay là gọi người. Chúng mày theo dõi nó, giờ tao gọi điện cho anh tao, CMN, dám đụng đến lão tử. Hôm nay nhất định phải cho nó biết chữ hối hận viết ra sao. Nói xong, Hoa ca liền lấy điện thoại ra gọi viện binh. Thấy cảnh này, gã trung niên kia nhìn về phía Tần Đông Tuyết. Dường như Tần Đông Tuyết cũng nhận ra ánh mắt của hắn, đánh mắt tỏ ý không cần xen vào. Người kia cũng hiểu ý nàng, không tiến lên ngăn cản mà để mọi việc tiếp tục phát triển. Nghe thấy Hoa ca gọi điện, Bùi Đông Lai quay vào, nhìn Tần Đông Tuyết bằng ánh mắt cưng chiều, cười khổ nói. Bị đám ruồi nhặng phá rối, xem ra chúng ta phải đi nơi khác rồi. Chúng ta ăn nhanh một chút rồi đi trước khi người của chúng tới. Nghe Tần Đông Tuyết nói vậy, lòng tự trọng của Bùi Đông Lai bị đả kích, trừng mắt liếc nàng một cái nói. Em không sợ thì anh lo gì chứ? Sợ à? Tần Đông Tuyết không nói gì, cầm lấy thực đơn chuẩn bị gọi món. Nhưng, lúc gọi món,
ánh mắt nàng tựa như vô tình liếc qua đám người Hoa Ca đang nhìn chằm chằm vào nàng và Bùi Đông Lai. Một cái liếc mắt, rất ngắn ngủi. Ở bên ngoài, gã trung niên kia thấy được ánh mắt lóe lên sự tức giận của Bùi Đông Tuyết liền hiểu ra, thầm cười khổ, xem ra tiểu thư đã thích cậu bé kia rồi. Thích hư? Tần Đông Tuyết nhớ rõ là Hoa Ca đã nói hắn sẽ khiến Bùi Đông Lai lăn thật xa. Nàng còn nhớ rõ lúc Hoa Ca nói chuyện còn bảo sẽ khiến Bùi Đông Lai biết hai chữ hối hận viết ra sao. Phụ nữ luôn thù rất dai. Màn đêm hững hờ, gió khuya nhẹ nhẹ, thời gian dần trôi, càng về khuya lượng người tới phố quán ăn bình dân không hề giảm bớt mà còn có xu hướng tăng thêm. Nhất là tiệm bún cay Bùi Đông Lai cùng Tần Đông Tuyết đang ngồi, không ít người vây quanh, trong đó có Hoa Ca cùng năm gã thanh niên và không ít người xem náo nhiệt. Những người đứng xem đang hồi hộp mong chờ không biết Bùi Đông Lai sẽ ứng phó như thế nào, nhưng lại có rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía Tần Đông Tuyết. Đối mặt với những ánh mắt ngưỡng mộ, thưởng thức hay đầy dục vọng, Tần Đông Tuyết không hề quan tâm, thản nhiên dùng khăn lau miệng rồi ăn tiếp. So ra thì đây là lần đầu Bùi Đông Lai bị người ta nhìn chằm chằm khi ăn cơm, tuy định lực cực kỳ xuất sắc, không tỏ vẻ bối rối nhưng sự chú ý vẫn luôn đặt lên những cứu binh của Hoa Ca. Dưới tình hình này hắn không còn tâm chỉ ngồi ăn như Tần Đông Tuyết. Cùng lúc này, chiếc BMW S740 của Nạp Lan Minh Châu đã đi vào bãi đỗ xe gần khu quán ăn bình dân. Thiên ca, phía này. Thấy chiếc BMW S740 tới, một kẻ ăn mặc lòe loẹt, bộ dáng khá đẹp trai mừng rỡ vẫy tay. Thiếu niên này đứng sau một gã to con, cao chừng hai thước là bảo vệ kiêm tài xế của thiếu niên này. Nạp Lan Hiên đỗ xe bên cạnh chiếc Hummer của thiếu niên kia. Thiếu niên thấy vậy liền chạy tung tang tới mở cửa. Minh Châu tỷ, Hiên tử ca. Cửa xe mở ra, thấy Nạp Lan Minh Châu tới cùng Nạp Lan Hiên, thiếu niên vội vã chào hỏi, khó lòng che giấu sự hưng phấn. Tiểu kỳ lớn quá. Nạp Lan Minh Châu khẽ cười, Nạp Lan Hiên cũng bước xuống. Minh Châu tiểu thư, Hiên thiếu gia. Tài xế của Nạp Lan Kỳ thi lễ đầy vẻ tôn kính. Hắn hiểu rõ địa vị của Nạp Lan Minh Châu cùng Nạp Lan Hiên ở Nạp gia cao hơn ông chủ nhỏ của mình nên không dám hở hứng. Minh Châu tỷ muốn ăn gì? Vốn theo ý Nạp Lan Hiên thì nơi tốt nhất mời Nạp Lan Minh Châu dùng cơm là cửa hàng cơm Tây tốt nhất Trầm Thành, nhưng Nạp Lan Minh Châu luôn thích cơm Tây không hiểu vì sao lại đề nghị tới phố Bình Dân ăn. Lúc ở Yến Kinh có nghe qua ở phố Bình Dân Trầm Thành có món mì cay hương vị không tồi, đi ăn mì cay đi. Nạp Lan Minh Châu nghĩ một chút rồi nói. Mì cay. Nghe Nạp Lan Minh Châu nói vậy, Nạp Lan Hiên cùng Nạp Lan Kỳ sửng sốt, bọn họ không ngờ nàng lại muốn ăn mì cay. Bọn họ còn tưởng Minh Châu tỷ sẽ không bao giờ ăn thức ăn thấp hèn này chứ. Ở Yến Kinh ăn thịt cá nhiều rồi, nên muốn đổi khẩu vị. Thấy sự kinh ngạc của Nạp Lan Hiên cùng Nạp Lan Kỳ, nàng mỉm cười giải thích, nhưng có một câu không nói ra, ở Yến Kinh, vì gìn giữ hình tượng nên chưa bao giờ tới quán cóc ăn, giờ trở lại Trầm Thành. Không ai biết nàng nên không sợ bị mất mặt khi người khác thấy nàng ăn mì cay. Bãi đỗ xe cách phố Bình Dân không xa, rất nhanh ba người đã tới nơi. Giống như Tần Đông Tuyết lúc trước, Nạp Lan Minh Châu xuất hiện trên phố liền thu hút mọi sự chú ý. Khác với Tần Đông Tuyết, rất nhiều cô gái thấy Nạp Lan Minh Châu nhưng không kinh ngạc vì vẻ đẹp của nàng, mọi ánh mắt nóng bỏng đều đổ dồn về phía trang phục, giày, túi da, đắt tiền trên người nàng. Cánh đàn ông nhìn về phía Nạp Lan Minh Châu tựa như nhìn thấy nữ vương, Nạp Lan Hiên cùng Nạp Lan Kỳ trừng mắt mới khiến những ánh mắt kia chịu rời đi. Có lẽ cửa hàng đám Nạp Lan Minh Châu lựa chọn quá đông nên khi đi tới, khoảng cách nửa thước không nhìn tới người. Tới rồi. Nạp Lan Minh Châu dừng bước. Chị, nhanh lên, bọn em bị một đám người vây quanh. Nạp Lan Kỳ là con trai Nạp Lan Ngũ Khải, ở Trầm Thành 10 năm nên cũng hiểu biết tương đối. Tại sao phía trước nhiều người vậy? Thấy một đám người xúm lại, Nạp Lan Minh Châu nhíu mày, dường như sợ bị đụng phải làm ô uế quần áo đắt tiền của nàng. Chị không biết rồi, nhà hàng mì cay rất đắt hàng, mỗi lần đến đều phải xếp hàng. Nạp Lan Kỳ giải thích. Nhưng mà chị đừng lo, cứ giao cho em. Tiểu Kỳ, bảo đám người phía trước tránh ra một chút, đừng đụng phải Minh Châu tỷ. Nạp Lan Hiên lớn tuổi hơn Nạp Lan Kỳ. Khả năng quan sát cũng tốt hơn, hắn thấy rõ Nạp Lan Minh Châu cực kỳ chán ghét đám người thấp hèn kia. Nạp Lan Hiên nói xong, Nạp Lan Kỳ chưa ra tay thì bảo tiêu của hắn đã bước tới, nhanh chóng đẩy đám người kia ra. Ai thế?
làm gì thế hả? Nhất thời tiếng hò hét chói tai, bảo tiêu của Nạp Lan Kỳ vẫn lạnh lùng, hung hăng trừng mắt. Thấy kẻ này không dễ chọc, tuy rằng bất mãn nhưng đám người kia vẫn vội vàng tránh ra. Bốn người Hoa Ca đứng đầu trong đám người, thấy phía sau náo loạn tưởng cứu binh tới, vội vàng lao ra. Lúc năm kẻ này thấy Nạp Lan Minh Châu thì ánh mắt sáng rực, nhưng rất nhanh đã phát hiện vào Nạp Lan Kỳ đứng sau Nạp Lan Minh Châu. Phát hiện này khiến chúng biến sắc. Gia Ca ở Trầm Thành cũng có tiếng tăm trong giới xã hội đen. Người trong giới ai cũng biết Nạp Lan Ngũ Khải là thổ hoàng đế ở Trầm Thành. Nạp Lan thiếu gia. Ngắn ngủi vài giây ngây người, đám Hoa Ca vội vàng tiến tới chào hỏi Nạp Lan Kỳ. Hoa Ca. Có một sòng bạc, Nạp Lan Kỳ từng tới chơi, Hoa Ca đã từng gặp mặt. Nhưng lúc Hoa Ca chủ động xun xoe, Nạp Lan Kỳ coi như không thấy, không hề nói một lời. Nạp Lan thiếu gia tôi là đệ đệ Lưu Khôn. Thấy Nạp Lan Kỳ không để ý tới mình, Hoa Ca vội báo tên anh trai mình. Tôi quen anh à, lăn ra xa một chút. Sở dĩ không muốn trả lời Hoa Ca bởi hắn cảm thấy lúc này Nạp Lan Minh Châu cùng Nạp Lan Hiên đều ở đây, hắn không muốn bị hai người biết mình quen kẻ này. Nghe Nạp Lan Kỳ nói vậy, khuôn mặt Hoa Ca đỏ bừng chỉ hận không thể tìm cái lỗ mà chui. Có bảo tiêu của Nạp Lan Kỳ mở đường, đám người kia tránh lối, rất nhanh họ đã thuận lợi tiền vào quán mì cay. Vào bên trong, ánh mắt Nạp Lan Minh Châu bị hấp dẫn bởi một người vừa lau mồ hôi, vừa ăn mì, là Tần Đông Tuyết. Cảm giác tựa như Tần Đông Tuyết là ánh trăng sáng giữa màn đêm, sức hấp dẫn cực kỳ mạnh. Tựa như cảm nhận được ánh mắt của Nạp Lan Minh Châu, Tần Đông Tuyết quay đầu lại, ánh mắt dừng trên người Nạp Lan Kỳ đầy vẻ nghi hoặc. Tuy nàng không biết Nạp Lan Minh Châu cùng Nạp Lan Hiên nhưng lại biết Nạp Lan Kỳ, lúc này thấy hắn tựa như người hầu theo sau hai người kia đương nhiên dễ dàng đoán ra thân phận họ. Tuy hơi tò mò vì sao vị đại tiểu thư Nạp Lan gia lại chạy tới quán cóc này ăn như nàng. Nhưng Tần Đông Tuyết không nghĩ nhiều, tiếp tục tập trung chuyên môn. Bùi Đông Lai muốn cùng Tần Đông Tuyết nhanh chóng rời đi nên cũng đẩy nhanh tốc độ. Nhưng Tần Đông Tuyết ăn rất nhãn nhặn, nhai kỹ nuốt chậm nên tới giờ vẫn chưa xong một nửa. Bùi Đông Lai không muốn nàng mất hứng, thấy nàng ăn vui vẻ nên hắn bỏ qua ý định rời đi, thầm quyết định binh tới tướng ngăn, nước lên đập cản. Hắn đang suy nghĩ, đột nhiên cảm nhận được có người đang nhìn mình. Rất nhanh. Bùi Đông Lai ngẩng đầu nhìn về chủ nhân của ánh mắt, một người dáng mảnh khảnh là Nạp Lan Minh Châu cùng Nạp Lan Kỳ khí độ bất phàm. Ánh mắt chạm nhau, Bùi Đông Lai nhận thấy được lửa giận không hề che giấu trong ánh mắt Nạp Lan Minh Châu. Tức giận sao? Đúng thế. Với Nạp Lan Minh Châu, một là Bùi Đông Lai biết có hôn ước với nàng, đi ăn cơm cùng với một cô gái luận tư sắc cùng khí chất đều không thua gì nàng, lại còn giả vờ như không biết nàng, coi nàng như người lạ. Cái này mới khiến nàng khó chịu. Cảm giác kia tựa như nàng không cần đồ bỏ đi nhưng vẫn là của nàng, kẻ khác không thể giành. So ra thì Nạp Lan Hiên thoải mái hơn nhiều, hắn thấy Bùi Đông Lai vừa bị Nạp Lan Minh Châu từ hôn nên sẽ không thèm nể mặt coi như chẳng quen biết gì Nạp Lan Minh Châu, nếu không rõ ràng là tự tìm nhục nhã. Nạp Lan Minh Châu cực kỳ khó chịu, vẻ mặt dần lạnh đi, hừ một tiếng, cao ngạo ngẩng đầu tới bên cạnh Bùi Đông Lai. Phần phật. Đúng lúc này, ngoài cửa tiệm truyền tới tiếng xôn xao, một đám to con hùng hổ lao tới khiến đám người sợ hãi vội vã tản đi. Vài giây sau, một gã dáng vẻ khôi ngô, trên mặt có một vết sẹo dài mang theo tám tên to con tới trước mặt Hoa Ca trầm giọng nói. Tiểu Hoa, kẻ đánh chú còn ở đây không? Tam Ca, là thằng khốn kiếp kia. Hoa Ca đang buồn bực vì Nạp Lan Kỳ thờ ơ với mình, thấy anh trai dẫn thủ hạ đắc lực tới nên buồn bực cũng tan biến. Tựa như kích động vì sắp dạy dỗ được Bùi Đông Lai. Tiếng kêu hưng phấn của Hoa Ca truyền tới, nhìn sang phía gã mặt thẹo cầm đầu chín tên to con, Bùi Đông Lai cười khổ, chậm rãi đứng dậy chắn trước người Tần Đông Tuyết. Nhìn bóng lưng gầy yếu tựa như ngọn núi che chắn che chở trước người Tần Đông Tuyết, trong lòng Nạp Lan Minh Châu càng thêm khó chịu. Chị, hình như phế vật này chọc vào phiền phức nào rồi. Thấy Nạp Lan Minh Châu khó chịu. Nạp Lan Hiên cảm thấy sung sướng khi người gặp họa, dường như đang chờ mong màn bi kịch của Bùi Đông Lai. Nạp Lan Minh Châu nhíu mày, không rõ trong lòng đang suy nghĩ gì. Trước cửa tiệm, gã mặt thẹo nhìn về phía Hoa Ca chỉ, thấy Bùi Đông Lai liền mang theo tám gã tay chân hùng hổ bước vào. Hả? Lúc gã mặt thẹo sắp động thủ, trong tầm mắt của hắn hiện ra Nạp Lan Kỳ. Phát hiện này khiến hắn trợn mắt há mồm,
sự kinh ngạc khó lòng che giấu. Hiển nhiên hắn nhận ra Nạp Lan Kỳ, mà hắn cũng không ngờ kẻ cao quý như Nạp Lan Kỳ lại ăn ở chỗ này. Cảm thấy nghi ngờ, hắn vắt óc suy nghĩ cũng chẳng ra nguyên nhân, chưa vội ra tay với Bùi Đông Lai, đám hoa ca nhìn chăm chú tựa như nô tài nhìn thấy chủ nhân, chạy thục mạng về phía Nạp Lan Kỳ. Nạp Lan thiếu gia. Rất nhanh gã mặt thẹo đã tới trước bàn Nạp Lan Kỳ, khẽ cúi đầu vấn an, lại đánh giá Nạp Lan Minh Châu cùng Nạp Lan Hiên một lượt, thẩm đoán thân phận hai người. Thấy gã mặt thẹo chủ động chào hỏi, Nạp Lan Kỳ hơi do dự, không rõ có nên nói chuyện với hắn trước mặt Nạp Lan Minh Châu cùng Nạp Lan Hiên hay không. Có chuyện gì thế? Khi Nạp Lan Kỳ do dự, đột nhiên Nạp Lan Minh Châu hỏi, giọng điệu tựa như chủ nhân hỏi nô bộc vậy. Là thế này, đệ đệ tiểu hoa của Khôn ca bị người ta bắt nạt, tôi được Khôn ca dặn dò nên mới đến. Tuy gã mặt thẹo không biết thân phận Nạp Lan Minh Châu nhưng hắn âm thầm phát hiện Nạp Lan Kỳ vô cùng giữ ý trước mặt nàng nên cho rằng thân phận nàng cực kỳ cao quý. Hả? Nạp Lan Minh Châu hứng thú nhìn về phía hoa ca rằng co với Bùi Đông Lai lúc trước, khinh thường cười. Là hắn sao? Dạ. Nạp Lan Minh Châu đã hỏi gã mặt thẹo không dám giấu, gần như mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Bùi Đông Lai, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Cùng lúc đó, Bùi Đông Lai và Tần Đông Tuyết quay đầu lại nhìn về phía Nạp Lan Minh Châu. Trước đó, Tần Đông Tuyết đã đoán ra thân phận Nạp Lan Minh Châu, thấy nụ cười khinh miệt trên khóe miệng nàng liền cảm thấy nghi ngờ. Bùi Đông Lai không hề nghi ngờ, cảm giác của hắn rất chân thật. Bởi lẽ hắn đã nhận ra ý tứ không tốt trong nụ cười của Nạp Lan Minh Châu. Mang người của ngươi, cút! Nạp Lan Minh Châu nói, giọng điệu khinh miệt khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Hả? Đột nhiên nghe Nạp Lan Minh Châu nói như vậy, không chỉ gã mặt thẹo cùng đàn em mà Nạp Lan Hiên và Bùi Đông Lai đều sủng sốt. Nạp Lan Hiên biết Nạp Lan Minh Châu cùng Bùi Đông Lai có hôn ước, trong lòng Nạp Lan Minh Châu kẻ kia rác rưởi cũng không bằng, dưới tình hình này hiển nhiên nàng sẽ không giúp đỡ Bùi Đông Lai, hiện giờ nghe Nạp Lan Minh Châu nói vậy hiển nhiên hắn cực kỳ kinh ngạc. Mà Bùi Đông Lai chưa từng gặp Nạp Lan Minh Châu nhưng lại cảm nhận được sự nguy hiểm trong nụ cười của nàng, tình huống này Nạp Lan Minh Châu lại giúp đỡ hắn sao? Tần Đông Tuyết cùng suy nghĩ như vậy, ngầm lắc đầu chỉ thị cho gã trung niên kia không cần hiện thân. Chị của ta bảo ngươi cút thì mau lăn đi. Nạp Lan Kỳ biết thời thế, thấy Nạp Lan Minh Châu lên tiếng liền lạnh lùng quát. Chị! Nghe Nạp Lan Kỳ gọi Nạp Lan Minh Châu như vậy, gã mặt thẹo tỉnh ra vội vàng gật đầu. Dạ, Nạp Lan tiểu thư, Nạp Lan thiếu gia. Nói xong, gã mặt thẹo vội vàng lôi đám thủ hạ cùng đám hoa ca rời đi. Không ít người đứng xem cảnh thấy kinh ngạc, gã mặt thẹo vác bộ mặt như chó nhà có tang rời đi, hắn cũng không hiểu vì sao Nạp Lan Minh Châu ra mặt giúp đỡ Bùi Đông Lai, nhưng hắn hiểu một việc, ở Liêu Ninh, thậm chí cả Đông Bắc, đắc tội Nạp Lan ra là tội chết. Chị, vì sao lại giúp phế vật kia? Thấy đoàn người của gã mặt thẹo rời đi, Nạp Lan Hiên tỉnh táo sau sự kinh ngạc, thấp giọng hỏi Nạp Lan Minh Châu. Tiểu Hiên, tuy rằng chỉ cùng hắn giải trừ hôn ước, nhưng dù sao cũng là có duyên phận, việc vừa rồi coi như tặng cho hắn một cái nhân tình miễn phí. Nạp Lan Minh Châu nói xong liền nhìn về phía Bùi Đông Lai, ánh mắt lộ rõ sự thương hại tựa như công chúa ngồi kiệu ném tiền bố thí cho ăn mày vậy. Hay! Nạp Lan Hiên nhìn Nạp Lan Minh Châu cười đầy thâm ý, nhanh chóng đi về phía Bùi Đông Lai. Nạp Lan Kỳ ngẩn ra, nhìn Bùi Đông Lai bằng ánh mắt khó tin. Vốn hắn còn nghi ngờ vì sao Nạp Lan Minh Châu vô duyên vô cớ giúp đỡ Bùi Đông Lai, giờ nghe Nạp Lan Minh Châu thì thâm nhỏ to liền choáng váng, không biết nói gì thêm. Hắn nhìn Bùi Đông Lai bằng ánh mắt khó tin, dường như đang dò xét xem vì sao kẻ kém cỏi kia lại có hôn ước với Minh Châu tỷ. Do bước đầu dung hợp linh hồn tiêu phi nên thính lực Bùi Đông Lai vượt xa người thường. Âm thanh nhỏ bé của Nạp Lan Minh Châu hắn cũng nghe rõ mồn một. Trước đó, Bùi Đông Lai nghe Nạp Lan Kỳ nói với gã mặt thẹo đã đoán ra thân phận Nạp Lan Minh Châu. Hắn tưởng nàng giúp là do nhận ra mình, cũng là do nể mặt Bùi Vũ Phu cứu sống Nạp Lan lão gia tử. Lúc này bốn chữ giải trừ hôn ước tựa như ma âm từ địa ngục kích thích tâm thần Bùi Đông Lai, khiến hắn ngây ra. Bùi Đông Lai phải không? Chưa đợi Bùi Đông Lai lấy tinh thần. Nạp Lan Hiên đã tới bên cạnh, tựa như đáng tối cao nhìn con kiến, giọng điệu cao ngạo. Đúng. Nạp Lan Hiên khiến Bùi Đông Lai hồi tỉnh, tuy rằng hắn không biết vì sao Nạp Lan Minh Châu hủy hôn ước, nhưng giọng điệu của nàng khiến hắn cảm thấy khó chịu.
Minh Châu tỷ bảo tôi nói cho cậu biết, tuy rằng nàng giải trừ hôn ước cùng cậu nhưng dù sao cũng từng có duyên, vừa rồi coi như tặng cho cậu một cái nhân tình miễn phí. Nạp Lan Hiên lặp lại lời Nạp Lan Minh Châu. Hôn ước. Dầm. Nạp Lan Hiên nói xong, khách trong quán Ma Lạt Hấp đều đứng dậy, tựa như nghe được chuyện khó tin nhất thế gian, trợn mắt há mồm, không ngừng liếc Bùi Đông Lai cùng Nạp Lan Minh Châu như tự hỏi, người kia vừa đi cùng một vưu vật của nhân gian, lại còn có hôn ước với cô gái xinh đẹp kia, rốt cuộc hắn là ai? Không chỉ bọn họ, ngay cả Tần Đông Tuyết cũng kinh ngạc đến ngây ngốc. Nhưng, rất nhanh trong đầu nàng hiên ra lời Nạp Lan Minh Châu cùng Nạp Lan Hiên thì thầm với nhau, trong lòng truyền tới cảm giác không yên, đôi mi thanh tú khẽ nhíu lại. Thấy biến hóa của Tần Đông Tuyết, sự tức giận trong lòng Nạp Lan Minh Châu dần giảm bớt, nụ cười trên môi tràn ngập cảm giác siêu việt, hướng về phía Tần Đông Tuyết gật đầu dường như muốn nói, hắn, chỉ là thứ phế vật mà ta bỏ đi. Sau đó nàng cười lạnh với Bùi Đông Lai như muốn nói, phế vật, không phải ngươi muốn giả vờ không quen biết ta sao? Ngươi không dám nhận mặt ta, vậy thì ta chủ động nhận biết vậy. Chẳng hiểu vì sao, thấy hành động của Nạp Lan Minh Châu, lửa giận trong lòng Bùi Đông Lai bùng phát. Cảm ơn vừa rồi đã ra tay giúp đỡ. Ngay sau đó, Bùi Đông Lai nói với Nạp Lan Minh Châu, giọng điệu hờ hững. Nhưng mà tôi không quen cô, sợ rằng cô đã nhận lầm người. Tôi không biết cô. Trong cái nóng hâm hấp của cửa hàng ăn, lời nói của Đông Lai như một quả bom nổ giữa trời không. Ta, trời ạ, hiện thực so với tiểu thuyết còn y tự sướng hơn a. Đúng vậy, tên tiểu tử đó từ bỏ vị lãnh diễm mỹ nữ mà chăm chú vào vị mỹ nữ bên cạnh a. Thật không biết tên tiểu tử này có tài đức gì mà có thể làm cho cả hai vị mỹ nữ ái mộ. Trong lúc nhất thời, khách nhân trong cửa hàng và vây trước cửa quán đều sôi nổi bàn tán. Trước những tiếng bình luận đó, khuôn mặt Bùi Đông Lai không chút thay đổi, Nạp Lan Minh Châu có cảm giác mình bị người ta tát một cái thật mạnh vào mặt, một sự khuất nhục chưa bao giờ nàng phải chịu tràn ngập trong lòng, nàng đập bàn dầm một cái rồi đứng lên. Tiểu tử, người đang giả bộ ngu ngốc sao? Hay muốn tìm cái chết? Nạp Lan Hiên nhìn thấy vẻ mặt hàn ý của Nạp Lan Minh Châu, hắn biết rõ Bùi Đông Lai đã hoàn toàn chọc giận Nạp Lan Minh Châu, sắc mặt hắn liền biến đổi, lạnh giọng mà quát. Trong đầu hắn nghĩ Bùi Đông Lai vì muốn trả thù Nạp Lan Minh Châu từ hôn nên mới cố tình nói như vậy. Giả ngu sao? Thái độ coi thường người khác của Nạp Lan Hiên làm cho Bùi Đông Lai vô cùng bất mãn. Chẳng lẽ pháp luật quy định ta nhất định phải nhận ra nàng ta hay sao? Bùi Đông Lai, anh xác định anh không hề biết tôi. Hoặc đã từng xem qua ảnh chụp của tôi. Nạp Lan Minh Châu đi tới trước bàn của Bùi Đông Lai, dùng ánh mắt ý bảo Nạp Lan Hiên không nên động thủ. Lạnh lùng nhìn Bùi Đông Lai, giọng điệu vô cùng tức giận. Không biết. Từ trước đến giờ, Bùi Đông Lai chưa từng nghe Bùi Vũ Phu nói về chuyện hôn ước, cũng chưa từng gặp qua Nạp Lan Minh Châu. Lúc này hắn đối mặt với Nạp Lan Minh Châu ép hỏi, dĩ nhiên hắn phải lắc đầu. Một khi đã như vậy, tôi tự giới thiệu một chút, tôi từng là vị hôn thê của anh, Nạp Lan Minh Châu. Nạp Lan Minh Châu cười lạnh nói. Đương nhiên, đã từng. Bởi vì một tiếng trước, tôi đã nói với Bùi Vũ Phu rằng tôi giải trừ hôn ước giữa hai chúng ta. Sau khi nói xong, vẻ mặt Nạp Lan Minh Châu đầy hài hước mà nhìn Bùi Đông Lai, nàng vô cùng mong chờ Bùi Đông Lai lộ ra vẻ mặt đau khổ. Chỉ có như vậy mới có thể làm tiêu lửa giận trong lòng nàng. Nhưng Nạp Lan Minh Châu phải thất vọng rồi, Bùi Đông Lai cũng chẳng thống khổ gì, hắn chẳng qua chỉ hơi nhíu mày vì nghe thấy ba chữ Bùi Vũ Phu. Cô nói tôi có hôn ước với tôi, là do ai định ra? Bùi Đông Lai cau mày hỏi. Cha của anh và cha của tôi. Chẳng biết tại sao, sau khi chứng kiến Bùi Đông Lai không có chút thống khổ nào, Nạp Lan Minh Châu có cảm giác mình đang đấm vào một bịch bông gòn, chẳng có tí cảm giác thỏa mãn tí nào. Thật ngại quá, tôi từ nhỏ đến lớn ngay cả cha tôi là ai tôi còn không biết, vì thế, hôn ước do người đó định ra không có liên quan tí gì đến tôi, cả cho dù cô không giải trừ hôn ước, tôi cũng không biết có loại hôn ước này tồn tại. Bùi Đông Lai thản nhiên nói. Lúc nãy, khi Nạp Lan Minh Châu bước chân vào cửa thì phát hiện Bùi Đông Lai tỏ ra không quen biết nàng, nàng đã có chút tức giận, sau đó Bùi Đông Lai lại nói thẳng ra miệng là không biết nàng, lửa giận của nàng càng bừng lên dữ dội. Mà ngay tức thì, nàng hỏi thẳng hắn, thì không giống như hắn nói dối, tựa hồ là thật sự không biết nàng. Phát hiện này làm cho nàng vô cùng nghi hoặc, nhưng lửa giận của nàng cũng chưa tan tí nào.
nên nàng mới nói rõ thân phận của mình, còn nói cả luôn chuyện mình đi từ hôn. Hiện giờ, nghe được lời nói lãnh đạm của Bùi Đông Lai lại thấy thái độ bình tĩnh của hắn làm cho Nạp Lan Minh Châu hoàn toàn điên tiết, nàng cười lạnh mà nhìn Bùi Đông Lai, gằn từng chữ. Bùi Đông Lai, tên phế vật nhà ngươi, ngươi không muốn để lòng tự trọng của bản thân mình bị tổn thương, ngay cả phụ thân Bùi Vũ Phu cũng không nhận, quả thật làm cho ta ghê tởm vô cùng. Cô nói cái gì? Lúc này đây, cảm xúc của Bùi Đông Lai trở nên vô cùng xúc động, vì theo như lời của Nạp Lan Minh Châu, Bùi Vũ Phu chính là phụ thân của hắn. Mà hắn nhớ vô cùng rõ ràng, Bùi Vũ Phu đã từng nói, hắn là do Bùi Vũ Phu nhặt ngoài đường đem về nuôi. Bùi Đông Lai, nói thật cho ngươi biết, nếu ta biết ngươi là loại người này, ta đã không cần dùng lời nhẹ nhàng uyển chuyển mà nói chuyện với Bùi Vũ Phu, ta đã trực tiếp nói cho hắn biết là ngươi, Bùi Đông Lai. Ngay cả tư cách sách giày cho ta thì ngươi cũng không có. Khi Nạp Lan Minh Châu nhìn thấy tình cảnh kích động của Bùi Đông Lai, nàng cảm thấy vô cùng hưng phấn, đây chính là kết quả mà nàng muốn thấy nhất. Lời nói của Nạp Lan Minh Châu vang lên bên tai mình, nhìn thấy bộ dạng cay nghiệt điêu ngoa của nàng ta, Tần Đông Tuyết nhíu mày, trong đôi mắt lóe lên hàn quang. Thật ra mà nói, Bùi Đông Lai không hề tức giận, thậm chí hắn còn không nghe thấy lời nói tiếp theo của Nạp Lan Minh Châu nói cái gì, mà hoàn toàn bị khiếp sợ. Sau khi Nạp Lan Minh Châu nói xong, hắn thở hổn hển, thanh âm khàn khàn mà hỏi. Cô nói Bùi Vũ Phu là phụ thân sinh ra tôi sao? Ta thật sự cảm thấy bi ai thay cho Bùi Vũ Phu vì có một đứa con như ngươi. Chẳng lẽ người què là cha của ta thật sao? Nếu như vậy, tại sao lại giấu giếm mình? Sau khi nghe Nạp Lan Minh Châu nói vậy, sự kích động của Bùi Đông Lai cũng biến mất, cả người vẫn ngồi như cũ không nhúc nhích. Tiểu Hiên, chị bị tên phế vật này làm chán ăn luôn rồi, chúng ta đi. Nhìn thấy Bùi Đông Lai có vẻ như bị đả kích trầm trọng, Nạp Lan Minh Châu mới thỏa mãn định bỏ đi. Đợi một chút, Bùi Đông Lai đang ngây người đột nhiên vươn tay, ngăn cản đường đi của Nạp Lan Minh Châu. Phế vật, nếu mày muốn chết, tao thành toàn cho mày. Nạp Lan Hiên thấy thế liền giận tím mặt. Bùi Đông Lai không thèm để ý đến Nạp Lan Hiên mà nhìn chằm chằm vào Nạp Lan Minh Châu, gằn từng chữ. Cô mới nói cha của cô và cha của ta định hôn ước cho hai chúng ta, cô lại đến trước mặt cha tôi mà từ hôn phải không? Ngươi là ngu thật hay giả vờ ngu thế? Nạp Lan Minh Châu có chút không kiên nhẫn, nhìn Bùi Đông Lai một cách chán ghét, ngữ khí càng thêm cay nghiệt. Bùi Đông Lai, lúc trước ngươi lợi dụng cha ta để ngưu bức trong trường học, chỉ là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đối phó tên Trịnh lão bản kia, từ đó ta nhận ra người là một tên xảo trá. Tuy nhiên, nếu như ngươi vẫn dáng đồ bám theo ta, mong một ngày nào đó Nạp Lan Minh Châu ta thay đổi chủ ý, có cơ hội trèo cao với Nạp Lan gia, ta khuyên ngươi không nên mơ mộng hão huyền như thế, vì chuyện đó tuyệt đối không có khả năng. Trong mắt ta, ngươi chỉ là một tên phế vật không hơn không kém. Nạp Lan Minh Châu tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ nên đế thêm một câu cuối. Nghe lời nói cay nghiệt của Nạp Lan Minh Châu, nhìn thấy bộ dáng làm cha thiên hạ của nàng ta, Bùi Đông Lai cảm thấy một cỗ nhiệt huyết phừng phừng trong đầu, ánh mắt híp lại, vô cùng băng lãnh làm cho người khác phải rét run. Sao, chẳng lẽ ngươi thấy ta nói không đúng? Nhìn thấy bộ dạng đằng đằng sát khí của Bùi Đông Lai, Nạp Lan Minh Châu liền hoảng sợ, tuy nhiên nàng ta khôi phục ngay bộ dáng cao cao tại thượng nói tiếp. Nếu ta nhớ không lầm thì trong cuộc thi lần trước của ngươi, ngươi xếp đội sổ với 280 điểm phải không? Xếp đội sổ cả năm lớp mà còn chưa đủ chứng minh ngươi là một tên phế vật sao? Nạp Lan Minh Châu, cha của cô xuất hiện tại Thẩm Thành, giúp ta ra mặt là vì muốn lôi kéo cha của ta, tìm cách tiếp cận Miêu Gia Gia, nhờ Miêu Gia Gia ra tay cứu ông nội của cô mà thôi. Xin cô nhớ cho kỹ, lúc ấy tôi không hề nhờ và ông ấy ra mặt giúp ta. Còn chuyện ta lợi dụng cha cô để dọa nạt Trịnh Kim Sơn, cũng chỉ vì ta giúp những người sống dưới tầng dưới cùng của xã hội đòi bồi thường lại những gì họ xứng đáng nhận thôi. Bùi Đông Lai lạnh lùng nói. Nạp Lan Minh Châu, thật ra mà nói, cha của tôi có ơn cứu mạng đối với ông nội của cô, tôi lại không lợi dụng phụ thân của cô để lấy một xu một cắc nào cả, mà chuyện này so sánh với sự sống còn của ông nội cô, cái nào nặng cái nào nhẹ, trong lòng cô tự hiểu. Đủ rồi Bùi Đông Lai, ngươi không cần dùng chuyện của ông nội ta để uy hiếp ta. Ta nói cho ngươi biết, vô ích thôi, bởi vì đây là chuyện giữa ta và ngươi, không hề liên quan gì đến bọn họ. Đương nhiên, nhìn mặt mũi của cha ngươi đã từng giúp Nạp Lan gia hai lần, ta cho ngươi một cơ hội.
2 năm trước, ta đã đỗ trạng nguyên cả tỉnh Liêu Ninh, chỉ cần ngươi có thể trong năm nay đỗ trạng nguyên của Liêu Ninh, vậy ta mới coi như ngươi không phải là phế vật, không để ý tất cả mà gả cho ngươi, chấp nhận cho ngươi trèo cao với Nạp Lan gia. Nạp Lan Minh Châu, cô khinh thường tôi, cho rằng tôi không xứng đáng với cô có thể tìm ta mà nói thẳng thắn, da mặt của ta rất dày, nên ta không quan tâm, nhưng cô không nên tìm cha của tôi mà nói chuyện này. Cô yên tâm, Nạp Lan gia chắc chắn tôi sẽ tới thăm. Tốt, ta chờ ngươi. Lúc đầu Nạp Lan Minh Châu còn tức giận với lời nói của Bùi Đông Lai, nhưng khi nghe được câu nói cuối, nàng ta lập tức nở nụ cười lạnh. Trong mắt nàng, lần trước Bùi Đông Lai thi chỉ được 280 điểm, xếp đội sổ, làm sao có thể thành trạng nguyên của cả tỉnh Liêu Ninh. Sau khi nghe Nạp Lan Minh Châu nói xong, Bùi Đông Lai không nói gì thêm, chỉ nhìn Tần Đông Tuyết một cách ái ngại. Nhìn thấy ánh mắt của Bùi Đông Lai, Tần Đông Tuyết không nói tiếng nào, nàng trực tiếp đứng dậy, sau đó lại chủ động nắm tay của Bùi Đông Lai, dùng cách này để Bùi Đông Lai cảm thấy ấm áp. Nạp Lan Minh Châu, từng có rất nhiều người khinh thường Bùi Đông Lai, kết quả là bọn hắn đều bị hành động thực tế của Bùi Đông Lai cho một cái tát vang dội. Tôi tin tưởng cô cũng sẽ giống bọn họ, cái tát này, cô chắc chắn phải nhận rồi. Tần Đông Tuyết nắm tay của Bùi Đông Lai, sắc mặt vô cùng bình tĩnh mà nhìn Nạp Lan Minh Châu, ngữ khí của nàng rất hờ hững. Thêm vào đó, Trung Quốc rất lớn, nhưng Đông Bắc rất nhỏ, chỉ ở Đông Bắc này thì Nạp Lan gia mới có đất diễn. Nghe xong lời của Tần Đông Tuyết, Nạp Lan Minh Châu vốn muốn phát tác, nhưng nghe xong câu nói cuối cùng, nàng ta cố ép tức giận, lạnh lùng nhìn Tần Đông Tuyết mà hỏi. Cô là ai? Tôi họ Tần, đến từ Yến Kinh. Tần Đông Tuyết nhẹ nhàng liếc nhìn Nạp Lan Minh Châu một cái, sau đó quay lại nhìn Bùi Đông Lai một cách ấm áp, nở nụ cười rồi nói nhẹ. Chúng ta đi chứ? Mặc dù Bùi Đông Lai đối với lời nói của Tần Đông Tuyết cảm thấy tràn ngập nghi hoặc, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, mà chỉ im lặng nắm tay của Tần Đông Tuyết chậm rãi rời khỏi. Yến Kinh, Tần gia. Bên tai của hắn vẫn quanh quẩn lời nói của Tần Đông Tuyết. Nhìn theo bóng lưng của Bùi Đông Lai và Tần Đông Tuyết đang bỏ đi, đột nhiên Nạp Lan Minh Châu cảm thấy một nỗi sợ hãi dâng lên tràn ngập tâm hồn nàng, hoàn toàn chiếm cứ cả thân thể nàng. Dưới ánh đèn vàng, sắc mặt của nàng trở nên trắng bệch. Trong vòng 2 năm qua, Nạp Lan Minh Châu học ở Đại học Yến Kinh, tốn bao công sức, thông qua hào quang của Nạp Lan gia tộc và tự bản thân xây dựng các mối quan hệ, nàng đã có một số thành tựu không nhỏ. Hiện giờ, nàng đã trở thành một trong những con cháu thế gia nổi danh ở Yến Kinh. Tuy nhiên, Nạp Lan Minh Châu lại chưa có cơ hội tiếp xúc với con cháu đời sau của thế gia Kinh Sư. Mà hiện tại, một tên giống như phế vật là Bùi Đông Lai lại cùng con gái của Tần gia, một gia tộc giàu có nhất nhì đất nước ở cùng một chỗ, hơn nữa quan hệ lại rất mờ ám. Điều này làm cho Nạp Lan Minh Châu không cách nào lý giải được. Nàng ta cố gắng suy nghĩ tại sao nữ nhân của Tần gia lại ở cùng một chỗ với một tên giống như đồ chơi trong lòng nàng, nhưng nàng có suy nghĩ thế nào cũng không có kết quả. Đến khi Bùi Đông Lai nắm tay Tần Đông Tuyết rời khỏi quán ăn, Nạp Lan Minh Châu còn chưa hồi phục lại tinh thần. Tỷ, huynh, mắt thấy Nạp Lan Minh Châu và Nạp Lan Hiên đều đang choáng váng, Nạp Lan Kỳ nhịn không được mở miệng gọi hai người. Nạp Lan Kỳ mặc dù là con cháu của Nạp Lan gia, nhưng từ nhỏ đến lớn hắn chưa bao giờ rời khỏi Đông Bắc, đương nhiên không biết vị trí của Tần gia tại đất nước này có ý nghĩa gì. Nhưng Nạp Lan Minh Châu lại biết, thậm chí, Nạp Lan Hiên cũng đã từng nghe qua. Hai người đều rất rõ ràng, ở đất nước này, trước mặt Tần gia, Nạp Lan gia quả thật không đáng để vào mắt. Vì thế, khi Tần Đông Tuyết nói lời cuối cùng kia, tuy rằng đã kích người khác, nhưng Nạp Lan Minh Châu và Nạp Lan Hiên cũng không dám phản bác. Phù! Sau tiếng gọi của Nạp Lan Kỳ, Nạp Lan Minh Châu chậm rãi phục hồi tinh thần lại, khuôn mặt đang trắng bệch cũng đã khôi phục một ít huyết sắc, nàng thở dài một cái, sau đó nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Bùi Đông Lai và Tần Đông Tuyết phía xa xa, con ngươi khẽ đảo, cũng không biết đang nghĩ gì trong đầu. Đi! Sau vài giây, Nạp Lan Minh Châu như thoát ra khỏi lời đả kích của Tần Đông Tuyết, khóe miệng lại treo nụ cười khinh miệt như mọi khi. Sau khi nghe Nạp Lan Minh Châu nói xong, Nạp Lan Hiên cũng từ từ hồi phục lại như cũ. Thật ra hắn bị câu nói của Tần Đông Tuyết hù cho sợ không ít, nhưng sau khi chứng kiến nụ cười cố hữu của Nạp Lan Minh Châu, hắn mơ hồ đoán ra chuyện gì, lời định nói ra lập tức nuốt ngược vào.
Đám khách nhân trong tiệm ăn lúc này đang vây quanh coi náo nhiệt cũng đưa mắt dõi theo ba người Nạp Lan Minh Châu rời đi. Cùng lúc đó, Bùi Đông Lai vẫn đang nắm tay Tần Đông Tuyết đi trên đường. Đối mặt với vô số ánh mắt ghen tị của nam nhân xung quanh, cảm thấy sự mịn màng của đôi tay Tần Đông Tuyết, trên mặt Bùi Đông Lai cũng không có chút vui vẻ nào, ngược lại còn có chút nhíu lại. Ngươi không sao chứ? Chân vẫn bước theo, Tần Đông Tuyết không yên lòng, sợ Bùi Đông Lai vì lời nói đả kích của Nạp Lan Minh Châu mà khó chịu nên mở miệng hỏi thăm. Trong mắt nàng, lời nói của Nạp Lan Minh Châu thật sự rất cay nghiệt, hành động còn quá đáng hơn, chẳng khác nào chà đạp thứ quan trọng nhất của người nam nhân là lòng tự tôn. Dưới tình huống đó, cho dù Bùi Đông Lai có vững tâm thế nào, trong lòng cũng chịu không ít khổ sở. Thêm vào đó, tuy Bùi Đông Lai không bao giờ bày ra ngạo khí của ta, nhưng trong lòng hắn, sự kiêu ngạo cao vô cùng. Bùi Đông Lai vốn đang suy tư về sự tình của Bùi Vũ Phu, ngạc nhiên nghe được lời nói quan tâm của Tần Đông Tuyết. Tần Đông Tuyết, trên mặt liền lộ ra vẻ tươi cười, khẽ lắc đầu. Không có việc gì. Giờ khắc này, trên mặt Bùi Đông Lai vẫn tươi cười, lại thêm một chút phẫn nộ. Nhìn thấy sự phẫn nộ lẫn khuất trong nụ cười của Bùi Đông Lai, Tần Đông Tuyết không khỏi cảm thấy trong lòng đau xót, nhưng cũng không nói lời an ủi, chỉ nghĩ nghĩ rồi nói. Thời gian không còn sớm, ta về trước, ngươi cũng nên về nghỉ sớm đi. Vừa nói, nàng vừa dừng lại, mắt nhìn Bùi Đông Lai, có vẻ không muốn rời đi. Dù nàng rất muốn tiếp tục ở cùng chỗ với Bùi Đông Lai, cùng Bùi Đông Lai vượt qua một đêm khó khăn này, nhưng nàng hiểu, một nam nhân kiêu ngạo không bao giờ muốn người khác chứng kiến lúc hắn bi thương, mà sẽ giống như một con sói, tìm một chỗ không người yên lặng liếm vết thương. Vì hiểu điều này, nên nàng chủ động rời đi. Bùi Đông Lai buông tay Tần Đông Tuyết ra, nhẹ gật đầu, sau đó lại nói. Cảm ơn. Tần Đông Tuyết không nói gì thêm, chỉ nhìn Bùi Đông Lai. Nhìn thật sâu vào mắt. Sau đó, nàng không do dự xoay người sải bước biến mất trong đám đông. Phù. Bùi Đông Lai cũng không cố tìm thân ảnh của Tần Đông Tuyết trong đám đông, mà thở dài một hơi, sau đó bước nhanh rời khỏi khu này. 30 phút sau, Bùi Đông Lai cũng về đến tiểu khu Hòa Bình. Dọc theo con đường xi măng tối đen dưới lầu, Bùi Đông Lai im lặng nhìn thấy căn phòng của hai người đang sáng đèn, chiếc xe taxi cũ nát của Bùi Vũ Phu cũng đậu dưới sân. Trong phòng khách, Bùi Vũ Phu đứng ở trước cửa sổ, đang hút thuốc lá rẻ tiền đại tiền môn. Vài giây đồng hồ sau, hắn dập tắt điếu thuốc, xoay người vào phòng, mở cửa phòng. Soạt. Ngoài cửa, Bùi Đông Lai đang muốn dùng chìa khóa mở cửa, đột nhiên cửa mở ra, hắn không khỏi lặng đi một chút. Sau đó không khỏi tức giận mắng. Tên qua tử ngốc này, muốn hù chết con hả? Bùi Vũ Phu cười thật thà phúc hậu, im lặng nhường đường cho Bùi Đông Lai đi vào phòng, thuận tay đóng cửa phòng. Tại sao tối nay không về nhà ăn cơm? Mắt thấy Bùi Đông Lai ngồi trên ghế salon ở phòng khách, Bùi Vũ Phu giống như thường này, đem một ly nước lọc bưng đến trước mặt Bùi Đông Lai, ngây ngô cười hỏi. Bùi Đông Lai nhận ly nước, cười nói. Buổi tối có mỹ nữ cùng lớp mời con ăn cơm. À, Bùi Vũ Phu cười ngây ngô, lại chậm rãi châm một điếu đại tiền môn. Qua tử, Bùi Đông Lai vốn định bưng ly nước lên uống, nhưng cuối cùng lại đặt trên bàn, ngẩng đầu nhìn Bùi Vũ Phu. Nạp Lan Minh Châu tìm ngươi phải không? Bùi Vũ Phu tựa hồ sớm đã nhận ra sự dị thường của Bùi Đông Lai, lúc này nghe Bùi Đông Lai mở miệng hỏi, nụ cười trên mặt dần tắt. Sâu trong đôi mắt hiện lên một đạo hàn quang khó phát hiện. Ừ. Bùi Đông Lai gật đầu, sau đó cười mắng. Qua tử ngốc, nàng ta có chút tự cho ta là đúng, nhưng đúng là khuôn mặt và dáng người cũng không tệ lắm. Chú sớm nói cho con biết có hôn ước với nàng ta, để ta gặp trực tiếp nàng, sau đó để nàng từ hôn cũng không muộn mà. Bùi Vũ Phu trầm mặc không nói, chỉ càng rít thuốc nhanh hơn. Phụ thân. Mắt thấy Bùi Vũ Phu không nói lời nào. Yết hầu Bùi Đông Lai đang khát khô đột nhiên thốt lên tiếng này, thanh âm vô cùng nhẹ. Bên tai Bùi Đông Lai vang lên tiếng phụ thân này, trong lòng hắn liền chấn động, tay phải đang kẹp điếu thuốc không thể khống chế mà run rẩy. Sau đó, hắn dập tắt điếu thuốc, im lặng đến trước người Bùi Đông Lai, bàn tay đầy vết chai sần sùi, lần đầu tiên kéo Bùi Đông Lai thẳng vào lòng hắn. Qua tử ngốc, người giấu con 18 năm, không sợ con không nhận người à? Nhận ra sự quan tâm của Bùi Vũ Phu, Bùi Đông Lai ngây ngô cười mắng, đôi mắt cũng trở nên đỏ hồng. Nàng ta không xứng với con.
Bùi Vũ Phu vuốt ve đầu Bùi Đông Lai, nhẹ giọng mở miệng, đôi mắt mở đục đột nhiên sáng quắc. Bùi Đông Lai giống như bị sét đánh, cả người run rẩy, đôi mắt đỏ quạch lên. Cảm thấy ủy khuất sao? Trên mặt Bùi Vũ Phu lại lộ ra nụ cười ngây ngô cố hữu. Bản thân con không sao cả, nhưng cảm thấy phụ thân bị ủy khuất. Dưới ánh đèn, Bùi Đông Lai bày ra khuôn mặt tươi cười, đồng thời nắm chặt hai tay lại, móng tay đâm vào thịt làm máu nhỏ tí tách. Con còn ngốc hơn ta nhiều, con đã không để ý, ta cần gì phải để ý. Qua, vài giây sau, Bùi Đông Lai nhẹ giọng hô. Ẩn, Bùi Vũ Phu không để ý đến cách xưng hô của Bùi Đông Lai, ngược lại hắn còn tỏ ra thật ưa thích. Không có việc gì, chỉ là ưa thích kêu như vậy thôi. Bùi Đông Lai cười rồi giãy ra khỏi lồng ngực của Bùi Vũ Phu, nói. Ta đi đọc sách. Đợi một chút. Bùi Vũ Phu do dự kêu một tiếng, sau đó nắm lấy miếng giấy vệ sinh rồi lau vệt máu trên mặt của Bùi Đông Lai. Làm xong tất cả chuyện này, Bùi Vũ Phu lại nói. Hiện tại khẳng định là trong lòng ngươi có rất nhiều nghi vấn. Trải qua chuyện đêm nay thì quả thật Bùi Đông Lai có rất nhiều nghi vấn nhưng mà hắn không ngóc, ở hắn xem ra nếu như Bùi Vũ Phu đã che giấu suốt 18 năm thì tự nhiên là có lý do của nó. Như vậy thì Bùi Vũ Phu không nói, hắn cũng sẽ không hỏi. Lúc này nghe được Bùi Vũ Phu nói như vậy thì tuy rằng Bùi Đông Lai muốn biết đáp án, nhưng hắn vẫn cười khổ nói. Qua tử, nếu khó mở miệng thì hay là thôi đi, không cần phải nói. Có một số việc cũng nên nói cho ngươi biết. Bùi Vũ Phu trầm ngâm một lát rồi nói. Ngồi xuống đi. Nghe được Bùi Vũ Phu nói như thế thì Bùi Đông Lai suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn ngồi trên ghế salon. Tách. Trong phòng khách bỗng im lặng, đột nhiên Bùi Vũ Phu châm lên một điếu thuốc rẻ tiền, hung hăng hút hai cái, sương khói lượn quanh trên khuôn mặt của hắn làm cho người khác không thể thấy được vẻ mặt lúc này của hắn. Đông Lai, sau khi sinh ra con thì mẹ con đã ra đi. Liên tục hút vài hơi thuốc, sau đó Bùi Vũ Phu liền mở miệng, giọng nói so với trước thì trầm thấp hơn vài phần. Mẹ! 18 năm qua đây là lần đầu tiên Bùi Đông Lai nghe được chữ mẹ này, trong lòng hắn liền run lên, ánh mắt liền có vẻ ngây ngốc. Dưới ánh đèn hắn há miệng to ra muốn nói cái gì nhưng lại thấy cổ họng dường như đã bị vật gì đó chặn lại, một chữ cũng không thốt ra được. Lúc ấy, mẹ con sinh noi, bác sĩ nói chỉ có thể bảo vệ được một người. Ta liền làm theo lời nói của bác sĩ. Nói xong thì tay cầm điếu thuốc kia liền run lên, giọng nói của Bùi Vũ Phu cũng trở nên run rẩy. Nhưng mà mẹ con từ bác sĩ đã biết được, cho dù tính mạng của nàng được bảo vệ thì con cũng không thể nào sống được, cho nên nàng gạt ta, kêu bác sĩ bảo vệ con. Nói tới đây thì hai mắt của Bùi Vũ Phu liền nhắm lại trong đầu không khỏi hiện ra cảnh tượng mẫu thân của Bùi Đông Lai là Vãn Tình đang nằm hấp hối trên giường bệnh. Đồng thời, một câu kia của Vãn Tình giống như là ma pháp, cắm sâu vào trong lòng của Bùi Vũ Phu, lời nói vẫn đang quanh quẩn bên tai của hắn. Vũ Phu, thật xin lỗi, xin hãy tha thứ cho sự ích kỷ của em chỉ muốn sinh cho anh một đứa con. Bên tai quanh quẩn lên lời nói trước khi chết của Vãn Tình, thân hình của Bùi Vũ Phu run lên, sau đó hai mắt hắn mở ra, vẻ mặt cũng dần dần khôi phục lại bình thường, dường như là đã đem toàn bộ yêu thương giấu sâu vào trong lòng. Bởi vì con sinh non, thân thể không tốt cho nên từ nhỏ ta đã dùng dược vật để cải thiện thể chất cho con. Mặc dù Bùi Vũ Phu đã khôi phục lại bình thường nhưng mà Bùi Đông Lai lại cảm thấy trái tim của hắn dường như bị chọc một dao, rất đau, vô cùng đau. Bùi Đông Lai cố gắng muốn nói cái gì nhưng mà hắn không biết nói cái gì cho phải. Về phần hôn ước giữa con và Nạp Lan Minh Châu thì năm đó ta và Nạp Lan Trường Sinh đều giống nhau, đều theo ông nội của con học võ. Hắn chính là sư đệ của ta. Sau đó, Nạp Lan Trường Sinh liền trở về Nạp Lan gia bằng vão bổn sự học được của ông nội người cho nên chẳng những hắn thành công trong Nạp Lan gia mà còn làm địa vị của Nạp Lan gia ở Đông Bắc càng trở nên kiên cố. Bùi Vũ Phu ngậm rãi thở ra một ngầm khói, đem đề tài chuyển rời đến Nạp Lan gia tộc. Cuối cùng, hắn đã trở thành người kế vị của Nạp Lan gia. Ân, bởi vì từ nhỏ V đã được Bùi Vũ Phu dùng dược vật để cải thiện thể chất. Còn yêu cầu hắn đứng tấn, luyện tập dẫn thể thuật nên Bùi Đông Lai đã suy đoán Bùi Vũ Phu đã từng có thời gian luyện võ. Hiện giờ, nghe được Bùi Vũ Phu nói như thế thì hắn không khỏi ngẩn ra. Hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng Nạp Lan Trường Sinh lại là sư đệ của Bùi Vũ Phu hơn nữa sư phụ của Nạp Lan Trường Sinh lại là ông nội của mình. Xuất phát từ cảm ơn,
lúc ấy Nạp Lan Trường Sinh từng nói với ta nếu tương lai hai nhà cũng sinh ra hài tử thì liền định ra việc hôn ước, cũng chính là hôn ước của con và Nạp Lan Trường Sinh. Bùi Vũ Phu tiếp tục nói. Trừ việc đó ra, cũng bởi vì lúc ấy ta đã đi theo ông nội của con nên học được ít bổn sự cho nên danh tiếng cũng không ít. Mẹ con trước lúc lâm chung đã bắt ta phải đáp ứng nàng, phải để con bình an lớn lên, có được một cuộc sống của người bình thường cho nên ta đã mang con trở về núi. Bùi Vũ Phu nói xong liền ngẩng đầu lên nhìn Bùi Đông Lai, trong mắt liền hiện lên một tia lo lắng. Đông Lai, con không nên trách mẹ của con, có được không? Bùi Đông Lai điên cuồng lắc đầu. Bùi Vũ Phu âm thầm thở phào một hơi. Cha, người để Miêu lão gia tử đi chữa cho lão bất tử của Nạp Lan gia chính là vì phần tình cảm năm đó sao? Bùi Đông Lai thấy Bùi Vũ Phu không lên tiếng thì mở miệng hỏi. Bùi Vũ Phu khẽ gật đầu, xem như là chấp nhận. Cha, con đi đọc sách. Bùi Đông Lai cố ngăn lửa giận trong lòng, đứng dậy rồi cầm lấy hộp quẹt trên bàn, giúp Bùi Vũ Phu châm một điếu thuốc lá, nói. Hút thuốc có hại cho sức khỏe, sau này bớt hút đi. Bùi Vũ Phu gật đầu. Bùi Đông Lai không nói lời vô ích, một mình trở về phòng. Sau khi trở về phòng thì Bùi Đông Lai cũng không có đọc sách, mà một mình đi đến trước cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Tuy rằng trước kia Bùi Đông Lai từ Bùi Vũ Phu biết được mình là cô nhi, vô tình được Bùi Vũ Phu nhặt được, bất quá từ nhỏ đến giờ Bùi Đông Lai cũng không có oán hận với mẫu thân của mình, ngược lại, trong lòng hắn còn nhiều lần tưởng tượng đến hình dạng của mẫu thân mình. Có lẽ là do nguyên nhân xúc cảnh sinh tình, khi Bùi Đông Lai chăm chú nhìn lên bầu trời thì bỗng nhiên ở trên bầu trời xuất hiện khuôn mặt của một người phụ nữ. Thấy được hình ảnh ảo tưởng của mẹ mình xuất hiện trên không trung thì đồng tử của Bùi Đông Lai phóng to ra, lúc đầu hắn vốn ngẩn ra nhưng sau đó lại muốn nhìn rõ thêm một chút, cuối cùng cũng không thể tìm được thân ảnh kia đâu, thay vào đó là màu đen trên bầu trời. Bịch! Hai đầu gối của Bùi Đông Lai trực tiếp quỳ xuống rất. Hắn cũng không có quan tâm đến cảm giác đau đớn kia, mà là nhìn về không trung phương xa, thầm nói cảm ơn với mẫu thân đã qua đời của mình. Mẹ, cảm ơn người đã cho con có cơ hội đến với thế giới này. Mẹ, tuy rằng con không biết vì sao mẹ lại muốn con có một cuộc sống bình thường, nhưng con không trách người cũng không trách cha. Nói xong Bùi Đông Lai nhớ tới hành động của Nạp Lan Minh Châu thì sự tức giận lại hiện lên khuôn mặt của hắn. Hai bàn tay của hắn gắt gao nắm chặt vào nhau. Nhưng mà, mẹ cũng đã nhìn thấy, cha đã hai lần giúp đỡ cho Nạp Lan gia, nhưng bọn hắn lại hư tình giả ý cảm ơn đưa ra hôn ước. Hiện giờ bởi vì con cùng với cha nghèo túng cho nên bọn hắn đã vong ân bội nghĩa, không nể mặt cha, hơn nữa còn trực tiếp tìm con để từ hôn, để cho cha cảm thấy khó chịu. Mẹ, con không yêu thích bọn hắn, càng sẽ không đi cảm tạ Nạp Lan gia, làn bọn hắn khinh người quá đáng. Mẹ, xin tha thứ cho con không thể dựa theo ý nguyện của mẹ, con muốn làm cho Nạp Lan gia hối hận, hôm nay bọn hắn vũ nhục con và cha thì ngày sau nhất định con sẽ trả lại cho bọn hắn gấp trăm lần. Bịch, 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 nói xong thì thiếu niên không chết ở trên bàn mổ, thiếu niên từ trong núi đi ra, quật cường, cắn răng, nắm chặt hai nắm đám lại với nhau rồi hướng về phương xa mà khấu đầu ba cái. Ngày 2 tháng 5, trải qua một ngày được nghỉ thì học sinh lại trở lại lớp học. Ngay khi học sinh lớp 12 phần một lần lượt đi vào phòng học thì Bùi Đông Lai đã ngồi ở dưới hàng cuối, chuyên tâm làm đề thi. Mặc dù bọn hắn sớm đã biết Bùi Đông Lai có thói quen như vậy nhưng mỗi khi bọn hắn vào phòng học thì cũng nhìn qua bên kia một cái. Cảm giác kia giống như Bùi Đông Lai đang kích thích ý chí của bọn hắn vậy. So với lúc trước thì có chút bất đồng, hôm nay là ngày công bố thành tích của cuộc thi thử lần thứ hai, bọn hắn đang muốn biết Bùi Đông Lai sẽ thi được số điểm ra sao. Tần Đông Tuyết cũng có vài phần chờ mong, nguyên bản nàng vốn lo Bùi Đông Lai sẽ bị ảnh hưởng bởi chuyện tình của Nạp Lan Minh Châu nhưng hiện giờ nhìn thấy thì thấy Bùi Đông Lai không có việc gì nên nàng cũng cảm thấy yên tâm. Lúc này đây, Tần Đông Tuyết đã đoán sai. Chuyện tình của Nạp Lan Minh Châu quả thật không có ảnh hưởng gì đến Bùi Đông Lai, ngược lại hắn đem thứ đó trở thành động lực để vượt lên chứ không giống những người sau khi bị đả kích thì trở nên thất bại hoàn toàn. 7 giờ 15, nương theo một tiếng chuông. Thì các học sinh đều trở về vị trí của mình. 7 giờ 20, thầy chủ nhiệm cầm thi bài thi vào phòng học. Thân là giáo vụ chủ nhiệm thì Lý Văn Linh sau khi vào phòng học thì theo bản năng mà nhìn thoáng qua Bùi Đông Lai, ánh mắt rất phức tạp, có khó hiểu, nghi hoặc nhưng phần lớn là kích động. Cùng lúc đó,
không ít học sinh thấy Lý Văn Linh sau khi tiến vào phòng học thì vẻ mặt của bọn hắn liền có chút lo lắng bất an, bọn hắn muốn biết điểm thi lần này. Các bạn học, trước hết hãy ngừng lại. Thu hồi ánh mắt, Lý Văn Linh đi lên bục giảng, nhẹ nhàng gõ vào bàn giáo viên sau đó chờ mọi người yên lặng trở lại thì mới tiếp tục nói. Thành tích của cuộc thi thử lần thứ hai đã có, tôi sẽ công bố với mọi người. Lý Văn Linh vừa nói xong thì không ít người có tâm lý không tốt liền âm thầm nắm chặt hai tay, vẻ mặt vô cùng khẩn trương. Bùi Đông Lai không có khẩn trương, ngược lại hắn chờ sau khi Lý Văn Linh nói xong thì hắn liền thu hồi ánh mắt lại rồi tiếp tục giải bài tập. Tuy rằng ánh mắt của Tần Đông Tuyết đang nhìn về phía Lý Văn Linh nhưng mà dư quang lại thầm quan sát Bùi Đông Lai, trong lúc nàng thấy được Bùi Đông Lai không hề quan tâm đến thành tích của cuộc thi thử lần thứ hai thì khóe miệng của nàng nở ra một nụ cười vui sướng. Ở nàng xem ra nếu như Bùi Đông Lai càng tỏ ra vẻ thờ ơ thì chứng tỏ Bùi Đông Lai rất có lòng tin. Tần Đông Tuyết, ngữ văn 140, toán 142, anh văn 150, lý 296, tổng điểm được 728, xếp thứ nhất cả khóa. Sau đó ngoại trừ Bùi Đông Lai ra thì toàn bộ mọi người đều lộ ra vẻ chờ mong. Lý Văn Linh bắt đầu công bố thành tích, người thứ nhất đó là Tần Đông Tuyết. Lý Văn Linh vừa nói xong thì học sinh trong lớp đều đem ánh mắt nhìn về phía Tần Đông Tuyết. Tục ngữ nói, Thượng Đế mở ra một cái cửa sổ đồng thời cũng sẽ đóng lại một cái cửa sổ khác. Rất nhiều người có được xinh đẹp nhưng lại không có trí tuệ và ngược lại. Mà Tần Đông Tuyết lại có cả hai thứ. Dưới tình hình như vậy thì mọi người cũng sẽ không có tâm tư để ghen tị, trong ánh mắt của bọn hắn chỉ có hâm mộ cùng bội phục. Từ sau khi thành tích của Bùi Đông Lai tuột dốc không phanh thì lãnh đạo của Trầm Thầm Nhất Trung đều đem hy vọng gửi gắm vào trên người của Tần Đông Tuyết, chờ mong năm nay Tần Đông Tuyết sẽ đoạt trạng nguyên của tỉnh Liêu Ninh, không làm phụ sự kỳ vọng của mọi người. Ở trong một năm qua thì biểu hiện của Tần Đông Tuyết đã không phụ sự mong đợi của mọi người, tất cả mọi người trong Trầm Thành Nhất Trung đều cho rằng nếu không có chuyện gì phát sinh ngoài ý muốn thì chức trạng nguyên năm nay là của Tần Đông Tuyết rồi. Nhưng mà... sau lần thi thử này thì lòng tin của Lý Văn Linh đối với Tần Đông Tuyết lại dao động. Lần thứ hai âm thầm nhìn sang Bùi Đông Lai, Lý Văn Linh mỉm cười nhìn Tần Đông Tuyết nói. Chúng ta cùng chúc mừng Tần Đông Tuyết đồng học, đồng thời cũng hy vọng Tần Đông Tuyết đồng học không ngừng cố gắng để nâng cao thành tích. Bành bạch! Nói xong thì Lý Văn Linh liền vỗ tay, các học sinh cũng sôi nổi làm theo ngay cả Bùi Đông Lai cũng ngẩng đầu lên, mỉm cười vỗ tay. Đối mặt với lời tán dương cùng với những tiếng vỗ tay của mọi người thì bộ dạng của Tần Đông Tuyết vẫn tỏ ra bình tĩnh. Đồng thời nàng cũng thấy được Bùi Đông Lai đang mỉm cười nhìn mình, trong lòng nàng liền hiện ra một cái nghi vấn, cũng không biết là người kia thi được bao nhiêu điểm. Nghi vấn hiện ra thì Tần Đông Tuyết đối với thành tích thi lần này của Bùi Đông Lai thì có vẻ mong đợi thêm. Sau đó, thì Lý Văn Linh liền công bố thành tích của các học sinh khác trong lớp, chỉ riêng Bùi Đông Lai là chưa công bố. Tại sao không có thành tích của Bùi Đông Lai vậy kìa? Hai tháng này Bùi Đông Lai học tập cố gắng như vậy, sẽ không phải là quá kém à? Mắt thấy Lý Văn Linh không công bố thành tích của Bùi Đông Lai thì không ít học sinh liền nhỏ giọng nghị luận. Không ít học sinh liền quay đầu lại nhìn về phía của Bùi Đông Lai. Trong lúc nhất thời cũng giống với lần công bố điểm thi thử lần trước, toàn bộ ánh mắt của học sinh trong lớp đều dồn vào người của Bùi Đông Lai. Cuối phòng học. Thanh niên từng được ngưỡng mộ nhưng cũng không ít lần bị chê cười vẫn không ngẩng đầu lên, vẫn đang suy nghĩ để giải bài tập. Chắc hẳn là mọi người rất tò mò, vì cái gì mà không công bố thành tích của Bùi Đông Lai đồng học. Mắt thấy toàn bộ học sinh đều nhìn vào Bùi Đông Lai, lại thấy Bùi Đông Lai cũng không tỏ ra thái độ gì thì Lý Văn Linh âm thầm cảm thán Bùi Đông Lai có định lực kinh người, đồng thời giọng nói cũng trở nên kích động. Sau đây, tôi sẽ tuyên bố thành tích lần này của Bùi Đông Lai đồng học. Nghe được Lý Văn Linh nói như vậy thì một lần nữa toàn bộ học sinh đều nhìn vào Lý Văn Linh đồng thời cũng đang tự hỏi, tại sao Lý Văn Linh lại làm như vậy? Bùi Đông Lai, ngữ văn 138, anh văn 136, lý 294, toán mắc điểm. Trong phòng học im lặng, giọng nói của Lý Văn Linh bỗng trở nên vang dội. Tổng điểm 718, xếp thứ 2 toàn khối. Điểm toán mắc, tổng điểm 718. Xếp thứ hai toàn khối. Trong phòng học đang yên lặng, lời nói của Lý Văn Linh giống như là tiếng sấm đánh giữa bầu trời, trong nháy mắt toàn bộ mọi người trong lớp học đều đơ như cây cơ. Đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy một đám bọn hắn đều há to miệng ra, trợn tròn trong mắt,
trên mặt hiện lên một dấu chấm hỏi thật to. Một giây, hai giây, ba giây. Không biết qua bao lâu thì cả đám mới lấy lại được tinh thần, ngạc nhiên quay đầu trở lại, nhìn về thiếu niên ngồi ở phía hàng cuối lớp học. Giờ khắc này, trong ánh mắt của bọn hắn không còn vẻ trào phúng cùng vui sướng khi thấy người khác gặp họa, nếu có thì đó chính là sự khiếp sợ. Ở bọn hắn xem ra, cho dù trong vòng 2 tháng qua Bùi Đông Lai có liều mạng để học tập nhưng mà từ 280 điểm vượt lên 718 điểm thì đây cũng quá dọa người a. Hàng cuối cùng, Bùi Đông Lai cũng không chú ý đến vẻ mặt của mọi người xung quanh, hắn vẫn đang âm thầm giải bài tập. Trong 2 tháng qua thì Bùi Đông Lai đã rất cố gắng, điều đó thì mọi người cũng đã thấy. Thấy được hành động của Bùi Đông Lai thì Lý Văn Linh liền cười khổ, lớn tiếng nói. Sở dĩ tôi công bố thành tích của Bùi Đông Lai đồng học sau cùng chính là muốn mọi người nhìn vào tấm gương của Bùi Đông Lai đồng học, đồng thời cũng muốn cho mọi người hiểu rõ, chỉ cần cố gắng thì nhất định sẽ có thu hoạch, Bùi Đông Lai đồng học chính là một minh chứng rõ ràng. 2 tháng trước, Phương Hồng lấy Bùi Đông Lai để làm ví dụ, hiện giờ Lý Văn Linh cũng lại lấy Bùi Đông Lai ra làm ví dụ. Đồng dạng cả hai đều là ví dụ nhưng mà ý nghĩa lại hoàn toàn khác nhau. Lý Văn Linh nói xong. Trong phòng học liền trở nên yên tĩnh, các học sinh liền lần lượt thu hồi ánh mắt trở lại, yên lặng cúi đầu. Dường như bọn hắn muốn dùng cách này để chứng tỏ sự áy náy cùng với tôn trọng của mình đối với Bùi Đông Lai. Nạp Lan Minh Châu, nếu như người biết được thành tích của Bùi Đông Lai lúc này thì chắc hẳn ngươi sẽ thu hồi lại ước định hôm trước đúng không? Thật đáng tiếc, lời nói giống như bát nước đã đổ đi, ngươi có thu hay không thì vở kịch cũng đã bắt đầu, ngươi hãy cứ từ từ mà hưởng thụ. Đây chỉ là một chút lợi tức mà Đông Lai trả trước cho ngươi thôi. Trong lòng nàng hiện đang rất mong chờ cái ngày đó. Bởi vì, nàng có một vạn lý do để tin tưởng rằng Trạng Nguyên năm nay đã có chủ. Không phải là nàng, mà là Bùi Đông Lai. Ban đêm khi ánh trăng lên cao, ánh trăng nhẹ nhàng chiếu vào tiểu khu, trong tiểu khu một mảnh tối đen cùng với yên tĩnh. Mặc dù là ban đêm 11 giờ, phần lớn mọi người trong tiểu khu đều đã đi vào giấc ngủ. Chỉ có một số ít hộ gia đình còn bật đèn. Trong đó bao gồm cả phòng của Bùi Đông Lai. Trong phòng, Bùi Đông Lai cởi trần, ngồi ở trên chiếc bàn cũ đơn sơ, nghiêm túc giải đề lý. Tuy rằng lần thi thử này hắn đạt được 718, gây náo động cho cả Trầm Thành nhất trung nhưng mà Bùi Đông Lai cũng không hài lòng đối với bản thân của mình. Ở trong kế hoạch của hắn thì lý phải đạt được mắc điểm chứ không phải chỉ 294 điểm. Bởi vì không hài lòng cho nên trong vòng 1 tháng kế tiếp, Bùi Đông Lai phần lớn dùng tinh lực của mình để giải những đề lý. Trừ môn lý ra thì anh ngữ cũng là một trong những môn mà hắn chiếu cố nhất. Xem ra chính mình đã xem nhẹ phần căn bản rồi, kế tiếp cần phải tốn chút tâm tư để củng cố lại kiến thức quan trọng mới được. Sau khi đem những sai lầm trong đề lý sửa lại thì Bùi Đông Lai lại ôn tập lại một lần từ đầu cho tới đuôi. Cót két. Lúc Bùi Đông Lai đang lẩm bẩm một mình thì cửa phòng bị đẩy ra, Bùi Vũ Phu mang một chén cháo nóng tiến vào phòng, mùi thơm tỏa ra khắp nơi trong phòng. Mắt thấy Bùi Vũ Phu đi vào thì trong lòng của Bùi Đông Lai không khỏi dâng lên một dòng nước ấm, đồng thời buông bút xuống, cười mắng. Qua tử ngốc, không phải đã nói cho ngươi rồi sao? Buổi tối con không đói bụng, người không cần phải mang cháo cho con làm gì. Bùi Vũ Phu cười ngây ngô cũng không nói gì. Chẳng qua là cũng bưng chén cháo đến trước người Bùi Đông Lai. Qua tử, lát nữa người đi ngủ đi, không cần quan tâm đến con làm xong bài thì sẽ vào ngủ. Thấy được chén cháo bốc lên hương thơm ngào ngạt thì Bùi Đông Lai lập tức liền muốn ăn nhưng mà hắn cũng không có ăn vội, trước tiên mở miệng nói nhẹ với Bùi Vũ Phu một tiếng. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì Bùi Đông Lai biết. Ở trong vòng 2 tháng qua thì đêm nào Bùi Vũ Phu cũng làm cháo cho hắn ăn, hơn nữa mỗi ngày cũng chờ sau khi hắn đi vào giấc ngủ rồi thì Bùi Vũ Phu mới chợp mắt. Chú ý thân thể. Bùi Vũ Phu cười cười. Bùi Đông Lai đắc ý ngẩng đầu lên nói. Hiện tại mỗi sáng sớm còn đều chạy bộ, đứng tấn, còn luyện tập dẫn thể thuật, thân thể cũng khỏe hơn, người không cần phải lo lắng. Bên tai vang lên lời nói của Bùi Đông Lai. Trong lòng của Bùi Vũ Phu liền hiện ra một cái suy nghĩ, cần phải dạy công phu cho Bùi Đông Lai. Ý niệm trong đầu chợt lóe lên, cuối cùng lại bị Bùi Vũ Phu bác bỏ. Ở hắn xem ra, hiện giờ Bùi Đông Lai đang tập trung thi tốt nghiệp trung học thì không nên phân tâm vào việc khác, hết thảy chờ sau khi thi vào đại học rồi thì hãy nói. Đi ngủ sớm một chút. Nhìn thấy Bùi Đông Lai ăn hết cháo thì Bùi Vũ Phu cầm lấy chén không,
do dự một chút rồi nhìn không được vẫn dặn dò một câu, trước ngày 1 tháng 5 thì mỗi ngày Bùi Đông Lai đều ngủ hơn 4 tiếng đồng hồ, nhưng mà kể từ ngày hôm qua thì hắn chỉ ngủ có 3 tiếng đồng hồ, 5 giờ sáng đã rời khỏi giường. Yên tâm đi qua tử, con sẽ không sao đâu. Bùi Đông Lai cười hắc hắc, cũng không có đem lời nói của Bùi Vũ Phu để vào trong lòng. Bùi Vũ Phu biết rõ nhiều lời vô ích cho nên cũng không nói gì nữa, âm thầm thở dài rời đi. Cha, thực xin lỗi, bởi vì sợ người lo lắng cho nên con không đem chuyện tình của Tiêu Phi nói ra cho người biết, nhưng xin người hãy yên tâm, con có thể gánh vác được. Nhìn bóng lưng của Bùi Vũ Phu rời đi thì Bùi Đông Lai không nhịn được mà nhắm hai mắt lại, tự nhủ trong lòng, hắn liền nhớ lại vẻ mặt không coi ai ra gì của Nạp Lan Minh Châu thì hai tay liền nắm chặt lại với nhau. Nạp Lan Minh Châu, đúng vậy ngươi là Trạng Nguyên, nhưng mà ta sẽ cho ngươi biết rằng, Trạng Nguyên cũng phải có chỗ khác biệt. Sau đó, Bùi Đông Lai thả lỏng hai bàn tay ra, tiếp tục ôn tập. Theo ý nào mà nói thì chỗ ở của cha con Bùi Vũ Phu rất khác so với Nạp Lan Sơn Trang ở ngoại thành Đại Liên, chỗ này so với Hoàng Cung thì cũng không có gì khác nhau. Ban đêm Nạp Lan Sơn Trang lộ ra vẻ yên tĩnh, trong Sơn Trang các tòa biệt thự xa hoa nối tiếp nhau, nhìn không thấy điểm cuối, phía tây Sơn Trang có một hồ nhân tạo, trên đó có một hành lang thật dài, đèn đuốc sáng trưng, tựa như tiên cảnh. Trên hành lang, trong đình Nạp Lan Trường Sinh đang ngồi trên ghế đá nắm lấy cái tẩu thuốc mà hút. Nạp Lan Minh Châu ngồi đối diện với hắn. Đêm nay Nạp Lan Minh Châu cũng không có giống như lúc trước mặc đồ model mà thay vào đó là nàng mặc một bộ sườn xám này được may từ tơ tằm thượng đẳng, mặc vào chẳng những có phong cách cao quý mà ngoài ra còn có cảm giác mát mẻ nữa. Minh Châu, con có thể thừa dịp vào ngày 1 tháng 5 đi Trầm Thành vấn an Bùi thúc thúc cùng với Đông Lai đệ đệ, cha cảm thấy rất vui mừng. Nhẹ nhàng phun ra một hơi khói, Nạp Lan Trường Sinh vươn tay, cưng chiều vuốt ve đầu Nạp Lan Minh Châu một chút. Sau khi Nạp Lan Minh Châu rời khỏi Trầm Thành thì cũng không trở lại Yến Kinh mà là quay về Đại Liên. Mà sau khi trở về nhà thì Nạp Lan Minh Châu liền đem chuyện mình đi tìm cha con Bùi Vũ Phu nói lại cho Nạp Lan Trường Sinh nghe. Nhưng mà, đối với chuyện từ hôn thì Nạp Lan Minh Châu cũng không nói tới một chữ. Điều này làm cho Nạp Lan Trường Sinh cảm thấy hết sức vui mừng. Bởi vì, Nạp Lan Trường Sinh luôn luôn lo lắng Nạp Lan Minh Châu tâm cao khí ngạo sẽ xảy ra mâu thuẫn đối với hôn ước, thậm chí Nạp Lan Minh Châu còn sẽ làm ra hành động quá khích. Bởi nếu như là vậy thì câu nói Nạp Lan gia từng bất nhân, sau này tuyệt đối sẽ không bất nghĩa của hắn nói với Bùi Vũ Phu sẽ trở thành chuyện cười. Cha, Bùi Thúc Thúc là trưởng bối của con hơn nữa lại có ân đối với Nạp Lan gia. Con đi vấn an người là chuyện cần phải làm. Vẻ mặt Nạp Lan Minh Châu nhu thuận nói. Ừ. Nạp Lan Trường Sinh vui mừng gật đầu, sau đó lại nhớ đến cái gì đó, hứng thú hỏi. Đúng rồi Minh Châu, có gặp được Đông Lai thì cảm giác Đông Lai là một người như thế nào? Đông Lai đệ đệ rất tốt. Nạp Lan Minh Châu cố gắng đè nén cảm giác chán ghét ở trong nội tâm, mỉm cười nói. Tuy rằng một năm trước xảy ra biến cố nên Đông Lai đệ đệ đã thất bại, bất quá gần đây nghe nói đệ ấy đã khôi phục lại ý chí chiến đấu, còn nghe nói trong vòng 2 tháng qua thì đệ ấy đã liều mạng vào học tập. Theo con thấy thì nhất thời sẩy chân cũng không là việc gì to tát cả, vấn đề chính là có thể đứng lên mà đi tiếp. Minh Châu, con có ý nghĩ như vậy thì cha thật cao hứng. Nạp Lan Trường Sinh nói. Tuy rằng Đông Lai xuất thân từ Bần Hàn nhưng mà dù sao thì hắn cũng là con của Bùi Vũ Phu và Vãn Tình, các phương diện còn lại sẽ không tệ. Dạ. Nạp Lan Minh Châu mỉm cười gật đầu, vẻ chán ghét trong lòng càng tăng lên. Tốt lắm, thời gian không còn sớm nữa, con đi ngủ đi, ngày mai còn phải trở lại Yến Kinh nữa. Nạp Lan Trường Sinh phun ra một ngụm khói rồi nói. Biết rồi thưa cha. Nạp Lan Minh Châu đứng dậy, nhu thuận nói. Người cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Nạp Lan Trường Sinh gật đầu, phất tay ý bảo Nạp Lan Minh Châu rời đi. Nạp Lan Minh Châu không nói lời vô ích, xoay người rời đi. Dưới ánh đèn, nụ cười trên khuôn mặt nàng liền biến mất thay vào đó chính là vẻ khinh thường. Bùi Vũ Phu đã biến thành một tên tài xế taxi, huống chi là hắn. Phế vật cuối cùng vẫn là phế vật. Khóe miệng Nạp Lan Minh Châu nở lên một nụ cười khinh thường. Bộ dạng này so với lúc ngồi ở bên cạnh Nạp Lan Trường Sinh thì quả thực là giống hai người khác nhau. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Đạo lý này nàng không hiểu. Lúc thời điểm màn đêm buông xuống, ánh đèn neon chiếu sáng rõ bên trong thành Yên Kinh.
buổi tối đến, làm cho mọi người thích sống về đêm ăn mặc tỉ mỉ hơn lúc ra đường, sôi nổi rời khỏi nhà, bọn họ bắt đầu cuộc sống về đêm. Đối với người thường mà nói, cái gọi là sống về đêm phần lớn là cùng bằng hữu của mình đến quán bar, KTV vân vân nơi tha hồ vui chơi, tìm muội muội, mà đối với một ít người trong những vòng luẩn quẩn đặc thù mà nói, bọn hắn phần lớn sẽ không đi những nơi mà ở trong mắt bọn hắn tựa như câu lạc bộ nông thôn, mà là sẽ đi tới hội sở tư nhân có cánh cửa không thấp hoặc là hội sở giải trí cao cấp nhất, cùng nhau tụ họp với những người cùng vòng luẩn quẩn. Yên Kinh, trong tòa biệt thự chỗ ở của Nạp Lan Minh Châu ở dưới lầu, Nạp Lan Hiên ngồi trong chiếc xe BMW S740 mã lực màu xâm panh của Nạp Lan Minh Châu, lẳng lặng chờ đợi Nạp Lan Minh Châu xuống lầu. Từ sau khi Nạp Lan Hiên đi theo Nạp Lan Minh Châu tham gia tụ họp tổ chức tư nhân của Lâm Gia Lâm Phong, đã qua được một tháng, Nạp Lan Minh Châu mỗi lần tham gia tụ họp đều cũng mang theo Nạp Lan Hiên không nói, hơn nữa còn cho Nạp Lan Hiên lái xe. Nạp Lan Hiên trong lòng cũng hiểu được, Nạp Lan Minh Châu là lấy hắn làm tấm bia, tránh những mưu đồ bất chính của những công tử ăn chơi này, bất quá thì hắn cũng mừng rỡ. Bởi vì, đã qua thời gian một tháng, thông qua cơ hội tham gia tụ họp vòng luẩn quẩn đặc thù này, Nạp Lan Hiên đã nhận bớ ớt không ít hoàn khố ở chốn đế đô. Tuy rằng hôm nay hắn như cũ quanh quẩn ở vòng luẩn quẩn bên cạnh, nhưng là, hắn tin tưởng, bằng vào quầng sáng của Nạp Lan gia tộc cùng Nạp Lan Minh Châu tiến cử, một ngày nào đó, hắn sẽ bước vào cái vòng luẩn quẩn kia. Trong sự chờ đợi của Nạp Lan Hiên, Nạp Lan Minh Châu đi tới dưới lầu. Trong màn đêm, nàng mặc một bộ lễ phục dạ hội màu đen, tóc bới lên, cả người làm cho người ta cảm giác lãnh diễm, chính là cảm giác cao quý, khí chàng mười phần. Tỷ! Mắt thấy Nạp Lan Minh Châu xuống lầu, Nạp Lan Hiên vội vàng xuống xe, ân cần làm động tác mở cửa xe cho Nạp Lan Minh Châu. Đợi Nạp Lan Minh Châu chậm rãi bước vào ô tô, Nạp Lan Hiên mới đóng cửa xe, một lần nữa trở lại vị trí lái xe, khởi động ô tô. Tỷ, ngày mai nhân tiện thi tốt nghiệp trung học, nhị thúc muốn tỷ trở về, tỷ tính toán quay về sao? Lúc ô tô chạy nhanh ra sau tiểu khu xa hoa chỗ ở của Nạp Lan Minh Châu, Nạp Lan Hiên nhìn không được hỏi. Ngồi ở phía sau, Nạp Lan Minh Châu vốn đang cầm gương kiểm tra khuôn mặt của mình, nghe được câu hỏi của Nạp Lan Hiên, thản nhiên nói. Ta đã nói với cha, chờ cuối tháng sẽ lại trở về. Bởi vì Nạp Lan Minh Châu tự mình đi Trầm Thành, đã qua một tháng, vô luận là Nạp Lan Minh Châu hay Nạp Lan Hiên cũng không biết chuyện tình thành tích học tập nhất phi trùng thiên của Bùi Đông Lai. Lúc này, nghe được Nạp Lan Minh Châu phải cuối tháng mới về nhà, trong lòng Nạp Lan Hiên vừa động, nhịn không được hỏi. Tỷ, ngươi nói cái tên phế vật kia có phải hay không đầu óc có vấn đề a? Ngươi nói nếu hắn có thể là người đứng đầu trong kỳ thi tốt nghiệp trung học lần này, liền gả cho hắn, hắn cư nhiên không biết tự lượng sức mình cùng với tỷ giao hẹn. Hắn có chứng ảo tưởng. Nạp Lan Minh Châu đem hộp trang điểm bỏ vào túi xách LV của mình, thần tình tươi cười chào phúng. Tỷ, cái tên phế vật kia không phải là muốn đi tìm nhị thúc, tiếp tục quấn chặt không buông chứ? Nạp Lan Hiên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, không khỏi có chút bận tâm. Tính đến bây giờ, nhị thúc còn chưa biết chuyện tỷ lén từ hôn, nếu để cho nhị thúc biết, khó tránh sẽ trách cứ tỷ. Hơn nữa, nhị thúc hơn phân nửa sẽ ngại thể diện mà cho ngươi cùng với tên phế vật kia ở cùng một chỗ. Đối với Nạp Lan Minh Châu mà nói, nàng tuy rằng tự cho là đúng tìm Bùi Vũ Phụ uy hiếp, thành công từ hôn, nhưng là, trong lòng nhiều ít vẫn còn có chút lo lắng, nàng sợ Bùi Đông Lai sẽ học theo nàng, giấu họ Bùi, trực tiếp đi tìm Nạp Lan Trường Sinh. Bởi nếu như vậy, đối với lời nói dối của nàng với Nạp Lan Trường Sinh sẽ tự sụp đổ. Lúc này, nghe được lời nói của Nạp Lan Hiên, biểu tình Nạp Lan Minh Châu không khỏi lạnh xuống, nàng liếm liếm môi hồng, lộ ra vẻ mặt tươi cười âm lãnh. Nếu hắn thực sự dám đi Nạp Lan gia, coi như sẽ bị ông nội cùng cha ta trách cứ, ta cũng sẽ vạch mặt, để cho hắn cùng cha hắn Bùi Vũ Phu không còn mặt mũi. Qua gương phản chiếu chứng kiến vẻ âm lãnh tươi cười kia trên mặt của Nạp Lan Minh Châu, trong lòng Nạp Lan Hiên không khỏi dùng mình một cái, không dám nói gì nữa, mà là thành thành thật thật lái ô tô tiến về phía hội sở tư nhân cực kỳ nổi tiếng Yên Kinh. Cùng lúc đó, Trầm Thành, trong phòng nhỏ chỗ ở của Tần Đông Tuyết. Đông Tuyết, ba của con ngày hôm qua đi Yên Kinh rồi, con không nên trách cha con. Trong phòng khách, Tiểu Ái Linh một bên giúp Tần Đông Tuyết gọt quả táo, một bên giận dữ nói. Tần Đông Tuyết khe khẽ lắc đầu nói. Cha lúc chiều đã gọi điện thoại cho con không trách cha. Vậy là tốt rồi.
Tiêu Ái Linh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, gọt quả táo đưa cho Tần Đông Tuyết, sau đó cười nói. Gia gia của con biết con đang ở đây thi vào đại học nên sau khi trở về cấp cho ông làm quà mừng thọ, thật cao hứng. Ông còn nói, con năm nay có thể là người đứng đầu trong kỳ thi đại học, như thế sẽ là quà mừng thọ tốt nhất. Mẹ nói với ông, để cho ông yên tâm, người đứng đầu trong kỳ thi vào đại học đã nằm trong dự tính của con rồi. Mẹ, người đứng đầu kỳ thi vào trường cao đẳng quả thật trong dự định. Tần Đông Tuyết cười nói. Bất quá, không phải con. Con đừng khiêm tốn quá. Nhìn biểu tình tươi cười không để ý trên mặt Tần Đông Tuyết, Tiểu Ái Linh theo bản năng cho rằng Tần Đông Tuyết khiêm tốn, dù sao, nàng rõ ràng nhất, hai lần thi thử trước, thành tích của Tần Đông Tuyết luôn luôn dẫn đầu, chỉ cần lúc thi vào đại học có thể phát huy bình thường thì sẽ nắm chắc là người đứng đầu kỳ thi lần này. Nghe được lời nói của mẫu thân Tiểu Ái Linh, Tần Đông Tuyết vốn định giải thích cái gì, nhưng miệng vừa mở ra, nghĩ nghĩ, lại đem lời nói đến bên miệng nuốt trở lại. Vừa thầm nghĩ. Bùi Đông Lai đồng học, người đang làm gì đó? Hôm nay người vẫn còn học tập chứ? Tiểu khu yên tĩnh, trong phòng thuê của Bùi Đông Lai cùng Bùi Vũ Phu. Bùi Đông Lai không có giống như vài ngày trước đó, ngồi ở trong phòng của mình, liều mạng làm bài đọc sách, mà là trong phòng khách bồi Bùi Vũ Phu xem tivi. Trên ghế salon, Bùi Vũ Phu hút điếu thuốc rẻ tiền, nhìn khuôn mặt Bùi Đông Lai ngày ấy dần gầy đi, trong lòng mơ hồ đau đớn. Đã qua thời gian một tháng, Bùi Đông Lai như là phát điên, mỗi ngày chỉ ngủ không đến 3 tiếng, cơ hồ đem toàn bộ tinh lực đều đặt trên việc học tập. Cứ như vậy kết quả là, Bùi Đông Lai trong thời gian một tháng, đã gầy đi 10 cân. Làm cho Bùi Vũ Phu yên tâm chính là, trạng thái thân thể cùng tinh thần của Bùi Đông Lai cũng không tệ. Ngày mai thi rồi, đêm này đi ngủ sớm một chút đi. Đem tàn thuốc ném vào cái gạt tàn thuốc, Bùi Vũ Phu cười hàm hậu nói. Bùi Đông Lai gật gật đầu, theo sau do dự một chút nói. Quả tử, chờ sau khi thành tích thi vào trường cao đẳng công bố ra, con tính toán sẽ đi Nạp Lan ra một chuyến. Đi làm gì? Sắc mặt Bùi Vũ Phu bình tĩnh hỏi. Ngày đó Nạp Lan Minh Châu tìm cha từ hôn, lúc gặp ta ở trên đường, nàng nói, nếu ta có thể trở thành người đứng đầu trong kỳ thi vào trường cao đẳng lần này, liền đáp ứng gả cho ta, không oán hận một câu. Nhớ tới diện mạo cao cao tại thượng của Nạp Lan Minh Châu ngày đó, biểu tình Bùi Đông Lai cực kỳ bình tĩnh, ngữ khí hời hợt nói. Ta cùng con đi. Bùi Vũ Phu chậm rãi mở miệng, trong con ngươi lóe lên dị mang. Ngày 7 tháng 6. Sáng sớm khi mặt trời vừa mọc lên thì Bùi Đông Lai vẫn giống như ngày thường, sau khi kết thúc luyện công buổi sáng thì liền trở về nhà. Tại sao lại không ngủ thêm một lát nữa? Trong nhà. Bùi Vũ Phu sớm đã chuẩn bị xong bữa ăn sáng vừa thấy Bùi Đông Lai đi vào cửa thì hỏi. Là thói quen rồi, ngủ không được. Bùi Đông Lai cởi áo rồi lâu mồ hôi, sau đó hỏi. Quả tử, hay là người đừng đưa con đến trường thi? Vì sao? Bùi Vũ Phu sửng sốt. Bùi Đông Lai cười cười. Con hồi hộp quá. Hồi hộp sao? Bùi Vũ Phu cũng cười, cười đến rất ngu. Ăn sáng xong Bùi Vũ Phu cũng không có đồng ý lời đề nghị của Bùi Đông Lai mà vẫn khăng khăng muốn đích thân mình đưa Bùi Đông Lai đến trường thi. Đối với việc này thì Bùi Đông Lai cũng không có từ chối nữa. Từ ý nào đó mà nói, các phụ huynh còn khẩn trương hơn so với các thí sinh bởi vì bọn họ hiểu rằng thi đại học đối với một hài tử thì có ý nghĩa như thế nào. Bởi vì khẩn trương, bởi vì coi trọng cho nên phần lớn các phụ huynh cũng giống như Bùi Vũ Phu, cũng muốn tự bản thân đưa con mình đến trường thi. Dưới tình hình như thế này thì ngay khi Bùi Vũ Phu chở Bùi Đông Lai đến trường thì thấy trước cổng trường đều đã đông người, dõi mắt nhìn lại thì toàn bộ đều là các thí sinh cùng cha mẹ của họ. Trong đó, một số người lo lắng cho con của mình nên đã dặn dò, còn một ít người thì thấy con mình có áp lực thì cũng không nói nhiều chỉ nói với bọn hắn rằng cố gắng thì là được rồi. Quả tử, hôm nay thời tiết rất nóng, hay là người trở về đi không cần đứng đây đợi con làm gì? Thấy xe taxi dừng lại. Bùi Đông Lai liền nói. Bùi Vũ Phu chỉ cười mà không lên tiếng. Quả tử, nghe con đi, người đứng ở chỗ này hay về thì con cũng đạt được trạng nguyên cho nên người mau trở về, đừng ở chỗ này chịu khổ làm gì. Bùi Đông Lai tức giận nói. Bùi Vũ Phu khẽ cười. Vào đi thôi. Nghe Bùi Vũ Phu nói như thế thì Bùi Đông Lai cũng bất đắc dĩ mà xuống xe.
Hắn biết Bùi Vũ Phu tuy rằng luôn luôn trầm mặc ít nói hơn nữa, nhiều khi bản thân hắn nói gì thì Bùi Vũ Phu cũng đều nghe nấy, nhưng mà một khi hắn đã làm ra quyết định gì rồi thì tuyệt đối không một ai có thể thay đổi được. Đưa mắt nhìn Bùi Đông Lai đi vào trường thi, Bùi Vũ Phu liền đem xe dừng trước cửa trường học rồi xuống xe rút ra một điếu thuốc, nhẹ nhàng hút. Bên cạnh Bùi Vũ Phu có không ít người, bọn họ cũng giống như Bùi Vũ Phu đều nhìn con của mình tiến vào phòng thi, cũng không có rời đi mà vẫn đứng nguyên tại đó. Nhưng mà bọn họ lại bất đồng với Bùi Vũ Phu, khuôn mặt của người này người nấy cũng tỏ ra vẻ hồi hộp, sợ con của mình thì không được tốt cho lắm. Có lẽ là thấy Bùi Vũ Phu ở trong xe taxi đi ra, cũng có thể là thấy được vẻ mặt bình tĩnh của Bùi Vũ Phu nên làm cho một số người chú ý đến hắn, trong đó có một người nam nhân trung niên đến gần, chủ động nói chuyện cũng với Bùi Vũ Phu. Người vừa xuống xe lúc nãy là con của anh à? Bùi Vũ Phu gật đầu. Âu, tôi còn tưởng rằng hắn thừa lúc anh không chú ý mà bỏ xuống xe chứ. Nam nhân lại cười cười rồi hỏi. Xem ra anh rất tin tưởng vào con của mình à? Nam nhân vừa nói xong thì một ít người xung quanh theo bản năng lại nhìn về phía Bùi Vũ Phu, bọn họ xem ra Bùi Vũ Phu thật sự bình tĩnh. Quả thật là rất yên tâm. Bùi Vũ Phu phun ra một ngụm khói rồi tươi cười nói. Bởi vì Trạng Nguyên năm nay là hắn. Trạng Nguyên. Ngạc nhiên khi nghe được hai chữ này, tất cả mọi người xung quanh đều kinh ngạc nhìn vào Bùi Vũ Phu giống như đang hỏi hắn, này, đầu óc của ngươi có bị bệnh không đó? Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của mọi người thì Bùi Vũ Phu lại cười. Mọi người thấy thế thì đều nghĩ rằng Bùi Vũ Phu đang khoác lác rồi cũng không hề để ý đến Bùi Vũ Phu nữa. Cùng lúc đó, Bùi Đông Lai cũng đã tìm được phòng thi của mình. Trước cửa phòng thi có thầy cô giám thị đứng đó, thấy Bùi Đông Lai đến gần thì nói. Không đem di động vào phòng thi. Nói xong người giám thị liền tiến hành kiểm tra thân thể của Bùi Đông Lai, Bùi Đông Lai cũng tỏ ra vẻ phối hợp. Xác định được Bùi Đông Lai không có mang theo thiết bị gì thì người giám thị mới cho Bùi Đông Lai đi vào phòng thi. Trong phòng thi, đa số thí sinh đã đến, bọn hắn thấy Bùi Đông Lai đi vào thì liếc nhìn Bùi Đông Lai một cái sau đó lại hướng mắt nhìn về phía trên bục giảng. Ngoài ra còn có một giám thị ngồi ở phía trên bục giảng, tay đang giữ bài thi chỉ chờ đến giờ là mở bài thi ra. Dựa theo sự bố trí của giám thị, Bùi Đông Lai cũng đã đi tới chỗ ngồi của mình rồi ngồi xuống. Chờ đợi bắt đầu cuộc thi. Nương theo âm thanh của một tiếng chuông điện, người giám thị vội vàng mở bài thi ra rồi theo thứ tự phát cho các thí sinh trong phòng. Lấy được bài thi, Bùi Đông Lai cũng vội thu liếm tâm thầm, trước tiên là đọc sơ qua bài thi một lần rồi sau đó hắn mới cầm bút lên bắt đầu làm bài. Mặc dù gần đây Bùi Đông Lai không có đi học thêm ngữ văn nhưng mà những kiến thức của mười mấy năm nay vẫn còn đó, hắn vẫn làm được như thường. Sau khi làm xong, chỉ còn có 20, nữa là kết thúc, hắn cũng không có nóng lòng đi nộp bài mà là kiểm tra lại một lần nữa, đợi sau khi có tiếng chuông vang lên thì hắn mới nộp bài. Ra khỏi trường thi, Bùi Đông Lai cũng không cảm thấy kinh ngạc khi thấy Bùi Vũ Phu đang đứng ở ngoài cổng trường chờ mình. Chẳng qua là hắn thấy được mọi người xung quanh nhìn về Bùi Vũ Phu thì có chút nghi ngờ, không biết là đã xảy ra chuyện gì nữa. Qua tử, ánh mắt của bọn họ tại sao lại là lạ thế kia? Lên xe taxi, Bùi Đông Lai nghi ngờ mà hỏi. Bùi Vũ Phu cũng hàm hậu cười. Ta nói cho bọn hắn biết con là Trạng Nguyên nhưng mà bọn hắn không tin. Tin được mới là chuyện lạ đó. Bùi Đông Lai dở khóc dở cười. Bùi Vũ Phu cười ha hả. Dường như, đối với một nam nhân từng nói một tiếng đã khiến ai nấy đều kính sợ ở Yên Kinh, hiện giờ thấy con mình như vậy thì tiền đồ của nó còn huy hoàng hơn so với quá khứ của mình thì quả đáng là một việc để kiêu ngạo. So với ngữ văn mà nói, toán học chính mà môn tủ của Bùi Đông Lai. Năm nay Liêu Ninh cùng với cả nước đều dùng cuốn Tình Tiết Nhu Yếu, Thỉnh Vật Giác Chân cho nên cũng khó khăn hơn so với các năm trước. Nhưng mà, đây chỉ là đối với các thí sinh khác mà thôi. Trong phòng họp, khi mọi người đang vắt óc suy nghĩ thì Bùi Đông Lai lại làm cực nhanh. Đợi sau khi hắn làm xong toàn bộ đề mục thì đại số thí sinh trong phòng mới chỉ làm được còn một nửa bài. Phần còn lại thì đa số mọi người đều không biết làm. Bùi Đông Lai thấy mọi người xung quanh đều nhìn về hắn bằng cặp mắt khiếp sợ cùng mong đợi. Khiếp sợ là bởi vì trong một khoảng thời gian ngắn mà Bùi Đông Lai đã làm xong, mà thời không đề cập đến vấn đề là Bùi Đông Lai có làm đúng hay không, có thể làm xong toàn bộ thì quả thật là ngưu rồi.
còn về phần mong đợi thì bọn hắn ảo tưởng đến Bùi Đông Lai có thể cho bọn hắn copy A. Nhìn thấy được ánh mắt mong chờ của vài tên thí sinh bên cạnh thì Bùi Đông Lai cũng không có giúp đỡ. Không phải là tâm địa của hắn sắt đá mà hắn sợ sẽ bị giám thị bắt lấy. Đối với hắn mà nói, kỳ thi đại học lần này nhất định sẽ không xuất hiện một sai lầm nào. Từ đầu đến cuối đem bài thi kiểm tra lại một lần, xác định không có chỗ nào sai, Bùi Đông Lai cũng không để ý đến suy nghĩ của mấy tên xung quanh, đợi có tiếng chuông vang lên thì hắn mới đi nộp bài. Cũng giống như ngày thi đầu tiên, sáng sớm ngày thứ hai Bùi Đông Lai cũng kiểm tra lại bài thi, cảm thấy. Còn lại môn Anh ngữ, Bùi Đông Lai cũng không có ý làm chậm, hắn vẫn làm bài một cách nhanh chóng, đợi khi còn 5 nữa là hết giờ thì hắn đã làm xong. 5 sau, một tiếng chuông lại vang lên, cuộc thi vào đại học cuối cùng cũng đã chấm dứt. Bùi Đông Lai nộp bài xong thì chậm rãi đi ra khỏi phòng thi. Ngày hôm nay, hắn đã bị chìm ngập ở trong biển người mênh mông nhưng cũng chẳng hề tỏ ra thái độ gì. Vào lúc hoàng hôn khi ánh mặt trời dần hạ xuống phía sau đỉnh núi, phía bắc của Trầm Thành, trên một kênh đào. Hô, hô, một thiếu niên dáng người phong phanh đang đón lấy ánh nắng chiều, đánh một bộ quyền pháp mà không biết tên. Cách đó không xa, một vị đại thúc trung niên đang nằm trên bãi cỏ, cầm trong tay một chiếc điện thoại Nokia đời cũ không ngừng gọi. Đông Lai. Không biết qua bao lâu, đại thúc tên là Bùi Vũ Phù bỗng đứng dậy, hướng về phía thiếu niên kia hô lên, trên khuôn mặt kiên nghị kia lộ ra vài phần lo lắng. Nghe được Bùi Vũ Phù gọi thì Bùi Đông Lai liền đình chỉ vung quyền, lau mồ hôi trên trán rồi hỏi. Qua tử, có chuyện gì vậy? Điện thoại gọi không được. Bùi Vũ Phù gấp đến nổi vung cái điện thoại lên, cảm giác kia như hận không thể quăng cái điện thoại này xuống đất. 6 giờ mới công bố điểm thi, bây giờ còn chưa tới 6 giờ, người gọi được mới là chuyện lạ. Bùi Đông Lai giờ khóc giờ cười. Hơn nữa nếu như tới 6 giờ thì toàn bộ mọi người cũng đều gọi, như vậy thì cũng rất khó khăn đó. Bên tai vang lên lời nói của Bùi Đông Lai, Bùi Vũ Phu chỉ gãi gãi đầu. Như vậy thì làm sao để biết được điểm đây? Qua tử, người sốt ruột cái gì? Bùi Đông Lai tức giận nói. Người có cha hay không thì cũng không có vấn đề gì, dù sao thì con của người cũng đạt được trạng nguyên rồi. Ta chính là muốn biết con thi được bao nhiêu điểm. Bùi Vũ Phu cười nói. Như vậy đi, trước tiên người hãy chỉ bảo cho con một chút quyền pháp, một hồi nữa khi về nhà thì con sẽ lên in tê để tra điểm. Bùi Đông Lai nghĩ ngợi một lát rồi nói, hắn cũng chẳng để ý đến thành tích của mình. Luyện võ không phải là ngày một ngày hai là có thể thành công, tuy rằng căn cơ của con tốt nhưng mà muốn trong một thời gian ngắn để đạt tới cảnh giới khi ra quyền thì có đái kình thì đó là chuyện không có khả năng. Bùi Vũ Phu muốn sớm biết điểm thi của Bùi Đông Lai cho nên cố gắng đả kích Bùi Đông Lai để có thể mau trở về nhà để xem điểm. Xuất quyền có đái kình, đây là ý gì? Từ ngữ này chỉ có trong tiểu thuyết mà thôi, điều này đã làm cho Bùi Đông Lai trợn mắt há mồm. Võ thuật chia ra làm hai loại, thứ nhất là dùng để biểu diễn đây là thứ không đáng để nhắc đến, thứ hai là dùng để chiến đấu thực tế đây là võ thuật truyền thống của Trung Quốc. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Bùi Đông Lai lắc đầu, tỏ vẻ không hiểu. Hô, hô, Bùi Vũ Phu không thể chờ được nữa, hắn muốn biết điểm thi của Bùi Đông Lai cho nên khi thấy Bùi Đông Lai không rõ thì tùy ý tung ra một quyền, nhất thời liền truyền đến một tiếng xé gió. Cái gọi là minh kính chính là giống như hồi nãy vậy, ra quyền phải có đái kình, kình lực phải làm chấn động không khí truyền ra một tiếng như thế. Biểu diễn xong thì Bùi Vũ Phu giải thích nói. Qua tử, sau cảnh giới minh kính thì còn có cảnh giới gì nữa? Hai mắt Bùi Đông Lai tỏa sáng, cảm giác như đối với hắn mà nói luyện võ so với điểm số thi vào trường đại học thì còn quan trọng hơn. Hô! Không trả lời, Bùi Đông Lai chỉ cảm thấy trước mặt chợt lóe lên, Bùi Vũ Phu giống như một u linh liền xuất hiện ở trước người hắn, không đợi hắn làm ra hành động trốn tránh gì thì Bùi Vũ Phu đã xách hắn lên rồi bước đi về phía xe taxi. Thoạt nhìn qua tử có vẻ rất nghiêu a. Nhưng mà, Bùi Vũ Phu hắn có nghiêu bức bằng Tiêu Phi không? Bị Bùi Vũ Phu sách như con gà, Bùi Đông Lai liền dần dần từ trong khiếp sợ hồi phục lại, nghĩ ngày đó Tiêu Phi đã từng nói hắn giết bộ đội đặc chủng Mỹ quốc như giết thì không khỏi có chút kinh động. Bởi vì căn cứ theo lời nói của Tiêu Phi thì một khi Bùi Đông Lai thành công dung hợp với linh hồn của Tiêu Phi thì hắn sẽ có được trí nhớ của Tiêu Phi. Có trí nhớ thì không có công phu sao?
cùng lúc đó ở trong một tiểu khu của Trầm Thành. Tần Đông Tuyết sớm đã ngồi ở bên máy vi tính. Có lẽ là bởi vì ngày hôm nay quá mức đặc biệt cho nên chẳng những Tần Mẫu là Tiểu Ái Linh đã trở về mà ngay cả Tần Bí Thư Tần Tranh cũng đi tới chỗ ở của Tần Đông Tuyết. Cùng vào đây xem thành tích của Tần Đông Tuyết nào. Tiểu Ái Linh thấy đồng hồ sắp điểm đến 6 giờ thì đi ra khỏi thư phòng kêu Tần Tranh. Ái Linh à, xem hay không cũng không có khác nha, nữ nhi của em nhất định là trạng nguyên rồi. Tần Tranh cười cười nói, hiếm khi Tần Tranh lộ ra vẻ mặt tươi cười như vậy, hắn liền bóp tắt điếu thuốc đang cầm trên tay rồi đi đến bên cạnh Tiểu Ái Linh, cùng với Tiểu Ái Linh bước vào thư phòng. Ý tứ của Tần Tranh là muốn thông qua con đường đặc thù để có thể biết được điểm của Tần Đông Tuyết nhưng lại bị Tiểu Ái Linh bác bỏ, dùng lời nói của nàng thì vợ chồng hai người rất ít quan tâm đến Tần Đông Tuyết cho nên cần phải cùng với Tần Đông Tuyết trải qua thời khắc kinh tâm động phách này. Ngay khi Tần Tranh cùng với Tiểu Ái Linh đi vào phòng thì đồng hồ cũng đã chỉ 6 giờ. Luôn luôn chờ đợi trước máy vi tính, Tần Đông Tuyết vốn muốn coi điểm của người kia nhưng thấy cha mẹ mình đi tới thì nàng liền do dự một chút rồi trước tiên là coi điểm của mình. Ngữ văn 142, toán 140, Anh ngữ 150, lý 298. Tổng điểm 730. Một lát sau, trang web được mở ra, thành tích thi của Tần Đông Tuyết đã hiện rõ trước mặt mọi người. Tần Đông Tuyết xem xong thì nhẹ nhàng thở ra cũng không có kinh ngạc gì cả, ngược lại nàng muốn biết Bùi Đông Lai thi được bao nhiêu điểm. So sánh với Tần Đông Tuyết mà nói thì vợ chồng Tần Tranh nhìn thấy điểm kia thì hai mắt liền mở to ra. Trong đó Tần Tranh ngồi ở địa vị cao cho nên hỉ nộ cũng không có hiện ra ở trên mặt mà ngược lại Tiểu Ái Linh liền hoàn toàn ngây dại. Mặc dù nàng rất có lòng tin đối với con mình nhưng mà nàng thật không ngờ rằng thành tích của con mình so với lần thi thử lần trước lại cao như thế. Phải biết rằng đề thi năm nay còn khó hơn so với 1-2 năm trước a. 2 năm trước, 710 điểm là có thể lấy được trạng nguyên rồi, Nạp Lan Minh Châu thi được 719 điểm nên đã lấy được vòng nguyệt quế. Đông Tuyết, con giỏi quá, mẹ được thơm lấy với con rồi. Tiểu Ái Linh liền trực tiếp ôm Tần Đông Tuyết vào lòng thiếu chút nữa là trước mặt Tần Tranh mà hôn Tần Đông Tuyết mấy cái rồi. Tần Tranh mặc dù không nói gì nhưng mà khóe miệng hắn lại nở lên một nụ cười, điều đỏ đủ để nói lên tâm tình của hắn vào lúc này. Mẹ, để con tiếp tục tra điểm cái nà. Tần Đông Tuyết vốn không muốn tra điểm của Bùi Đông Lai trước mặt của cha mẹ mình nhưng cũng biết cha mẹ của mình sẽ không rời khỏi đây, cho nên bất đắc dĩ mà nói. Đông Tuyết, con còn muốn tra điểm cho ai? Tiểu Ái Linh buông Tần Đông Tuyết ra rồi có chút tò mò hỏi. Tần Tranh cũng nghi ngờ mà nhìn về phía Tần Đông Tuyết. Không trả lời. Tần Đông Tuyết cố gắng điều chỉnh tâm tình của mình rồi một lần nữa đầu ngón tay lại đặt trên bàn phím. Dưới ánh đèn. Ngón tay của nàng run nhẹ nhẹ lên, so với lúc nãy thì có phần khẩn trương hơn nhiều. 3, 3, 3. Đang lúc Tần Tranh và Tiểu Ái Linh cùng khó hiểu thì Tần Đông Tuyết đánh vào bàn phím. 1 giây, 2 giây, 3 giây. 3 giây sau, màn hình máy tính chợt lóe lên thành tích của Bùi Đông Lai liền hiện ra trước mặt mọi người. Ngữ văn 145. Toán 150. Lý 300. Anh ngữ 150. Tổng điểm, 745 điểm. Hình ảnh dừng lại, thời gian cũng chậm dần. Trước máy vi tính, vô luận là Tần Đông Tuyết hay là những người có địa vị cao như vợ chồng Tần Tranh thì cũng mở to hai mắt ra, nhìn vào cái số điểm nghịch thiên kia. Trong thư phòng bỗng trở nên im lặng, người lấy lại tinh thần đầu tiên không phải là Tiểu Ái Linh cũng chẳng phải là Tần Tranh mà là Tần Đông Tuyết. Hô! Tần Đông Tuyết thở phào một hơi, khuôn mặt liền nở ra nụ cười sán lạn. Thấy được nụ cười trên mặt của Tần Đông Tuyết thì Tần Tranh liền lấy lại tinh thần, cũng không biết là hắn đang suy nghĩ gì nữa. Đông Tuyết là điểm của ai vậy? Trên mặt của Tiểu Ái Linh còn sót lại vẻ kinh ngạc, theo bản năng mà hỏi. Hắn họ Bùi, tên là Đông Lai. Trong đầu không khỏi hiện ra hình ảnh khôi ngô của Bùi Đông Lai, Tần Đông Tuyết chậm rãi mở miệng, giọng nói có chút hưng phấn. Là con của Bùi Vũ Phu. Con của Bùi Vũ Phu sao? Ngạc nhiên khi nghe được lời nói của Tần Đông Tuyết thì vô luận là Tần Tranh hay Tiểu Ái Linh đều sững sờ ngay tại chỗ. Quả nhiên là hổ phụ không sinh khuyển tử. Tần Tranh dần dần lấy lại tinh thần rồi nói. Nạp Lan Minh Châu, người đã chuẩn bị xong chưa? Tần Đông Tuyết thả lỏng đôi bàn tay ra, nụ cười mặt càng đậm. Nhất Tiếu Khuynh Thành. Sáng sớm khi mặt trời vừa mọc lên.
Một chiếc Audi A6 từ trong trầm thành nhất trung chạy nhanh ra, đi thẳng tới tiểu khu Hòa Bình. Trong ô tô, thân là hiệu trưởng của trầm thành nhất trung thì Ngô Chí Quốc ngồi ở phía sau mà giáo vụ chủ nhiệm Lý Văn Linh thì ngồi ở kế bên tài xế. Ánh mặt trời chiều vào trong ô tô, chiếu lên mặt của Ngô Chí Quốc, có thể thấy được trên hai mắt của hắn giống như hai mắt của con gấu mèo, đôi mắt có chút đỏ nhưng mà vẻ mặt của hắn thì vô cùng kích động. Kích động sao? Đúng vậy. Hắn biết được điểm của Bùi Đông Lai là 745 điểm thì hắn vẫn luôn duy trì bộ dạng này, từ tối hôm qua đến giờ hắn cũng chưa từng chợp mắt một chút nào. Bởi vì, thân là hiệu trưởng của Trầm Thành Nhất Trung thì hắn biết được số điểm nghịch thiên này sẽ làm cho cả Liêu Ninh thậm chí là cả nước náo động lên. Hưng phấn cũng không chỉ có một mình Ngô Chí Quốc mà Lý Văn Linh còn hưng phấn hơn so với Ngô Chí Quốc, hắn nắm chặt hai bàn tay của mình lại thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy Ngô Chí Quốc. Hắn muốn mở miệng nói cái gì đó nhưng mà cuối cùng cũng đem những lời định nói nuốt vào trong bụng. Văn Linh à, cũng là anh biết nhìn xa trong rộng. Dường như là nhìn ra được vẻ kích động trên mặt của Lý Văn Linh, Ngô Chí Quốc cười nói. Một tháng trước, anh nói rằng Bùi Đông Lai sẽ trở thành Trạng Nguyên, lúc đó căn bản là ta không tin nhưng mà không ngờ rằng hắn. Ngô Chí Quốc nói tới đây thì thổn thức không thôi. Khi Bùi Đông Lai thi thử được 718 điểm thì trừ Lý Văn Linh ra thì toàn bộ những giáo viên khác trong trường đều cho rằng Trạng Nguyên năm nay sẽ thuộc về tay của Tần Đông Tuyết. Nhưng mà ngay lúc đó Lý Văn Linh không cho rằng như vậy. Hắn có một trực giác, Bùi Đông Lai sẽ lấy được vòng nguyệt quế trong kỳ thi đại học năm nay. Trong lòng có một trực giác như vậy nhưng mà Lý Văn Linh nằm mơ cũng không ngờ rằng Bùi Đông Lai đạt được tới 745 điểm luôn a. Lúc này nghe được Ngô Chí Quốc khen ngợi thì Lý Văn Linh cười nói. Hiệu trưởng, tôi chỉ là mèo mù vớ được cá rán mà thôi. Lại nói đến Bùi Đông Lai có thể đạt được một số điểm cao như thế thì cần phải cảm tạ hiệu trưởng mới đúng. Lúc trước nếu không có ngài kiên trì lưu Bùi Đông Lai lại học thì chỉ sợ Bùi Đông Lai khó có thể đạt được thành tích như vậy. Ở trong quan trường thì nịnh nọt là một môn học vấn. Tuy rằng Lý Văn Linh có chức vụ nhỏ nhưng mà công phu vuốt mông ngựa của hắn cũng không tầm thường. Mà Ngô Chí Quốc nghe được những lời như vậy thì vui vẻ cười ha hả. Văn Linh à, mặc kệ phải dùng biện pháp gì thì nhất định phải thuyết được Bùi Đông Lai nhận lời phỏng vấn, mà còn phải ở trường tiến hành một buổi diễn thuyết thật lớn hơn nữa là phải tiến hành truyền hình trực tiếp. Không biết qua bao lâu, Ngô Chí Quốc lại mở miệng nói. Chuyện này có liên quan đến sự phát triển sau này của trường học, anh có biết không? Yên tâm đi hiệu trưởng, tôi biết nên làm như thế nào rồi. Lý Văn Linh cố gắng điều chỉnh tâm tình của mình một phen rồi nói ra câu trả lời thuyết phục, nhưng trong lòng hắn lại biết được chuyện này chẳng những có quan hệ đến Trầm Thành Nhất Trung trong tương lai mà còn có quan hệ đến tiền đồ của hắn và Ngô Chí Quốc. Chấm chấm. Tuy rằng đã thi ra một thành tích mà không có một ai có thể ngờ đến nhưng cuộc sống của hắn cũng không có chút biến hóa nào cả, vẫn giống như 20 ngày trước đây buổi sáng hắn luyện quyền xong thì trở về nhà cùng ăn sáng chung với Bùi Vũ Phu. Hôm nay ta sẽ không đưa con đến trường. Bên cạnh bàn cơm, nhìn thấy bộ dạng ăn cơm như hổ đói của Bùi Đông Lai thì Bùi Vũ Phu vội gắp một miếng trứng chiên bỏ vào trong chén cho hắn rồi cười nói. Không được, phải đi. Bùi Đông Lai không vui, đối với hắn mà nói thì liều mạng học tập ngoại trừ việc ước định với Nạp Lan Minh Châu ra thì hắn muốn làm cho Bùi Vũ Phu được nở mặt nở mày. Hắn nhớ thầy rõ một năm trước đây khi hắn là trò cười cho cả thiên hạ thì mỗi lần Bùi Vũ Phu đưa hắn đến trường thì sẽ gặp được vô số ánh mắt châm chọc của mọi người. Không đi. Bùi Vũ Phu rút một điếu thuốc ra rồi nói, giọng nói khá cương quyết. Người ngốc hả? Bùi Đông Lai giận đến nỗi hận không thể cầm ổ bánh mì này đập vào người Bùi Vũ Phu. Không cần báo cho trường học ở Yến Kinh, đi Đông Hải. Bùi Vũ Phu rít một hơi. Nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là một bộ dạng nghiêm túc. Như là nhận ra vẻ biến hóa của Bùi Vũ Phu, Bùi Đông Lai liền khó hiểu mà hỏi. Vì sao lại thế? Lúc ngươi còn nhỏ thì ta đã nhờ một lão thần tiên tính cho con một quẻ, lão thần tiên kia nói Đông Hải là phúc địa của con. Trên mặt của Bùi Vũ Phu đã khôi phục lại vẻ tươi cười hàm hậu. Qua tử, không cần tin vào thứ đồ chơi kia a. Bùi Đông Lai cho rằng Bùi Vũ Phu đang tìm một cái cớ nào đó thì liền cười mắng nhưng mà hắn cũng không có phản đối, gật gật đầu. Nghe lời của người. Bang, bang. Bùi Đông Lai vừa nói xong thì bên ngoài đã truyền đến một tiếng gõ cửa. Ta đi mở cửa, con cứ từ từ mà ăn. Bùi Vũ Phu dập điếu thuốc đang cầm trên tay rồi đi mở cửa.
Chào Bùi tiên sinh, tôi là hiệu trưởng của Trầm Thành Nhất Trung, tên là Ngô Chí Quốc, vị này là Lý Văn Linh, là thầy chủ nhiệm của Bùi Đông Lai. Trước cửa, Ngô Chí Quốc cũng không tỏ ra mình là hiệu trưởng mà xạo quần, vẻ mặt của hắn tươi cười hỏi. Bùi Đông Lai đồng học có ở nhà không vậy? Nó đang ở đây, mời vào. Bùi Vũ Phu cười ngây ngô rồi trả lời một câu, sau đó lại lui về sau hai bước làm ra động tác mời Ngô Chí Quốc cùng Lý Văn Linh vào nhà. Trong phòng khách, Bùi Đông Lai đang ăn nhưng thấy Ngô Chí Quốc cùng Lý Văn Linh vào cửa thì hắn liền buông chén cơm trong tay xuống, đứng dậy mỉm cười nói. Ngô hiệu trưởng, Lý lão sư hoan nghênh hai vị đã đến nhà, mời ngồi. Mắt thấy trên mặt của Bùi Đông Lai cũng không có một chút thái độ vui sướng hay kích động gì khi biết mình là Trạng Nguyên thì Ngô Chí Quốc và Lý Văn Linh đồng thời liền sửng sốt, sau đó trong lòng thầm than rằng quả thật Bùi Đông Lai là một người không đơn giản a. Bùi Đông Lai đồng học, chúc mừng em đã trở thành Trạng Nguyên năm nay của Liêu Ninh. Lý Văn Linh dựa theo sự an bài trước đó của Ngô Chí Quốc mà mỉm cười chúc mừng Bùi Đông Lai. Là sử thượng tối cường đích Trạng Nguyên mới đúng. Ngô Chí Quốc cười bổ sung. Đúng rồi, Ngô hiệu trưởng nói đúng a, Đông Lai lần này đã sáng tạo ra một kỳ tích. Lý Văn Linh cười phụ họa rồi lại nói. Hôm nay chúng ta muốn tới đón em đi đến trường để nói chuyện. Thật sự là làm phiền Lý lão sư cùng với Ngô hiệu trưởng rồi. Bùi Đông Lai cười cười. Không phiền đâu, đây là những việc mà chúng ta cần phải làm. Lúc này đây, không đợi Lý Văn Linh mở miệng thì Ngô Chí Quốc đã khoát tay. Sau đó cười cười nhìn Bùi Vũ Phu rồi nói. Bùi tiên sinh, phía bên trường học đã chuẩn bị xong, người xem lúc nào chúng ta sẽ bắt đầu đi đây. Ba của tôi sẽ không đi. Bùi Đông Lai nói. Tôi cùng đi với các vị là được rồi. Ân. Ngạc nhiên khi nghe được lời nói của Bùi Đông Lai, cả Ngô Chí Quốc lẫn Lý Văn Linh đều sửng sốt, bọn hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng Bùi Vũ Phu sẽ không đến trường. Dù sao, Bùi Vũ Phu có mặt ở trường cũng là một chuyện rất có mặt mũi rồi. Mấy phút đồng hồ sau, Bùi Vũ Phu bình tĩnh nhìn Bùi Đông Lai cũng với Ngô Chí Quốc ngồi trên chiếc Audi rời khỏi, hướng Trầm Thành Nhất Trung chạy đến. Cùng lúc đó, một cái tên là Sử Thượng Tối Ngưu Trạng Nguyên xuất hiện ở trên Inte, hơn nữa tốc độ truyền bá cũng rất nhanh. Sao Trạng Nguyên số 1? Đông Lai, có nghĩ tới là sẽ học đại học ở nơi nào chưa? Ngay khi chiếc Audi 66 chạy ra khỏi tiểu khu Hòa Bình thì khuôn mặt của Ngô Chí Quốc lộ ra vẻ tươi cười, mở miệng hỏi. Bùi Đông Lai lắc lắc đầu. Cụ thể đi đâu thì còn chưa nghĩ ra nhưng mà tính toán đi Đông Hải. Đông Hải. Ngạc nhiên khi nghe được Bùi Đông Lai nói như vậy thì không riêng gì Ngô Chí Quốc mà cả Lý Văn Linh cùng với tài xế xe đều cũng ngẩn ra. Mọi người đều biết Hiên Kinh là trung tâm văn hóa. Khoa học kỹ thuật có được những trường đại học tốt nhất trong cả nước như Thanh Hoa, Yến Đại. Lúc Bùi Đông Lai mở miệng ra thì cả ba người đều nghĩ rằng Bùi Đông Lai sẽ đi tới Thanh Hoa hoặc là Yến Đại, thậm chí bọn hắn có một vạn lý do để tin rằng sau khi lãnh đạo của mấy trường kia biết được thành tích thì của Bùi Đông Lai thì nhất định sẽ phái người đến đây để mời Bùi Đông Lai tới học. Dưới tình hình như vậy mà Bùi Đông Lai lại nói muốn đi Đông Hải thì điều này có thể không làm cho ba người kinh ngạc sao? Đông Lai, Đại học Phục Đán ở Đông Hải thực lực thì kém hẳn so với Đại học Thanh Hoa hoặc Yến Đại. Còn về phần ở Đại học Đông Hải thì ngoại trừ Học viện Quản lý Kinh tế ra thì các ngành khác cũng không đáng để được nhắc đến, làm sao lại nghĩ đến Đông Hải học vậy? Ngô Chí Quốc khó hiểu hỏi. Ngô Chí Quốc vừa mới nói xong thì vẻ mặt của Lý Văn Linh cùng tên tài xế lái xe liền nghi hoặc, đang đợi Bùi Đông Lai trả lời. Ba của tôi nói Đông Hải là phúc địa sao của tôi? Bùi Đông Lai liền đem lời nói của Bùi Vũ Phu nói ra. Phúc địa sao? Vẻ mặt ba người liền hiện lên vẻ quái lạ, không biết cha con Bùi Đông Lai nghĩ gì nữa. Bùi Đông Lai, thầy đề nghị em cùng với cha của mình nên thương lượng lại, dù sao thì việc vào đâu học cũng rất trọng yếu đó. Lúc này đây không đợi Ngô Chí Quốc mở miệng thì Lý Văn Linh đã không còn nhịn được nữa mà mở miệng khuyên bảo Bùi Đông Lai. Ùa! Bùi Đông Lai gật gật đầu nhưng mà trong lòng hắn đã hạ quyết tâm rồi. Từ nhỏ cho đến lớn thì Bùi Vũ Phu nói gì thì hắn đều nghe nấy, làm sao bây giờ hắn lại làm trái ý của Bùi Vũ Phu được. Đông Lai, thành tích của em đã làm cho mọi người trong bộ giáo dục phải kinh hãi, đồng thời bọn họ cũng muốn được phỏng vấn em, đem những kinh nghiệm của em để truyền lại cho các học muội, niên đệ. Ngô Chí Quốc nói sang chuyện khác.
Trường học đã dựa trên sự chỉ đạo của các vị lãnh đạo cho nên đã chuẩn bị cho em đến hội trường để diễn giảng, nói chuyện một phen, đồng thời cũng nhận lời phỏng vấn của các phóng viên truyền hình, em thấy thế nào? Hiệu trưởng, việc này có vẻ không thích hợp. Bùi Đông Lai hiểu được dụng ý của Ngô Chí Quốc, hắn vốn định cự tuyệt nhưng lại nhớ đến phần nhân tình trước đây của Ngô Chí Quốc nên hắn liền nói thêm. Diễn giảng thì coi như xong, em sẽ đem một số kinh nghiệm của bản thân mình chia sẻ khô các bạn khác. Lý Văn Linh rất rõ ràng, đối với việc tuyên truyền của Bùi Đông Lai thì không chỉ có quan hệ đến vinh dự của bản thân hắn mà còn có quan hệ đến cả Trầm Thành Nhất Trung, thậm chí là có quan hệ đến nhiều người trong ngành giáo dục của tỉnh nữa. Nhất định phải đem chuyện này tuyên truyền ra, càng to thì càng tốt. Vì thế nghe được lời nói của Bùi Đông Lai thì Lý Văn Linh liền nóng nảy nói. Đông Lai, các phóng viên đài truyền hình của tỉnh đã đến trường học của chúng ta rồi. Đông Lai, nếu không thì như vậy đi, thầy sẽ để mấy vị phóng viên cùng nhau đến hội trường để nghe em chia sẻ kinh nghiệm, chờ sau khi em nói xong thì bọn họ sẽ tùy tiện hỏi em vài vấn đề, như vậy có được không, em thấy như thế nào? Bởi vì chuyện tình của gia trưởng hội lần trước cho nên Ngô Chí Quốc cũng đã tiếp xúc qua với Bùi Đông Lai, hắn biết rõ Bùi Đông Lai là một người rất có chủ kiến, vì vậy không đợi Lý Văn Linh nói xong thì hắn liền nói ngay. Được rồi. Bùi Đông Lai nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng chấp nhận lời đề nghị của Ngô Chí Quốc. Chấm. Ở Trầm Thành Nhất Trung được công nhận mà một trong những trường công lập tốt nhất, hàng năm thì cơ hồ tất cả các trạng nguyên đều xuất thân từ Trầm Thành Nhất Trung thì không nói. Hơn 100 học sinh thi vào các trường đại học có danh tiếng cao thì trong đó thì hết 80% là học sinh trong Trầm Thành Nhất Trung rồi. Nếu như nói Trầm Thành Nhất Trung là một trong những trường công tốt nhất thì trường Tử Kim Hoa lại là một trong những trường tư lập tốt nhất. Vương Hồng sau khi bị đuổi ra khỏi Trầm Thành Nhất Trung thì bằng với kinh nghiệm dạy học của mình nên cũng đã tiến vào dạy ở trường Tử Kim Hoa mà cũng giống như thế. Kể từ sau khi sự kiện ra trường hội thì Cố Mỹ Mỹ cũng rời khỏi Trầm Nhất Nhất Trung, cũng tiến vào đây học luôn. Căn cứ vào yêu cầu của trường Tử Kim Hoa thì đúng 8 giờ sáng tại hội trường toàn bộ học sinh cấp 3 phải có mặt đầy đủ. Chưa đến 8 giờ mà trong hội trường đã đầy kín chỗ, toàn bộ học sinh lớp 12 đều đã đến. Bởi vì hôm nay, bọn hắn không những tới đây để ngồi nghe nói chuyện mà quan trọng hơn đó chính là bọn hắn đến đây để tham gia buổi lễ tốt nghiệp, lĩnh bằng tốt nghiệp. Nghe được gì chưa? Năm nay, trạng nguyên ở tỉnh ta thi được 745 điểm đó. Kháo, người mới ở trên sao hỏa xuống hay sao? Tin tức này ai ai lại không biết? Chuyện này, mẹ nó, làm sao ta lại không rõ, cái tên kia gọi là Bùi Đông Lai gì đó, sao lại có thể thi được một cái điểm số nghịch thiên như vậy a? Ta cũng rất buồn bực a, mẹ nó chứ, toán học, anh ngữ, lý, ba môn mà được chừng đấy điểm, mẹ nó đây có phải là người không? Các ngươi nói có phải là tên kia biết trước được đáp án hay không? Ta nghe nói, hình như hắn có quen với mấy đại nhân vật thì phải. Ngươi nói là Nạp Lan Trường Sinh sao? Hắc hắc, Nạp Lan Trường Sinh cho dù có nghiêu bức đến đâu thì cho hắn 10 lá gan hắn không dám làm a. Đúng vậy, ta nhớ được năm kia, Tráng Nguyên là nữ nhi của hắn, tên là Nạp Lan Minh Châu thì phải, nàng ta cũng chỉ thi được 719 điểm mà thôi. Bởi vì các vị lãnh đạo chưa có mặt nên trong lễ đường, các học sinh bàn luận sôi nổi với nhau, đề tài chung của bọn chúng đều là thành tích thi đại học của Bùi Đông Lai. Trong đám người ấy, Cố Mỹ Mỹ thân mang một chiếc váy liền áo màu vàng nhạt nghe được những lời nghị luận của đám học sinh chung quanh thì sắc mặt liền trắng bệch, thậm chí hình như là thân thể của nàng giống như là bị điện giật vậy, cứ không ngừng run lên. Tuy rằng trước khi đi tới đây thì nàng cũng biết được thành tích của Bùi Đông Lai nhưng mà cho đến bây giờ nàng vẫn không thể tin được, nàng cũng không muốn tin tất cả những chuyện này. Chẳng qua, lý tưởng cùng với hiện thực hai cái này đều vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện song song với nhau. Trước đó thì nàng cũng ôm một tia hy vọng nhưng mà sau khi biết được sự thật này thì tia hy vọng đó cũng bị đập nát. Nàng chỉ cảm giác được bản thân của mình bị một bàn tay vô hình tát vào, không vang dội nhưng lại đau lắm. Nàng thậm chí cảm giác được đám người xung quanh đang nhìn nàng, cười nhạo nàng. Điều này làm cho nàng hoàn toàn tuyệt vọng. Đồng thời, một cảm giác hối hận lại lan ra trong lòng của nàng, cứ tiếp tục lan ra. Hối hận không chỉ có riêng gì Cố Mỹ Mỹ mà còn có Vương Hồng nữa. Buổi sáng hôm nay, nàng cũng mới biết được thành tích của Bùi Đông Lai. Ngay khi nghe được thì nàng hoài nghi lỗ tai của mình xuất hiện vấn đề. Không tin. Nàng không tin. Cái tên kia, tên đã từng bị nàng hắt hủi,
bị coi là con ghẻ của lớp 12 phần 1 kia lại có thể thi được 745 điểm, một số điểm mà sau này chắc không có một ai có thể vượt qua được. Bởi vì không tin cho nên nàng liền trở vào văn phòng rồi mở máy tính ra, lên mạng tìm kiếm tin tức. Nàng dùng Google để tìm thì tìm ra được một đống tin tức. Tùy tiện mở một cái thì liền hiện ra số điểm của Bùi Đông Lai, cả người nàng liền choáng váng, ngơ ngác nhìn vào màn hình. Một khắc này, trong lòng nàng chỉ có một ý nghĩ, Bùi Đông Lai làm sao có thể thi được 745 điểm. Sau đó, nàng không cam lòng tiếp tục mở các trang web khác, nhưng cuối cùng cũng giống nhau thôi, tất cả các trang web khác đều một nội dung giống nhau. Sự thật này đã nghiền nát vẻ hoài nghi trong nội tâm của nàng, nàng không khỏi suy nghĩ lại trước đây, nếu như mình không có ham tiền mà làm đúng một nghĩa vụ của giáo viên thì như vậy nàng, Vương Hồng, có thể trở thành một giáo viên chủ nhiệm sử thượng tối ưu rồi. Không ai. Chẳng qua. Trên thế giới này không có bán thuốc hối hận. Có một số việc, có một số người, một khi đã bỏ lỡ thì cả đời sẽ cảm thấy tiếc nuối và ân hận. Sao, đất lành. Thân là con trai của Nạp Lan Ngũ Khải, Nạp Lan Kỳ ở Trầm Thành được coi là một tên hoàn khố. Tuy rằng từ nhỏ hắn được gia tộc hun đúc, làm việc gì cũng thành thục lão luyện hơn so với các bạn cùng tuổi nhưng mà nói về thành tích học tập của hắn thì so với Nạp Lan Minh Châu, Nạp Lan Hiên mà nói thì quả thực là cách biệt một trời một vực. Bởi vì thành tích của hắn quá kém cho nên Nạp Lan Ngũ Khải đành phải đưa hắn đến học ở trường Tử Kim Hoa. Tuy rằng mỗi sáng sớm Nạp Lan Kỳ đều đến muộn nhưng mà hắn đến muộn rất có quy luật, mỗi ngày sau khi tiếng chuông của giờ tự học vang lên thì hắn sẽ có mặt ở trường. Ngay khi toàn bộ học sinh lớp 12 có mặt ở hội trường thì hắn vẫn giống như ngày thường, vẫn ngồi trên chiếc Hummer để đi tới trường. Thành tích thi của Bùi Đông Lai chẳng những làm cho mấy tên học sinh lớp 12 bàn luận sôi nổi mà ngay cả mấy tên lớp 10, lớp 11 cũng như thế. Ngay khi Nạp Lan Kỳ vừa đến giáo học lâu thì hắn đã nghe những lời bàn luận về Bùi Đông Lai, bàn luận về thành tích thi vào đại học của hắn. Bởi vì lần trước hắn cùng Nạp Lan Minh Châu ở trên quán ăn lề đường đã gặp hai người Tần Đông Tuyết và Bùi Đông Lai cho nên hắn vẫn còn nhớ được cái tên Bùi Đông Lai này. Bùi Đông Lai thi được 745 điểm sao? Nghe được số điểm của Bùi Đông Lai thì toàn thân Nạp Lan Kỳ liền sững sờ ngay tại chỗ, thì thào tự nói. Vài giây sau, Nạp Lan Kỳ liền lấy lại tinh thần, hắn đi lên phía trước nắm lấy áo của một tên học sinh lớp 10 rồi quát. Ngươi vừa nói, Bùi Đông Lai thi được bao nhiêu điểm hả? 745. Ở Tử Kim Hoa này thì Nạp Lan Kỳ nổi danh là một tên ác bá, tên học sinh lớp 10 kia bị Nạp Lan Kỳ nắm lấy áo thì liền bị dọa, lắp bắp trả lời. Bá! Nạp Lan Kỳ lại nghe được số điểm này, hắn liền buông lỏng bàn tay mình ra. Không kìm lòng được mà lay lay cái đầu nghĩ. Minh Châu tỷ không phải đã nói lần trước thi thử thì hắn chỉ đứng thứ nhất từ dưới đếm lên sao, mà lần này hắn lại thi được 745 điểm. Hắn làm sao có thể thi được điểm cao như thế này? Tên học sinh lớp 10 kia vô cùng sợ hãi Nạp Lan Kỳ, thấy hắn đang lẩm bẩm một mình thì định yên lặng rời khỏi. Đứng lại! Tên học sinh lớp 10 kia định chuồn đi thì Nạp Lan Kỳ liền giống lên một tiếng. Sau khi đợi mấy tên kia dừng lại thì hắn làm ra bộ dạng hung thần ác sát hỏi. Các người lấy tin tức kia từ nơi nào? Tin tức này có chính xác không? Đây là tin tức do Bộ Giáo dục công bố trên mạng, hơn nữa tin tức này đã truyền khắp trên Internet rồi, vô cùng chính xác. Một gã học sinh lớp 10 can đảm trả lời. Nghe được câu trả lời thuyết phục thì Nạp Lan Kỳ cũng không có tiếp tục chú ý đến mấy tên học sinh lớp 10 kia nữa, hắn liền lấy điện thoại ra bấm số của Nạp Lan Minh Châu. Nạp Lan Kỳ cũng rất rõ ràng, việc Nạp Lan Minh Châu đến Trầm Thành để từ hôn cũng không có nói cho Nạp Lan Trường Sinh biết. Mà bởi vì sợ bị bại lộ cho nên trước khi Nạp Lan Minh Châu rời khỏi Trầm Thành đã dặn dò hắn không được mở miệng nói lung tung. Đồng dạng, hắn cũng nhớ được ước định của Nạp Lan Minh Châu cùng với Bùi Đông Lai cách đây một tháng. Dưới tình hình như vậy thì cho dù hắn không tin được, cũng không thể chấp nhận được việc Bùi Đông Lai thi được 745 điểm thì hắn vẫn phải đem tin tức này nói cho Nạp Lan Minh Châu biết. Thực xin lỗi, thuê bao quý khách. Vài giây đồng hồ sau, giọng nói êm tai của một vị tiểu thư liền vang lên, Nạp Lan Kỳ nghe xong thì liền tức giận muốn quăng cái di động đi. Sau đó hắn liền cúp điện thoại, rồi gọi cho Nạp Lan Hiên. Tít! Bên tai vang lên tiếng tít thì Nạp Lan Kỳ liền thở phào một hơi. Tiểu Kỳ! Mười mấy giây sau, trong điện thoại đã truyền ra giọng nói của Nạp Lan Hiên.
Ca, là ta. Nạp Lan Kỳ rất lại tinh thần, giọng nói có chút kích động. Có chuyện gì sao? Đầu bên kia điện thoại, bởi vì tối hôm qua Nạp Lan Hiên cùng với Nạp Lan Minh Châu đi tham gia tụ hội cho nên ngủ hơi trễ, lúc này hắn vẫn còn ở trên giường lại bị tiếng điện thoại của Nạp Lan Kỳ đánh thức vì vậy hắn có vẻ khó chịu, giọng nói cũng thiếu kiên nhẫn. Ca, có việc, có chuyện lớn rồi. Có lẽ là quá kích động cho nên giọng nói của Nạp Lan Kỳ vô cùng lớn. Đầu bên kia điện thoại, Nạp Lan Hiên đang mơ hồ bỗng nghe được tiếng giống của Nạp Lan Kỳ thì thiếu chút nữa làm rớt điện thoại xuống đất. Có chuyện gì thì nói, làm gì mà gào khóc thảm thiết dứa. Nạp Lan Hiên liền tức giận. Hô, hô. Không hiểu tại sao bị Nạp Lan Hiên giáo huấn một trận thì Nạp Lan Kỳ lại trở nên bình tĩnh lại, giọng nói của hắn cũng rõ ràng hơn. Ca, năm nay trạng nguyên là Bùi Đông Lai, hắn thi được 745 điểm. Trạng nguyên sao? 745 điểm. Phốc suy. Nạp Lan Hiên đang uống nước ngạc nhiên nghe được lời nói của Nạp Lan Kỳ thì đem toàn bộ nước trong miệng phun ra. Ngươi, ngươi nói ai là Trạng Nguyên? Nạp Lan Hiên trợn tròn mắt, vẻ mặt không dám tin hỏi. Chính là tên phế vật có hôn ước với Minh Châu Tỷ. Có lẽ là bị thành tích nghịch thiên của Bùi Đông Lai cho nên khi Nạp Lan Kỳ nói đến hai chữ phế vật thì hắn liền cảm thấy khó thở. Cái tên phế vật kia là Trạng Nguyên sao? Hơn nữa còn thi được 745 điểm sao? Mặc dù đây là lần thứ hai Nạp Lan Kỳ mở miệng nhưng mà hắn vẫn không tin, hắn đang hoài nghi lỗ tai của mình có vấn đề. Đúng vậy, ca. Nạp Lan Kỳ cũng biết được sự thật này khó có thể xảy ra được, nhưng mà hắn tin rằng mấy tên học sinh lớp 10 kia không dám lừa hắn. Tiểu Kỳ, có phải là người nghe lầm không? Phải biết rằng vào kỳ thi thử lúc trước thì hắn chỉ đạt được 288 điểm A. Hắn làm sao có thể thi được 745 điểm được? Khiếp sợ qua đi, Nạp Lan Hiên hoàn toàn không tin lời nói của Nạp Lan Kỳ, hắn hùng hồn nói. Ta xem ra, hắn thi được 245 điểm, cùng lắm làm được 345 điểm thôi. Ca, thật sự là hắn thi được 745 điểm. Vẻ mặt của Nạp Lan Kỳ hiện lên vẻ buồn bực nói. Hiện tại, tin tức này đã truyền khắp cả Trầm Thành. Hơn nữa trên mạng cũng đều đưa tin. Là thật sao? Nạp Lan Hiên lại sững sờ, sau đó hắn cũng không nói gì nữa mà trực tiếp ném điện thoại lên giường rồi mở máy tính ra. Một phút đồng hồ sau, điểm của Bùi Đông Lai đã hiện ra trước mắt của Nạp Lan Hiên. Trước máy vi tính, Nạp Lan Hiên liền đờ người ra. Ca! Đầu bên kia điện thoại, Nạp Lan Kỳ không ngừng kêu lên. Một giây, mười giây, một phút. Một phút trôi qua, Nạp Lan Hiên liền lắc lắc đầu, hắn mở mắt thật to rồi nhìn sát vào màn hình, cố gắng để cho mình nhìn rõ thêm một chút. Xác định bản thân mình không có nhìn lầm, Nạp Lan Kỳ một bên lắc đầu, một bên thì thào tự nói. Này, mẹ nó, làm sao có thể được? Ca! Đầu bên kia điện thoại, Nạp Lan Kỳ vẫn còn kêu. Tiếng gọi của Nạp Lan Kỳ đã kéo Nạp Lan Hiên từ trong kiếp sợ trở lại với hiện thực, trong lòng hắn vừa động. Nghĩ tới điều gì đó rồi vội vàng bổ nhào tới trước giường, cầm điện thoại lên rồi cúp, sau đó bấm số của Nạp Lan Minh Châu. Xin lỗi, số máy quý khách. The CMN. Bên tai vang lên giọng nói của vị tiểu thư kia thì Nạp Lan Hiên liền tức giận chửi má nó, sau đó hắn lại nghĩ đến tối hôm qua bởi vì Nạp Lan Minh Châu uống quá nhiều, hơn phần nửa là sợ người khác đánh thức cho nên đã khóa điện thoại rồi. Hiểu được điểm này thì Nạp Lan Hiên không nói hai lời. Nhanh chóng khoác lên người một bộ quần cả, ngay cả mặt cũng không kịp rửa, hắn liền chạy xuống lầu mở chiếc Maybach chạy nhanh về chỗ của Nạp Lan Minh Châu. Cũng giống như Nạp Lan Kỳ, Nạp Lan Hiên cảm thấy chuyện này có chút thần kỳ nhưng mà nếu thật sự là như thế thì hắn nhất định phải đem tin tức này để báo cho Nạp Lan Minh Châu. Bởi vì, hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ được nếu như Bùi Đông Lai là sử thượng tối như Trạng Nguyên thì khi hắn đem sự việc từ hôn của Nạp Lan Minh Châu nói ra thì hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng được. Ngay khi Nạp Lan Hiên lái xe tới chỗ của Nạp Lan Minh Châu thì chiếc xe chở Bùi Đông Lai cùng với Ngô Chí Quốc đã tới trước cửa của Trầm Thành Nhất Trung. Trước cổng trường có một nhóm người, dẫn đầu chính là các lãnh đạo của Sở Giáo dục, tiếp theo là người của Bộ Giáo dục cùng với các phóng viên. Các thành viên trong Trầm Thành Nhất Trung đang tiếp đón những vị lãnh đạo này. Ngay khi biết Bùi Đông Lai đang trên đường đến đây thì bọn hắn liền đứng ở chỗ này. Đứng khoảng 20, rồi. Mà phía sau bọn họ là một tấm biểu ngữ,
trên đó có ghi, nhiệt liệt chào mừng Bùi Đông Lai đồng học đã trở thành sử thượng tối cường Trạng Nguyên. Chiếc Audi A6 dừng lại, Ngô Chí Quốc chủ động xuống xe rồi mở cửa cho Bùi Đông Lai. Nhìn thấy tấm biểu ngữ kia, nhìn thấy từng khuôn mặt kích động trước mắt, Bùi Đông Lai bình tĩnh xuống xe. Khách sát, các phóng viên liền giơ máy ảnh lên chụp hình. Một hình này được máy ảnh ghi lại. 20 ngày trước, Bùi Đông Lai ở trong biển người mênh mông cũng không chớp mắt. Hôm nay, hắn oanh động toàn quốc. Sau khi Bùi Đông Lai xuống xe thì Ngô Chí Quốc liền giới thiệu mọi người cho hắn biết, mỗi một người thì hắn đều khom người rồi bắt tay. Tên phóng viên thấy một màn như vậy thì linh quang chợt động, hắn không nói gì mà đem một màn này chụp lại. Trần chủ nhiệm, giáo viên cùng với các học sinh đang ở trong hội trường, chúng ta nên đi qua đi. Mắt thấy Bùi Đông Lai cùng với lãnh đạo đi đến, Ngô Chí Quốc liền nói với Trần chủ nhiệm. Tốt! Trần chủ nhiệm gật đầu cười, thân thiết vỗ bả vai của Bùi Đông Lai. Đông Lai à, hôm nay em làm diễn viên còn chúng ta chỉ làm nền thôi, một hồi khi lên phát biểu thì không cần phải che giấu, cứ đem kinh nghiệm của mình nói ra cho mọi người cùng nghe. Dạ! Bùi Đông Lai gật gật đầu, đi về phía trước hội trường. Đi vào cổng trường, nhìn thấy tấm biểu ngữ ở trên đầu, nhớ tới 3 tháng trước đây thì quãng đường mình và cha tiến vào hội trường thì hắn không kìm lòng được mà nắm chặt hai bàn tay lại. Bùi Đông Lai, Tiêu Phi đã nói ngươi phải làm cho Trung Quốc vì ngươi mà kiêu ngạo, đây mới chỉ là bước đầu tiên thôi. Sau đó Bùi Đông Lai buông nắm tay của mình ra, âm thầm tự nói với chính mình. Có lẽ là toàn bộ học sinh đều tập trung ở hội trường cho nên trong sân trường đều trống không, cơ hồ không có một bóng người nào cả. Cũng giống như trường Tử Kim Hoa, trong ngày hôm nay toàn bộ học sinh lớp 12 đều phải có mặt ở hội trường. Nhưng mà có chỗ khác với bên đó là tất cả giáo viên cùng học sinh của khối 10, 11 cũng phải có mặt ở hội trường. Bởi vì bọn hắn muốn nghe Bùi Đông Lai diễn giảng. Trước đó một khắc, trong hội trường, đám học sinh cùng với giáo viên đang thảo luận về thành tích của Bùi Đông Lai, không khí ở trong này có chút lộn xộn. Nhưng mà, ngay khi đoàn người Bùi Đông Lai vừa tiến vào thì toàn bộ hội trường đều trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều không kìm lòng được mà đem ánh mắt nhìn về phía Bùi Đông Lai. Đúng vậy, vô luận là giáo viên hay là học sinh, tất cả bọn họ đều không có nhìn vào người lãnh đạo mà ánh toàn bộ ánh mắt của bọn họ đều nhìn về Bùi Đông Lai. Giờ phút này, ánh mặt của bọn học cũng không có châm chọc, cũng không có xem thường. Nếu có thì đó chính là sự ngưỡng mộ. Đối mặt với hàng ngàn ánh mắt của mọi người thì trong lòng của hắn liền rung động, bất quá bước chân của hắn vẫn vững vàng, vẻ mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh. Thấy được biểu hiện kinh người của Bùi Đông Lai thì Trần chủ nhiệm liền giật mình, mà Ngô Chí Quốc thì bước lên 2 bước rồi đỡ cánh tay của Bùi Đông Lai, nói nhỏ với hắn. Đông Lai! Bởi vì một lát nữa em cần phải diễn thuyết cho nên trường học đã an bài em ngồi ở phía trên đài chủ tịch. Nghe được lời nói của Ngô Chí Quốc thì Bùi Đông Lai cũng không nói gì mà là khẽ gật đầu. Hắn hiểu được, chuyện cho tới bây giờ cho dù là an bài gì đi nữa thì hắn thấy cũng chẳng thấm vào đâu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ánh mắt của mọi người đều nhìn vào bước di chuyển của Bùi Đông Lai. Khi thấy Bùi Đông Lai ngồi ở trên đài chủ tịch, hơn nữa là ngồi gần cùng với Trần chủ nhiệm thì trên mặt của bọn hắn cũng không lộ ra một chút kinh ngạc nào. Tựa hồ đó mới chính là đãi ngộ và vinh dự mà Bùi Đông Lai đáng có. Trừ Trần chủ nhiệm cùng với các vị lãnh đạo của Bộ Giáo dục ra thì chỉ có Bùi Đông Lai cùng với Hiệu trưởng Ngô Chí Quốc là được ngồi ở phía trên đài chủ tịch, các phóng viên truyền hình tỉnh thì có nhiệm vụ phát sóng trực tiếp mà những người còn lại thì ngồi ở hàng thứ nhất trong hội trường. Sau khi đoàn người Bùi Đông Lai ngồi xuống thì buổi lễ chính thức được bắt đầu, Ngô Chí Quốc là người đầu tiên phát biểu, đầu tiên là cảm tạ mọi người đã đến đây tham dự sau đó nói nội dung của buổi lễ hôm nay, cuối cùng đột nhiên giọng nói của hắn đề cao hơn. Tiết mục cuối cùng của buổi lễ ngày hôm nay sẽ để cho Trạng Nguyên Bùi Đông Lai trường chúng ta lên nói chuyện cùng với mọi người. Bành bạch, Ngô Chí Quốc vừa nói xong thì tiếng vỗ tay đã vang khắp toàn trường. Trong đám người đông nghìn nghịt kia, đám người Tào Băng có quan hệ tốt với Bùi Đông Lai thì cảm thấy kích động thiếu chút nữa là không thể kiềm chế được, thậm chí ngay cả Tần Đông Tuyết cũng cảm thấy trái tim của mình đập hơi nhanh. Sau khi Ngô Chí Quốc nói xong thì tiếp theo là người của Bộ Giáo dục rồi Trần Chu Nhiệm lên phát biểu. Sau khi hai người kết thúc bài phát biểu của mình thì Ngô Chí Quốc lại lên phát biểu. 3 người nói chuyện thì ước chừng đã kéo dài gần 1 giờ đồng hồ, giáo viên cùng đám học sinh ở phía dưới có vẻ không còn kiên nhẫn nữa.
bọn họ cần chính lời những lời diễn thuyết của Bùi Đông Lai. Mà đến ngay cả phóng viên truyền hình tỉnh cũng không có phỏng vấn ba người bọn họ. Đối với các phóng viên mà nói, mục đích của hôm nay đến đây là để phỏng vấn Bùi Đông Lai. Mọi người đều biết, năm nay Bùi Đông Lai đồng học của trường ta đã tạo ra được một kỳ tích. Sau khi nói xong thì hắn dừng lại một chút, vẻ mặt có chút kích động vì thế thanh âm cũng được đề cao lên, nói. Em ấy đã làm ra một thành tích không thể tưởng tượng được. Hơn nữa toán, lý, anh ngữ tất cả đều đạt được số điểm tuyệt đối. Mọi người ở phía dưới hãy nhiệt liệt vỗ tay để hoan nghênh Bùi Đông Lai đồng học lên diễn thuyết nào. Nói xong thì Ngô Chí Quốc chính là người thứ nhất vỗ tay. Trong lúc nhất thời tiếng vỗ tay của mọi người trong hội trường giống như là tiếng pháo vậy, thiếu chút nữa là có thể dỡ tung được nóc nhà rồi. Bên tai vang lên những tiếng vỗ tay kia, nhìn từng khuôn mặt ngồi ở phía dưới kia thì Bùi Đông Lai không khỏi nhớ lại 3 tháng trước, mình và Qua Tử ở cái địa phương này đã bị vũ nhục như thế nào. Trong đầu hiện ra cảnh tượng ngày hôm ấy, trên mắt của Bùi Đông Lai liền dao động nhưng mà rất nhanh hắn đã lấy lại được bình tĩnh rồi đứng dậy. Sau khi đứng dậy thì hắn cũng không có lập tức đọc diễn văn mà trước hết là cúi tạ toàn bộ giáo viên cùng với học sinh ở trong này. Thấy được Bùi Đông Lai cúi đầu thì toàn bộ người ở đây đều vỗ tay. Ước chừng 10 giây sau tiếng vỗ tay mới dừng lại, Bùi Đông Lai không có ngồi xuống mà đứng ở trên đài chủ tịch cầm microphone, vẻ mặt bình tĩnh mở miệng nói. Buổi sáng hôm nay, Ngô hiệu trưởng cùng với Lý lão sư đã đến tìm tôi, nói cho tôi biết rằng ở buổi diễn thuyết sáng hôm nay, đem kinh nghiệm thành công của mình chia sẻ với mọi người. Toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người đều tập trung. Cá nhân tôi cảm thấy nếu nói kinh nghiệm để thành công thì có chút không thích hợp, nhiều nhất thì đó chỉ là một lòng học tập mà thôi. Học tập của tôi chỉ có 2 chữ, cố gắng. Cũng giống như ngày đó, Lý Văn Linh lão sư đã có nói qua. Cố gắng không nhất định sẽ thành công nhưng mà không cố gắng thì chắc chắn sẽ không thành công. Nói xong thì Bùi Đông Lai lại ngồi xuống. Thấy được Bùi Đông Lai ngồi xuống, nguyên bản thấy Bùi Đông Lai mở miệng nhắc đến tên của mình thì Lý Văn Linh hưng phấn thiếu chút nữa mà ngạt thở. Mà toàn bộ người khác đều trừng to mắt, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Bùi Đông Lai, trong lòng chỉ có một ý niệm, chỉ chừng này thôi sao. Trong lúc nhất thời, toàn trường ngạc nhiên. Tích thủy tri ân, dũng tuyền tương báo. Những lời này, Bùi Đông Lai luôn luôn khắc ghi trong tim. Đối với Bùi Đông Lai mà nói hắn không có nghĩ qua muốn thông qua thành tích thi vào đại học để nổi danh, sở dĩ hắn đáp ứng đứng ở đây diễn thuyết hoàn toàn là vì phần ân tình lúc trước của Ngô Chí Quốc. Mặc dù là trả nhân tình nhưng Bùi Đông Lai cũng không muốn thao thao bất tuyệt nói cái gì đó, hắn biết rõ vào lúc hắn học lớp 11 thì thành tích của hắn luôn luôn đứng nhất là bởi vì trừ người có đầu óc ngu ngốc ra thì vẫn phải cố gắng, tiếp tục cố gắng. Mẹ nó phải cố gắng lên. Còn về phần 3 tháng trước đây thì không thể dùng 2 từ cố gắng để hình dung hắn mà phải nói là liều mạng. Nếu không bởi vì phương thức ôn tập liều mạng kia thì cho dù là hắn có dung hợp với linh hồn của Tiêu Phi hay là trời sinh ra đã có một năng lực lớn thì muốn đạt được 745 điểm cũng là một việc khó hơn lên trời nữa. Cho nên, đó là lý do mà hắn luôn nói 2 chữ cố gắng. Đó chính là điều tâm đắc nhất của hắn. Khụ. Mắt thấy toàn bộ giáo viên cùng với đám học sinh ngạc nhiên, ngay cả những người ngồi trên đài chủ tịch cũng mất tự nhiên, Ngô Chí Quốc trong lòng buồn bực không thôi đồng thời hắn ho khan một tiếng, tiếp theo hắn lại cười nói để hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Tuy rằng Bùi Đông Lai đồng học nói rất ít nhưng mà cá nhân tôi lại cực kỳ phấn khích. 2 chữ cố gắng của em ấy đã nói lên tất cả, trong thời gian 3 tháng vừa qua, tôi thường xuyên nghe người khác nói Bùi Đông Lai đồng học vì ôn tập mà ngồi học tới 2-3 giờ đêm mới rời khỏi phòng học, đồng thời mỗi sáng vào lúc 6 giờ thì em ấy là người có mặt đầu tiên trong phòng học. Tôi nghĩ đúng như 2 từ cố gắng của em ấy thì nhất định mọi người sẽ thành công. Tôi hy vọng, các bạn đồng học ngồi đây sẽ có thể nhớ kỹ 2 chữ này, hơn nữa phải đem 2 chữ này mà vận dụng vào hành động thực tế. Tôi tin tưởng ngày hôm nay, Bùi Đông Lai đồng học có thể sáng tạo ra kỳ tích. Làm cho trường học của chúng ta vì em ấy mà kiêu ngạo thì sau này các bạn cũng có thể làm được. Bành bạch. Ngô Chí Quốc vừa nói xong thì hội trường liền vang lên tiếng vỗ tay không dứt. Các học sinh bị câu cuối cùng kia làm cho đầu óc choáng váng hết. Còn trên đài chủ tịch thì những người lãnh đạo thì thầm khen Ngô Chí Quốc phản ứng nhanh chóng nếu không thì không khí sẽ trở nên tẻ nhạt. Đợi cho mọi người vỗ tay xong thì Ngô Chí Quốc lại cầm lấy microphone rồi nói tiếp.
Nguyên bản là ngày hôm nay các phóng viên đài truyền hình sẽ phỏng vấn với Bùi Đông Lai đồng học, nhưng mà Bùi Đông Lai lại không quen với trường hợp như vậy, vì thì chuyên đề phỏng vấn sẽ bị hủy bỏ. Tiếp theo là tiết phóng viên sẽ hỏi Bùi Đông Lai đồng học vài vấn đề. Bành bạch. Trong lúc nhất thời, tiếng vỗ tay lại vang lên, ở phía dưới người được gọi là tiết phóng viên liền lấy lại tinh thần, học theo Bùi Đông Lai lúc trước, hắn cúi đầu với mọi người rồi sau đó cầm lấy cái microphone. Bùi Đông Lai đồng học, trước khi tôi có chút tò mò làm sao một người học sinh lại có thể thi đạt được số điểm 745 như thế. Nhưng mà, hiện giờ tôi có thể đoán ra được một ít. Không nói tới vấn đề thành tích của bạn, nhưng sự trấn tĩnh cùng bình tĩnh của bạn đã vượt khỏi dự đoán trước của mọi người. Tôi muốn biết khi bạn thi được 745 điểm như thế này thì làm sao bạn lại có thể bình tĩnh đến thế? Trong hội trường liền yên tĩnh, giọng nói của tiết phóng viên vang lên, hắn đưa ra vấn đề thứ nhất. Có thể là do ảnh hưởng của cha tôi. Bùi Đông Lai nghĩ nghĩ, trong đầu lại hiện ra hình ảnh của Bùi Vũ Phu, nhớ đến khuôn mặt tươi cười ấy thì Bùi Đông Lai liền nói. Phụ thân tôi vốn là một người tài xế taxi, nhưng mà ở trong trí nhớ của tôi thì bất cứ khi gặp vấn đề gì hắn người cũng rất bình tĩnh. Tôi cùng cha tôi đã ở cùng với nhau 18 năm nay, thời gian rất lâu cho nên sẽ chịu ảnh hưởng của người, cho nên tôi muốn mượn cơ hội này để cảm ơn người. Bành bạch, tiếng vỗ tay lại vang lên, nhưng mà trong lúc vỗ tay thì không ít người lại nhớ đến một nam nhân trung niên chỉ còn một chân, bước đi tập tễnh, lúc nào trên mặt cũng nở một nụ cười ngây ngô. Giờ phút này, hình tượng của người nam nhân kia ở trong lòng bọn họ lại được đề cao lên. Chấm. Trong lúc Bùi Đông Lai đồng ý phỏng vấn hơn nữa lại còn được truyền hình trực tiếp thì ở Yến Kinh, trong căn hộ của Nạp Lan Minh Châu. Nạp Lan Minh Châu chỉ mặc một bộ áo ngủ nằm ở trên giường, bởi vì là nghe được tiếng đập cửa nên nàng liền tỉnh giấc. Khẽ lắc đầu vài cái, bởi vì uống quá nhiều rượu cho nên đầu của nàng vẫn còn có chút choáng váng, khi nghe thấy tiếp đập cửa thì Nạp Lan Minh Châu nhíu mày. Vẻ mặt tương đối bất mãn. Tỷ, mở cửa, là ta, Tiểu Hiên. Bên ngoài, Nạp Lan Hiên thấy không có động tĩnh thì thở hổn hển rồi la lớn lên. Trong phòng ngủ, Nạp Lan Minh Châu đang suy tư là ai mà sáng sớm đến gõ cửa sớm như vậy, mơ hồ nghe được tiếng kêu la của Nạp Lan Hiên thì vẻ mặt nghi hoặc của nàng dần tiêu tan mà thay vào đó là sự nghi hoặc. Sở dĩ nghi hoặc là bởi vì trong trí nhớ của nàng thì từ nhỏ Nạp Lan Hiên luôn kính trọng nàng. Như thế nào mà hôm nay Nạp Lan Hiên lại trở nên như vậy? Mang theo vẻ nghi hoặc, Nạp Lan Minh Châu rời giường, sửa sang áo ngủ lại một chút rồi tới mở cửa. Ở ngoài của, Nạp Lan Hiên đang hô lên nhưng thấy cửa phòng được mở ra, Nạp Lan Minh Châu mặc đồ ngủ xuất hiện trước mặt hắn thì không khỏi sửng sốt. Có chuyện gì sao? Nhìn thấy bộ dạng lúng túng của Nạp Lan Hiên, đầu hắn toàn là mồ hôi thì Nạp Lan Minh Châu nhíu mày lại, giọng nói vô cùng bất mãn. Đầu tiên Nạp Lan Hiên nuốt nước bọt một cái, sau đó kinh hồn bạt vía mà nói. Tỷ, không, không tốt rồi. Vào nhà rồi nói. Không biết vì sao khi chứng kiến được bộ dáng như thế của Nạp Lan Hiên thì Nạp Lan Minh Châu liền phát cáu, tựa hồ nàng xem ra người của Nạp Lan gia không nên thất thố như thế mới đúng. Mắt thấy Nạp Lan Minh Châu xoay người thì Nạp Lan Hiên cũng không có bước vào, mà ở phía sau nói lên. Tỷ, năm nay Bùi Đông Lai là trạng nguyên. Nạp Lan Minh Châu liền dừng bước. Giống như là nàng kinh sợ, đột nhiên nàng quay đầu lại trợn tròn mắt lên, lớn tiếng hỏi. Ngươi nói cái gì? Tỷ, tên phế vật Bùi Đông Lai kia là trạng nguyên của tỉnh Liêu Ninh, hắn thi được 745 điểm. Có lẽ đã đoán được biểu tình bất ngờ của Nạp Lan Minh cha ai cho nên Nạp Lan Hiên cũng không có kinh ngạc, sắc mặt của hắn khó coi mà lặp lại một lần nữa, hơn nữa hắn lại nói rõ số điểm của Bùi Đông Lai ra. Trạng nguyên sao? 745 điểm. Bùi Đông Lai. Lần thứ hai nghe được Nạp Lan Hiên nói thì Nạp Lan Minh Châu không thể tưởng tượng được, cả người liền đứng nguyên tại chỗ, trợn tròn trong mắt, há to miệng, thật lâu sau cũng không có nói gì. Giờ phút này, nàng cũng quên mới chuyện Nạp Lan Hiên thất lễ lúc nãy. Bởi vì, một cỗ khiếp sợ đã tràn ngập toàn bộ thân thể của nàng. Nàng hoàn toàn sợ choáng váng. Sợ choáng váng sao? Đúng vậy. Nạp Lan Minh Châu nhớ rõ rằng tên phế vật Bùi Đông Lai kia chỉ đạt được 288 điểm trong cuộc thi thử lần trước, xếp thứ nhất từ dưới đếm lên. Từ ý nào đó mà nói thì số điểm này của Bùi Đông Lai quả thật là dọa người,
làm cho Nạp Lan Minh Châu càng khinh miệt Bùi Đông Lai, cho đến khi hai người gặp nhau ở quán lề đường kia thì Nạp Lan Minh Châu cũng không thể nhẫn nại được mà muốn giải quyết dứt khoát, nói thẳng ra cái ước định này, cố gắng để cho Bùi Đông Lai buông tha cái ý niệm trong đầu. Bởi vì, ở nàng xem ra, Bùi Đông Lai từ đội sổ để biến thành trạng nguyên là chuyện không thể nào xảy ra được. Về sau, Bùi Đông Lai lại nói muốn đi tới Nạp Lan gia thì Nạp Lan Minh Châu cũng cho rằng Bùi Đông Lai là một kẻ không biết trời cao đất rộng, bởi vì lòng tự ái bị tổn thương cho nên hắn mới nói như vậy. Mà hiện giờ, Nạp Lan Hiên nói cho nàng biết rằng Bùi Đông Lai là trạng nguyên của tỉnh Liêu Ninh, hơn nữa còn đạt được 745 điểm. Đối với Nạp Lan Minh Châu đây là điều không thể nào tưởng tượng được. Tỷ, mắt thấy bộ dáng há hốc mồm của Nạp Lan Minh Châu thì Nạp Lan Hiên sợ Nạp Lan Minh Châu xảy ra vấn đề cho nên hắn liền đi lên gọi. Không có khả năng, tên phế vật kia không có khả năng để trở thành trạng nguyên. Hắn tuyệt đối không có khả năng thi được 745 điểm. Tiếng gọi của Nạp Lan Hiên đã kéo Nạp Lan Minh Châu trở về với hiện thực, nàng dùng sức lắc đầu, cả người đã khôi phục được vài phần bình tĩnh. Lý trí nói cho nàng biết, tin tức này quá hoang đường rồi. Mắt thấy Nạp Lan Minh Châu đã khôi phục lại vẻ bình thường thì Nạp Lan Hiên liền dừng bước lại. Từ đâu ngươi lấy được tin tức này? Nạp Lan Minh Châu nhìn chằm chằm vào Nạp Lan Hiên. Nạp Lan Hiên buồn bực nói. Mới vừa rồi Tiểu Kỳ gọi điện đến nói việc này cho đệ, hơn nữa trên mạng cũng có tin tức này. Trên mạng có thể đáng tin sao? Có lẽ là Nạp Lan Minh Châu không tin được Bùi Đông Lai có khả năng thi được 745 điểm nên khi Nạp Lan Hiên nói như thế thì nàng liền hổn hển mắng. Đầu ngươi là óc heo sao? Ngươi cũng không nghĩ được một tên phế vật từng chỉ đạt được 288 điểm trong cuộc thi thử mà có thể trở thành trạng nguyên sao? Huống chi là thi được 745 điểm. Ngươi có biết 745 điểm đại biểu cho cái gì không? Tỷ, nhưng mà, thật sự trên mạng có nhiều tin tức liên quan đến chuyện này. Nạp Lan Hiên sắp khóc rồi, từ ở sâu trong nội tâm của hắn mà nói thì hắn cũng không tin kết quả này, nhưng mà hắn không cho rằng Nạp Lan Kỳ sẽ đem chuyện này ra đùa giỡn. Còn nữa, nếu không phải là sự thật thì tại sao trên mạng xuất hiện nhiều tin tức như vậy? Lại nghe Nạp Lan Hiên nói như vậy thì Nạp Lan Minh Châu liền nhíu mày lại, nàng cũng không nói gì mà là xoay người đi vào phòng sách. Nạp Lan Hiên thấy thế thì biết rõ Nạp Lan Minh Châu đang muốn kiểm tra lại, vì thế hắn liền vội vàng đi theo. Phòng sách của Nạp Lan Minh Châu được trang hoàng theo phong cách cổ xưa, hơn nữa trên giá sách lại bày ra nhiều bộ sách, trong đó có không ít bộ sách liên quan đến lịch sử Thanh Triều. Nhưng mà, vô luận là những bộ sách Thanh Triều này hay là một số sách khác thì vô cùng mới tinh, tựa hồ là không có ai dở xem. Đi vào phòng sách, không đợi Nạp Lan Minh Châu làm thì Nạp Lan Hiên đã vội chạy đến bàn đọc sách, sau đó mở laptop lên rồi tiến vào Google Search, năm nay trạng nguyên của tỉnh Liêu Ninh là ai. Sau đó Enter Milan một phát. Tách. Rất nhanh, trang chủ đã xuất hiện về một đống tin tức của Bùi Đông Lai, tin tức về thành tích thi của hắn. Kinh ngạc khi thấy một đống tin kia, đồng tử của Nạp Lan Minh Châu đột nhiên phóng to ra, thân thể trở nên cứng ngắc. Mở tin tức ra xem. Sau đó, hơi thở của nàng có vẻ dồn dập, cả người liền tiến đến trước laptop dường như là muốn nhìn rõ thêm một chút. Nạp Lan Hiên không dám chậm trễ, vì vậy trực tiếp mở vào nơi có số lượng người view nhiều nhất. Tin tức này quá ngắn, chỉ nói là Bùi Đông Lai thi được 745 điểm, một số điểm mà không thể nào tưởng tượng được, trở thành trạng nguyên trong cuộc thi đại học, phía dưới còn có bảng điểm thi của Bùi Đông Lai. Tỷ, người xem. Nạp Lan Hiên mở ra một trang tin rồi đứng dậy, quay đầu lại ý bảo Nạp Lan Minh Châu đến xem, kết quả tin đưa đến được một nửa thì liền dừng lại. Thuận theo ánh mắt của hắn thì hắn có thể thấy được Nạp Lan Minh Châu đang đứng ở bàn sách, hai mắt trợn tròn lên, ánh mắt gắt gao nhìn vào bảng điểm của Bùi Đông Lai, cảm xúc khiếp sợ lại tràn ngập trên khuôn mặt của nàng, làm cho gương mặt lãnh diễm kia mơ hồ trở nên trắng bệch. Sau đó thân thể của nàng không ngừng run lên giống như là bị điện giật. Đật là thật sao? Cái tên phế vật kia, hắn thật sự thi được 745 điểm sao? Nạp Lan Minh Châu thầm hỏi chính mình, sau đó hai chân nàng mềm nhũn, cả người ngã quỵ về phía trước. Tỷ! Nạp Lan Hiên thấy thế thì liền hoảng sợ, vội bước lên đỡ lấy Nạp Lan Minh Châu rồi đỡ Nạp Lan Minh Châu đến ghế ngồi. Hô, hô! Ngồi ở trên ghế, sắc mặt Nạp Lan Minh Châu trở nên tái nhợt, đồng thời hô hấp cũng trở nên dồn dập. Nàng run rẩy vươn bàn tay phải ra, cố gắng nắm lấy con chuột nhưng kết quả lại không cầm lấy được.
Tỷ, người muốn xem cái gì, ta bấm cho. Nạp Lan Hiên thấy bộ dạng hoảng sợ của Nạp Lan Minh Châu, sợ Nạp Lan Minh Châu bị đả kích xảy ra vấn đề cho nên cố gắng đi lên hỏi. Cút! Nạp Lan Minh Châu không những không cảm kích, ngược lại nàng giống như là một người đàn bà chanh chua, giống to đối với Nạp Lan Hiên. Nạp Lan Hiên hoảng sợ, không dám nói cái gì nữa. Sau đó, Nạp Lan Minh Châu liền trừng to mắt gắt gao nhìn vào màn hình máy tính, cầm chuột lên rồi tiếp tục mở thêm một trang web khác. Rất nhanh, Nạp Lan Minh Châu đã mở được một trang mới. Tin tức này ghi rằng Trạng Nguyên Bùi Đông Lai diễn thuyết. Phía dưới tiêu đề là hình ảnh Bùi Đông Lai nổi bật đứng ở trong hội trường của Trầm Thanh Nhất Trung diễn thuyết. Thấy hình ảnh xa lạ mà quen thuộc này thì tâm tư của Nạp Lan Minh Châu liền rớt xuống, mà gương mặt lãnh diễm kia cũng không tìm thấy được một chút huyết sắc. Thân thể của nàng lại run lên, theo bản năng nhìn vào màn hình. Buổi sáng hôm nay, Ngô hiệu trưởng cùng với Lý lão sư tìm tôi, nói để cho tôi ở hội trường diễn thuyết, đem kinh nghiệm thành công của mình chia sẻ với mọi người. Cá nhân tôi cảm thấy rằng, nói kinh nghiệm thành công ra thì có điểm không thích hợp, nhiều nhất chỉ có. Trong lòng tôi chỉ có hai chữ, cố gắng, cũng như ngày đó thầy Lý Văn Linh đã nói với mọi người trong lớp như vậy, cố gắng không nhất định thành công, nhưng là không cố gắng chắc chắn sẽ không thành công. Chấm. Nhìn vào Bùi Đông Lai đang phát biểu. Bên tai vang lên những lời nói không nóng nảy, không tự ti khi bước lên diễn thuyết, trong mắt hiện lên hình ảnh Bùi Đông Lai gầy yếu gặp mình trước đó thì Nạp Lan Minh Châu không thể không thừa nhận sự thật rằng, Bùi Đông Lai thật sự thi được 745 điểm, đã trở thành sự thương tối cường Trạng Nguyên năm nay. Không thể không thừa nhận, sau khi biết được sự thật này thì cả người Nạp Lan Minh Châu liền sụi lơ, hai mắt trở nên vô thần nhìn chằm chằm vào màn hình. Nạp Lan Hiên thấy thế thì cũng không dám trấn an Nạp Lan Minh Châu, cũng không dám đi lên tắt cái laptop. Bùi Đông Lai đồng học, lại chúc mừng bạn, cuối cùng tôi muốn hỏi bạn một câu, bạn thi vào đại học với một số điểm cao nhất trong lịch sử này thì người bạn muốn cảm tạ là ai thế? Trên màn hình, một vị phóng viên khác tên từ đài truyền hình tỉnh hỏi một vấn đề cuối cùng. Đầu tiên, tôi muốn cảm ơn cha của tôi, người đã đưa tôi đến với cái thế giới này, hơn nữa người đã nuôi sống tôi hơn 18 năm. Dạy bảo tôi nên làm người như thế nào. Bùi Đông Lai nghiêm mặt nói. Sau đó, tôi muốn cảm tạ lão sư của tôi vì bọn họ đã truyền kiến thức cho tôi. Tôi còn muốn cảm ơn những vị bạn học, vì bọn họ để lại cho tôi một hồi ức tốt đẹp về thời trung học. Bùi Đông Lai nói xong thì đám phóng viên liền xoay camera hướng về đám học sinh cùng với giáo viên đang ngồi trong hội trường. Cuối cùng, tôi còn muốn cảm tạ một người. Sau đó, camera một lần nữa lại dừng trên người của Bùi Đông Lai, Bùi Đông Lai lại mở miệng một lần nữa. Là người nào? Các phóng viên của đài truyền hình liền hỏi. Lời nói của các phóng viên vừa thốt ra thì toàn bộ ánh mắt của mọi người đều nhìn vào Bùi Đông Lai. Tôi cần phải cảm ơn một người. Ngay khi mọi người đang nhìn mình, Bùi Đông Lai liền nheo mặt lại, ánh mắt trở nên sắc bén. Tôi muốn nói với nàng, chớ quên ước định của chúng ta. Dầm. Bùi Đông Lai vừa mới nói xong lời này thì toàn bộ ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Tần Đông Tuyết. Lúc trước, khi thành tích của Bùi Đông Lai còn chưa có vượt lên thì mọi người đã truyền ra rằng Bùi Đông Lai đang cùng hẹn hò với Tần Đông Tuyết, nhưng hai người cũng không có mở miệng phủ nhận. Ngược lại, nhiều khi nàng lại cùng Bùi Đông Lai giống như hình với bóng, chẳng gì là một đôi tình lữ. Hiện giờ Bùi Đông Lai nói cần cảm ơn một người, chẳng lẽ hai người đã có ước định với nhau sao? Những học sinh kia xem rằng người Bùi Đông Lai vừa nhắc đến chắc hắn là Tần Đông Tuyết rồi. Nhìn thấy được mọi người đang nhìn mình thì Tần Đông Tuyết không khỏi cười khổ, Bùi Đông Lai, thật sự em hy vọng người anh nói chính là em, nhưng mà em biết rằng sẽ không phải. Ánh mắt Tần Đông Tuyết đột nhiên trở nên sắc bén, Nạp Lan Minh Châu người có thấy không? Có thấy không? Phù phù. Trong thư phòng, Nạp Lan Minh Châu nghe được lời nói của Bùi Đông Lai thì sau đó cả người nàng liền ngã nhào xuống đất. Nạp Lan Minh Châu, có rất nhiều người từng khinh thường Bùi Đông Lai, kết quả là bọn hắn đều bị Bùi Đông Lai dùng hành động thực tế để tát cho bọn chúng một cái. Ta tin tưởng rằng ngươi cũng giống như bọn chúng, một cái tát này nhất định ngươi phải chịu rồi. Nhất định phải chịu sao? Giờ phút này, lời nói lúc trước của Tần Đông Tuyết cứ không ngừng vang lên bên tai của Nạp Lan Minh Châu, vang lên không ngừng. Dưới ánh đèn, sắc mặt của Nạp Lan Minh Châu trắng bệch. Giống như là một con chó chết cuộn tròn ở nơi này, không ngừng run rẩy. Một cái tay không gây tiếng động, nhưng cũng đủ làm nàng đau. Tỷ,
Nạp Lan Hiên thấy vậy liền hoảng sợ, vội chạy tới đỡ Nạp Lan Minh Châu ngồi dậy. Tỷ, người không sao chứ? Nạp Lan Hiên thấy bộ dáng của Nạp Lan Minh Châu như vậy thì cực kỳ lo lắng. Tại sao lại có thể như vậy? Nạp Lan Minh Châu thì thào nói tựa hồ như cho đến giây phút này nàng vẫn không tin rằng Bùi Đông Lai có thể thi được 745 điểm. Tỷ, cho dù hắn thi được 745 điểm thì cũng không có gì lớn. Bên tai vang lên lời nói của Nạp Lan Minh Châu thì Nạp Lan Hiên đã biết Nạp Lan Minh Châu bị đả kích không nhẹ, vì thế hắn vội vàng trấn an. Ở trong lòng Tiểu Hiên thì cho dù hắn có thi được 745 điểm thì cũng là một tên phế vật chỉ biết đọc sách mà thôi, hắn vĩnh viễn không thể hợp với tỷ. Thậm chí ngay cả tư cách sách xếp cho tỷ thì hắn cũng không có. Tên phế vật chỉ biết đọc sách. Bên tai vang lên lời nói của Nạp Lan Hiên thì đôi mắt vô thần của Nạp Lan Minh Châu cũng dần dần khôi phục lại vẻ bình tĩnh, khuôn mặt trắng bệch của nàng cũng đã có vài phần huyết sắc. Phải a, cho dù hắn thi được 745 thì có thể chứng minh cái gì đây? Nạp Lan Minh Châu dùng tinh thần A Quy để tự an ủi bản thân mình. Chẳng lẽ hắn thi được 745 điểm thì có xứng đôi với Nạp Lan Minh Châu ta sao? Không, không có khả năng. Ta là tiểu thư của Nạp Lan gia, còn hắn, Bùi Đông Lai hắn thì tính là cái gì? Hô! Nghĩ thông suốt được điểm này thì Nạp Lan Minh Châu thở phào một hơi, chẳng qua vẻ mặt của nàng có chút âm trầm. Mắt thấy vẻ mặt âm trầm của Nạp Lan Minh Châu thì Nạp Lan Hiên biết được vị tỷ tỷ này đã hồi phục lại được rồi, hơn nữa thì nàng cũng hận Bùi Đông Lai thấu xương. Điều này làm cho Nạp Lan Hiên thở nhẹ một hơi, đồng thời hắn cũng có chút lo lắng. Bởi vì, hắn cũng nghe ra lời nói của Bùi Đông Lai lúc nãy là muốn nói cho Nạp Lan Minh Châu ta nói rồi. Ta sẽ đi đến Nạp Lan gia. Ở Nạp Lan Hiên xem ra thì một khi Bùi Đông Lai lấy thân phận Trạng Nguyên đến Nạp Lan gia thì chuyện tình Nạp Lan Minh Châu một đi từ hôn sẽ bị bại lộ, đến lúc đó Nạp Lan Minh Châu chẳng những cần phải thực hiện hôn ước mà rất có thể nàng còn bị Nạp Lan lão gia tử cùng với Nạp Lan Trường Sinh trách cứ nữa. Đây là chuyện mà Nạp Lan Hiên không muốn xảy ra. Tỷ, hiện giờ chúng ta nên làm sao bây giờ? Nạp Lan Hiên nhìn không được mà hỏi. Làm sao bây giờ? Đinh linh linh. Lúc này thì một tiếng chuông điện thoại vang lên. Nghe được tiếng chuông điện thoại thì Nạp Lan Minh Châu vốn đang tìm đối sách thì nhất thời liền cả kinh. Bởi vì điện thoại trong phòng của nàng trừ Nạp Lan Trường Sinh ra thì không một ai biết được. Đây cũng chính là, cú điện thoại này là của Nạp Lan Trường Sinh gọi tới. Sau khi Nạp Lan Trường Sinh biết Bùi Đông Lai thi được 745 điểm thì mục đích gọi điện thoại đến đây thì Nạp Lan Minh Châu dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được. Có lẽ là sợ lời nói dối lúc trước bị vạch trần, cũng có lẽ là nàng không nghĩ ra cách nào nên Nạp Lan Minh Châu không dám cầm điện thoại. Trong lúc nhất thời, tiếng chuông điện thoại cứ vang lên trong thư phòng, thật lâu sau cũng không tiêu tan. Lúc 11:30, buổi lễ tốt nghiệp chấm dứt, trước tiên Bùi Đông Lai đi theo đoàn người Ngô Chí Quốc rời khỏi hội trường. Hắn viện cớ cần phải về nhà để thương lượng cùng với cha mình, Khước Từ lời mời đi ăn cơm của Trần chủ nhiệm. Hắn để mặc cho Trần chủ nhiệm cùng với đám phóng viên của tỉnh cùng nhau đi ăn cơm. Sau khi đoàn người Bùi Đông Lai rời khỏi hội trường thì các giáo viên cùng các học sinh khác mới trật tự rời khỏi đây. Trong đám người ấy thì Tần Đông Tuyết không nhìn được mà nhìn thoáng qua hướng Bùi Đông Lai rời đi, không thấy được Bùi Đông Lai thì trong lòng Tần Đông Tuyết có chút mất mát. Mất mát rất nhiều, đột nhiên Tần Đông Tuyết lại thấy được điện thoại di động của mình rung lên. Lấy điện thoại ra thì Tần Đông Tuyết thấy được một tin nhắn đã gửi tới. Mang theo vài phần nghi hoặc, Tần Đông Tuyết mở tin nhắn ra chỉ thấy nội dung tin nhắn là, Tần Đông Tuyết đồng học, anh ở trên sân thượng chờ em, Bùi Đông Lai. Ân. Thấy được nội dung tin nhắn thì hai mắt Tần Đông Tuyết mở to ra, sau đó cảm xúc mất mát trong nhất thời liền biến mất mà thay vào đó chính là sự hưng phấn. Vô cùng hưng phấn, nhưng mà Tần Đông Tuyết lại giống với những cô gái bình thường, lại làm ra vẻ hờn dỗi, phỉnh cái miệng lên một chút rồi reply lại, Bùi Đông Lai đồng học, tìm tỷ có việc gì sao? Trên sân thượng, Bùi Đông Lai cầm cái điện thoại Nokia cùi bắp mà Bùi Vũ Phu đưa cho hắn, một tay che ánh mặt trời, thấy được tin nhắn trả lời của Tần Đông Tuyết thì hắn liền gãi gãi đầu, rằng có cả nửa ngày mới trả lời lại một câu, đến rồi sẽ biết. Thấy được tin nhắn của Bùi Đông Lai thì Tần Đông Tuyết giống như là một tiểu nữ sinh đang yêu nhau, hạnh phúc cười một tiếng. Nàng cũng không làm cho Bùi Đông Lai khó xử nữa mà là theo đám người đi ra khỏi hội trường, sau đó lấy cớ đi vệ sinh, chờ cho đám học sinh và giáo viên rời khỏi đây rồi thì nàng mới đi lên sân thượng. Trên sân thượng,
Sau khi Bùi Đông Lai nhắn tin trả lời xong thì hắn vẫn một mực chờ đợi tin nhắn trả lời có ai đã giống như vậy chưa. M. Huyền thì đợi cô biết bao nhiêu lần cả nửa ngày cũng không thấy tin nhắn tới, rõ ràng là hắn đã thấy toàn bộ mọi người đều đã đến giáo học lâu rồi mà. Suy nghĩ một chút, hắn cắn chặt răng, trực tiếp rút điện thoại ra bấm số của Y Y. Tu, tu. Nghe được âm thanh tu, tu truyền ra trong điện thoại thì Bùi Đông Lai liền ngừng thở. Trên sân thượng, Tần Đông Tuyết đang định mở cửa ra nhưng thấy được Bùi Đông Lai đang gọi điện thoại tới thì nàng cũng không bắt máy mà là trực tiếp tắt luôn. Xin lỗi, số máy quý khách. Bên tai vang lên giọng nói êm tai của vị tiểu thư thì Bùi Đông Lai ngẩn ra, sau đó hắn ủ rũ đem điện thoại để xuống, bắt đầu tìm xem thử Tần Đông Tuyết đang ở đâu trong đám người ở dưới lầu. Mặc dù chiều cao của giáo học lâu không thấp nhưng mà nhãn lực của Bùi Đông Lai rất tốt, hơn nữa Tần Đông Tuyết cực kỳ đặc biệt, liếc mắt một cái là có thể tìm ra được. Một người, hai người, ba. Ánh mắt Bùi Đông Lai không ngừng tìm kiếm lấy thân ảnh quen thuộc trong đám người kia nhưng mà thủy chung hắn vẫn không có tìm được. Dần dần, đám người càng ngày càng thưa thớt, đến cuối cùng dưới giáo học lâu là một mảnh trống không. Đi rồi sao? Không tìm được bóng dáng của Tần Đông Tuyết, Bùi Đông Lai giống như là quả bóng ỉu xìu cả người ủ rũ xuống. Bà già bắn máy bay, không may đứt. Ngay sau đó là một tiếng ca vang lên. Bùi Đông Lai liền ngẩn ra. Sau đó hắn liền phản ứng, rút cái điện thoại ra để nhìn thì nhìn thấy số của Tần Đông Tuyết gọi đến. Phát hiện này làm cho hắn vô cùng kích động, ngón tay của hắn run rẩy bấm vào chỗ nghe. Đồ ngốc, xoay người lại đi. Trên cửa sân thượng, người thiếu nữ kia từng kiên quyết cho rằng thiếu niên kia sẽ không chủ động theo đuổi Cố Mỹ Mỹ. Người thiếu nữ thủy chung vẫn tin tưởng thiếu niên kia. Người thiếu nữ đang từng nói với Nạp Lan Minh Châu rằng Trung Quốc rất lớn, Đông Bắc rất nhỏ, làm cho sắc mặt của Nạp Lan Minh Châu trở nên tái nhợt. Người thiếu nữ sợ một lần nữa làm tổn thương lòng tự tôn của thiếu niên kia cho nên rất kiên quyết. Nàng mở bím tóc đuôi ngựa ra, đứng dưới ánh mặt trời, thâm tình nhìn vào thân ảnh cô đơn của thiếu niên kia rồi nhẹ giọng nói. Thiếu niên xoay người, chúng lý tầm tha thiên bách độ, mạch nhiên hồi thủ, ná nhân khước tại, đăng hỏa lan san xứ. Sao chúng lý tầm tha thiên bách độ, mạch nhiên hồi thủ, ná nhân khước tại, đăng hỏa lan san xứ. Tân Khí Tật Tống, năm 1140 đến năm 1207. Ánh mặt trời chói chang. Trên sân thượng, Tần Đông Tuyết thân một bộ váy liền áo màu trắng, dưới chân đi một đôi giày vải màu hoa sắc, cả người làm cho người ta cảm giác một loại thanh thuần nhưng mà cho dù thanh thuần đi cỡ nào đi nữa thì không thể che giấu được vẻ cao quý, tao nhã vốn đã có của nàng. Giờ phút này nàng giống như là một tiên nữ trên trời hạ phàm xuống nhân gian. Gió nhẹ thổi qua làm mái tóc dài của nàng nhẹ bay, mái tóc che cả khuôn mặt nàng nhưng không cách nào che giấu được ý cười trên khuôn mặt của nàng, càng không thể che giấu ánh mắt thâm tình kia của nàng. Nàng không hề nhúc nhích, chỉ đứng nhìn thiếu niên đang tràn ngập oán khí kia. Ánh mắt nhu tình như nước, giống như là một vật nhỏ đánh trúng vào trái tim của Bùi Đông Lai. Bá! Bùi Đông Lai nhẹ nhàng buông tay, chiếc điện thoại Nokia trong tay hắn liền rớt xuống đất. Tần Đông Tuyết thấy một màn như vậy thì mấy máy cười, nụ cười càng lúc càng đậm. Sau đó, trong lúc Tần Đông Tuyết đã cho rằng chiếc điện thoại sẽ rơi xuống đất thì đột nhiên Bùi Đông Lai liền xoay người đưa tay rồi, thuận tay chụp lấy cái điện thoại, cả động tác đều rất hành văn liền mạch lưu loát. Có lẽ không ngờ Bùi Đông Lai sẽ xuất ra chiêu này nên Tần Đông Tuyết hơi giật tình, há to miệng ra. Bùi Đông Lai thấy thế liền lộ ra một vẻ mặt tươi cười, bước đến gần Tần Đông Tuyết. Trên sân thượng, Tần Đông Tuyết thấy Bùi Đông Lai đi tới thì nàng cũng không có bước lên, nàng cúi đầu xuống hé miệng cười, nhẹ nhàng đá mấy hòn đá dưới đất. Mặc dù là cúi đầu nhưng ánh mắt của Tần Đông Tuyết vẫn đang âm thầm quan sát Bùi Đông Lai. Dần dần, thân ảnh của Bùi Đông Lai càng lúc càng gần nàng, thấy thế thì trái tim của nàng liền đập nhanh hơn. Cảm xúc khẩn trương cùng ngượng ngùng làm cho khuôn mặt của nàng đỏ ửng. Chẳng biết tại sao lúc này nhìn thấy bộ dạng trẻ con của Tần Đông Tuyết thì trong lòng của Bùi Đông Lai tràn ngập vui sướng, khóe miệng lơ đang nhếch lên một cái. Rốt cục, ngay khi Tần Đông Tuyết ngừng thở, toàn thân cứng ngắc thì Bùi Đông Lai là đi tới trước mặt của nàng, cách chỗ nàng đứng chừng một thước, hắn cũng không nói lời nào chỉ mỉm cười nhìn nàng. Ánh mắt nhìn thấy ánh mắt của Bùi Đông Lai mang theo vài phần thâm tình cùng vài phần thưởng thức thì Tần Đông Tuyết liền dừng đá mấy hòn đá ở dưới chân,
toàn thân có vẻ hơi cứng ngắc, nàng không đủ dũng khí để có thể ngẩng đầu để cùng đối diện với Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai đồng học, anh không biết như vậy là thiếu lễ phép sao? Không biết qua bao lâu, mắt thấy Bùi Đông Lai vẫn không nói lời nào thì Tần Đông Tuyết mới lấy hết dũng khí, ngẩng đầu lên, giả vờ nói. Mặt khác, không phải anh tìm em có chuyện sao? Như thế nào mà sau khi gặp mặt thì cái mặt anh như cái bánh tráng, không nói lời nào vậy? Ách! Bùi Đông Lai vốn là đang xem bộ dạng thẹn thùng của Tần Đông Tuyết, ngạc nhiên khi nghe được lời nói này của Tần Đông Tuyết thì hắn liền lập tức nghẹn lời. Hi hi! Tần Đông Tuyết thấy Bùi Đông Lai lộ ra bộ dáng không biết làm sao thì trở nên vui vẻ. Nụ cười này làm cho Bùi Đông Lai liền trở nên hết xấu hổ, hắn nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ kia của Tần Đông Tuyết, đối diện với cặp mắt mê người kia thì hắn cũng chút né tránh nào mà tỏ ra chân thành nói. Mời vừa rồi ở trong hội trường thì anh không có cảm ơn em, bởi vì anh cảm thấy được ở trong trường hợp ấy mà mở miệng ra nói hai chữ cảm ơn thì không đủ thành ý cảm ơn em. Lúc trước khi còn ở trong hội trường thì Tần Đông Tuyết bởi vì câu nói sau cùng của Bùi Đông Lai dành cho Nạp Lan Minh Châu nên trong lòng nàng mới có cảm giác mất mát. Trong khoảng khắc này, nàng rất muốn Bùi Đông Lai nói rằng người đó chính là nàng. Bởi vì lúc trước nàng có một ước định với Bùi Đông Lai. Mặc dù là Bùi Đông Lai không nhớ rõ cái ước định kia nhưng mà nàng lại nhớ kỹ lời ước định đó, hơn nữa nàng rất muốn chính miệng của Bùi Đông Lai nói ra. Lúc này nghe được lời nói của Bùi Đông Lai thì nụ cười trên mặt của nàng liền đọng lại nhất thời trong lòng nàng liền tràn ngập một loại cảm xúc có tên là cảm động. Cảm ơn em vì cái gì? Nụ cười trên mặt Tần Đông Tuyết lại càng trở nên rạng rỡ giống như là một đóa hoa mẫu đơn nở rộ vậy, nhất tiếu khuynh thành. Rất nhiều, rất nhiều. Bùi Đông Lai nhẹ giọng nói rất nhu hòa. Rất nhiều. Bên tai vang lên hai chữ này lại thấy Bùi Đông Lai hiện ra ánh mắt nhu tình thì Tần Đông Tuyết liền cảm thấy trong ngực của mình bị một cái gì chặn lại, nàng định mở miệng nói ra cái gì nhưng một chữ không nói ra được. Còn nhớ rõ sau khi trận bóng rổ kết thì anh đã nói với em, sự việc đánh cược của chúng ta đó. Mắt thấy Tần Đông Tuyết không nói lời nào thì Bùi Đông Lai liền cười nói. Nghe thấy Bùi Đông Lai nhắc đến việc đánh cược lần trước thì trong lòng Tần Đông Tuyết thầm mỉm cười. Trên mặt hiện lên một vẻ ngượng ngùng cùng với lúng túng, ánh mắt nhìn sang chỗ khác, khẩu thị tâm phi, sao, nói. Em có đánh cược với anh sao? Có chứ sao không có? Bùi Đông Lai híp mắt nhìn vào Tần Đông Tuyết. Không có. Tần Đông Tuyết kiêu ngạo ngẩng đầu lên, vẻ mặt trở nên đắc ý. Tần Đông Tuyết đồng học, em xác định cùng với khẳng định là không có sao? Bùi Đông Lai lại hỏi. Em xác định cùng với khẳng định là không có. Tần Đông Tuyết cười mỉm nhìn Bùi Đông Lai, nàng không khỏi nhớ lại lần nói chuyện của mình với Bùi Đông Lai trước đây. Bùi Đông Lai bởi vì sau này nghe được Tần Đông Tuyết bổ sung thêm một câu, chỉ cần anh dám, em sẽ kêu lên là vô lễ. Thì vẻ mặt của hắn liền trở nên chật vật, một đầu hắc tuyến. Lúc này đây, nghe được Tần Đông Tuyết trả lời như vậy thì Bùi Đông Lai lại không có vẻ chật vậy. Dưới ánh mắt trời, hắn bước lên từng bước. Tay trái vòng qua cái eo thon của Tần Đông Tuyết, nhẹ nhàng ôm lấy. A, Bùi Đông Lai thình lình làm ra hành động như thế này thì khiến cho cả người Tần Đông Tuyết cứng ngắc, theo bản năng nàng kêu lên một tiếng, sau đó cả người nàng trực tiếp bị Bùi Đông Lai kéo vào trong lòng. Ôm thân thể của Tần Đông Tuyết vào lòng thì Bùi Đông Lai có thể cảm nhận rõ ràng thân thể mềm mại cùng với mùi thơm trên người của Tần Đông Tuyết, mùi thơm kia giống như là thuốc kích thích hoặc giống như là thuốc độc làm cho hắn nghiện. Làm cho hắn mất phương hướng. Cảm nhận được cơ thể cực nóng của Bùi Đông Lai lại nghe được tiếng tim đập của hắn thì Tần Đông Tuyết giống như là một con sơn dương vẫn núp ở trong lòng của Bùi Đông Lai, một cử động cũng không dám làm. Sau đó, ngay khi Tần Đông Tuyết đang im lặng chăm chú nhìn vào Bùi Đông Lai thì Bùi Đông Lai vươn tay phải ra, nhẹ nhàng nâng cái cằm nhỏ nhắn của nàng lên, nhắm ngay đôi một khiêu gợi của nàng rồi chậm rãi. Tự hiểu, thân thể của Tần Đông Tuyết trở nên căng thẳng. Theo bản năng muốn kháng cự một chút nhưng sau đó lại yên tĩnh trở lại, theo bản năng nàng nhắm hai mắt lại, lông mi run lên nhẹ nhẹ, đôi môi khêu gợi kia giống như là một đóa hoa kiều diễm. Làm mình thèm bỏ mỡ. Ngay sau đó, nhận thấy được hai phiến giày cực nóng hôn lên môi của nàng thì thân thể của Tần Đông Tuyết giống như là bị điện giật, cả người chấn động lên, thân thể của nàng trực tiếp dán sát vào người của Bùi Đông Lai. Hai cái bánh bao trước ngực nàng chưa bị người nào khai phá đã đè vào thân người của Bùi Đông Lai.
Mãi cho đến khi Tần Đông Tuyết có cảm giác mình sắp hòa tan, sắp ngạt thở thì Bùi Đông Lai mới dừng lại. Đôi môi tách ra, thân thể vẫn sát vào nhau, trong lòng Tần Đông Tuyết giống như là một con nai đang chạy loạn, khuôn mặt đỏ bừng. Sau đó, không đợi không khí mập mờ tan đi mà Bùi Đông Lai vẫn giống như trước, hắn hôn lên đôi môi của Tần Đông Tuyết rồi hôn lên chóp mũi, chân mày, cuối cùng hắn dừng lại trên trán của nàng. Đê mê nước miếng không bất quá ca lại thích. Thân thể Tần Đông Tuyết hoàn toàn hòa tan, không kìm lòng được mà ôm Bùi Đông Lai lại. Bùi Đông Lai vươn hai tay ra nhẹ nhàng nâng khuôn mặt ửng đỏ của Tần Đông Tuyết lên, nhẹ giọng nói. Lúc ấy, anh muốn nói với em điều kiện là nếu anh trở thành trạng nguyên thì em sẽ là bạn gái của anh. Bạn gái? Cho dù Tần Đông Tuyết có thể đoán được cái ước định kia là như thế nhưng mà khi nghe chính miệng Bùi Đông Lai nói ra thì nàng có vẻ hơi kinh hoàng, ánh mắt vội nhìn sang nơi khác. Ngày đó, ở quán bán ma lạt kia, em nói rằng em đến từ Yến Kinh làm cho sắc mặt của Nạp Lan Minh Châu trở nên trắng bệch. Bùi Đông Lai lại mở miệng, sắc mắt của hắn vẫn bình tĩnh. Trong lòng Tần Đông Tuyết cả kinh liền ngẩng đầu lên nhìn Bùi Đông Lai. Anh biết là gia thế của em vô cùng tốt, còn cụ thể tốt như thế nào thì anh không biết, nhưng mà khẳng định gia thế của em tốt hơn so với Nạp Lan gia. Có lẽ nhận ra Tần Đông Tuyết đang khẩn trương, Bùi Đông Lai không đợi Tần Đông Tuyết mở miệng. Hắn liền lấy tay che lên đôi môi của nàng rồi nhẹ nhàng nói tiếp. Anh cũng biết lấy ra thế như vậy thì cần phải chú ý đến môn đăng hậu đối. Tần Đông Tuyết biến sắc, khuôn mặt trở nên lo lắng bất an, thân thể không kìm được mà giãy giụa. Nếu em đã thừa nhận chịu thua. Dưới ánh mặt trời, Bùi Đông Lai đứng thẳng lưng lên, tự tin nhìn vào khuôn mặt của Tần Đông Tuyết, hào khí ngất trời nói. Như vậy thì em phải chấp nhận của anh một điều kiện. Nói xong, liền hạ cánh tay phải đang che trên đôi môi của Tần Đông Tuyết. Một năm trước, lúc anh gặp phải biến cố, lúc anh hoàn toàn thất bại thì em cá là anh có thể đứng dậy trở lại. Một tháng trước lúc Nạp Lan Minh Châu hung hăng vũ nhục anh thì em cá là anh sẽ cho nàng một bạt tai. Cảm nhận được vẻ tự tin trên người của Bùi Đông Lai, nhìn ánh mắt kiên định mà chấp nhất của hắn thì Tần Đông Tuyết đã khôi phục lại bình tĩnh, nàng nhẹ giọng nói. Hôm nay... em đánh cược với anh rằng tương lai anh có thể đường đường chính chính bước vào đại môn của Tần gia. Dưới ánh mặt trời, cô gái của Tần gia đã lựa chọn. Sao miệng nói một đường mà lòng nghĩ một nẻo? Đông Hải. Bên tai vang lên hai chữ này thì Tần Đông Tuyết lại cảm thấy mất mát, nhưng sau đó nàng nhớ ra cái gì đó, nàng biết rõ đi Đông Hải chính là quyết định của Bùi Vũ Phu. Em muốn đến Yên Kinh sao? Bùi Đông Lai thấy Tần Đông Tuyết không trả lời vì thế nhẹ giọng hỏi. Nghe được câu hỏi của Bùi Đông Lai thì đầu của Tần Đông Tuyết nóng lên, trong lòng nàng dâng lên một cỗ xúc động, muốn đi Đông Hải. Nói chung, nàng là một người rất dễ xúc động, mà một khi đã xúc động thì nàng sẽ bất chấp hậu quả. Tần Đông Tuyết xuất thân từ Tần gia cho nên không phải là một người dễ xúc động. Cho nên nàng liền bỏ ý niệm Đông Hải ở trong đầu ra, nhẹ nhàng gật đầu. Tuy rằng đã biết rõ là đáp án này nhưng Bùi Đông Lai lại nghe chính miệng của Tần Đông Tuyết nói ra thì trong lòng không khỏi mất mát. Ánh mắt thấy được biểu tình biến hóa của Bùi Đông Lai thì Tần Đông Tuyết cũng không có giải thích cái gì. Nàng rất muốn nói cho Bùi Đông Lai biết rằng nàng rất muốn đi tới Đông Hải nhưng mà nàng lại không thể đi được. Bởi vì nàng biết rằng, sớm muộn gì mọi người cũng biết được quan hệ của mình cùng với Bùi Đông Lai, đến lúc đó chỉ mang lại phiền toái cho Bùi Đông Lai mà thôi. Đây không phải là kết quả mà nàng muốn nhìn thấy. Nàng nguyện ý chờ. 4 năm. Bùi Đông Lai nhìn ánh trời chiều, ánh mắt cố chấp mà kiên định, giọng nói vô cùng tự tin. Nghe vậy, theo bản năng Tần Đông Tuyết liền dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Bùi Đông Lai. Giờ phút này, trong ánh mắt của Bùi Đông Lai nàng phát hiện ra được một thứ duy nhất. Mai táng dưới hoàng thổ không chỉ có hài cốt mà trong đó còn có dã tâm. Một lần nữa Bùi Đông Lai cùng Tần Đông Tuyết đi tới phố có quán ăn bình dân, rõ ràng là lần này số người ở đây còn đông hơn so với lần trước, trong đó cũng có không ít người giống như bọn họ, đều là những học sinh tham gia thi vào đại học. Dưới tình hình như thế này thì dọc theo đường đi, tuy rằng Tần Đông Tuyết vẫn như thường ngày vẫn hấp dẫn của ánh mắt mọi người nhưng mà số người chỉ trỏ vào Bùi Đông Lai lại nhiều hơn, thậm chí còn có mấy người còn muốn chụp ảnh chung với Bùi Đông Lai. Đối với lần này, Bùi Đông Lai cũng không có lộ ra vẻ cao ngạo hay cự tuyệt gì, ngược lại chỉ cần ai muốn chụp thì hắn cũng đều đáp ứng. Lần lượt từng bức ảnh được chụp.
Trong mỗi bức ảnh đó vị thiếu niên đã làm cho cả nước phải náo động, mỗi lần hắn đều lộ ra khuôn mặt tươi cười vui vẻ. Nhìn khuôn mặt tươi cười quen thuộc đã khiến cho mình bị đắm chìm vào trong đó, Tần Đông Tuyết nở ra nụ cười vui vẻ. Nếu như trước kia nàng thích vẻ oán khí giống như là yêu nghiệt được phát ra trên người của Bùi Đông Lai thì sau khi Bùi Đông Lai thi vào đại học làm náo động cả nước thì lại có một dạng đồ vật khác hấp dẫn nàng. Đó chính là tính khí. Không kiêu ngạo không nóng nảy, không hèn mọn không lên tiếng. Một lần nữa đi vào quán bán lạt ma nóng, Bùi Đông Lai cùng Tần Đông Tuyết vẫn ngồi ở trên bàn lúc trước, đồ ăn cũng giống như lần trước nhưng mà tâm tình và cảm giác hoàn toàn bất đồng. Mỉm cười ngồi đối diện, tao nhã mà ăn. Trong lúc vui sướng, khoái hoạt thì thời gian luôn trôi qua thật nhanh. Trong lúc bất chi bất giác đã đến 9 giờ, Bùi Đông Lai nắm lấy tay của Tần Đông Tuyết bất chi bất giác đi đến chỗ ở của Tần Đông Tuyết. Thời gian không còn sớm, em cần phải trở về. Tần Đông Tuyết dừng bước lại, lưu luyến nói. Bùi Đông Lai gật gật đầu, buông tay ra, mỉm cười nói. Được, tính toán khi nào thì đi đến Nạp Lan gia. Tần Đông Tuyết không lập tức rời đi mà do dự một chút rồi hỏi. BDL suy nghĩ một chút rồi trả lời. Qua 2 ngày nữa rồi đi. Có thời gian thì gọi điện thoại cho em. Tần Đông Tuyết cười cười, một câu mang 2 ý nghĩa, ám chỉ cho Bùi Đông Lai biết nếu như khi đi đến Nạp Lan gia gặp chuyện gì khó giải quyết thì có thể gọi điện thoại cho nàng. Bùi Đông Lai cười rồi lắc lắc đầu nói. Một lúc trở về anh phải trả điện thoại cho Qua Tử, mấy ngày nữa anh sẽ đi mua điện thoại, cho nên trong mấy ngày nay anh không có cách nào để liên hệ với em rồi. Tần Đông Tuyết gật đầu cười nhưng trong lòng hiểu được ý tứ của Bùi Đông Lai, trong lòng nàng liền thở dài, không nói gì thêm nữa. Gặp lại, Tần Đông Tuyết lại nhìn chăm chú khuôn mặt của Bùi Đông Lai một lần nữa, giống như là muốn đem khuôn mặt trước mặt này khắc sâu vào trong lòng. Qua vài giây sau nàng mới mỉm cười rời đi. Gặp lại. Bùi Đông Lai mỉm cười mở miệng. Tần Đông Tuyết không hề dừng lại, xoay người đi vào tiểu khu. Bùi Đông Lai đứng nguyên tại chỗ nhìn theo thân ảnh của Tần Đông Tuyết dần dần biến mất trong màn đêm sau đó hắn mới xoay người rời đi. Bùi Đông Lai, em sẽ chờ anh.